Một khúc dân ca sâu lắng quê nhà. Đêm sông Lam giá rào sóng nước. Hôm nay rảnh rỗi sớm nên là mình live sớm một chút. Vòng câu đò đưa tình người một mặt bát ngát nhớ thương mà thoáng hương giữa đời. Đêm trăng lên nghe tiếng đò đưa ngân rất gần, nhớ chuyện người đời xa xưa bao lớn lên trên quê đất mẹ hiền. Qua theo phường đi nghe công lý Việt Nam dân mất nhiều quá, đứng đầu sân dân mất nước mới lầm than mà để lời ca nghe cũng xót xa. Tôi âu thơ bác đã đi suốt chiều dài câu đò đưa, tôi âu thơ bác đã sống suốt chiều rộng câu dân ca. Đêm kim liên ấm áp ngày xưa hay hát vương ấy ngày hồi những danh nhân đất nước đau thương nên đến luận bàn. Bác theo phường đi nghe hát trăng đứng bóng trăng già thôi, bao thơ hay ngỡ tờ rồi mà được cuộc đời đành bó tay. Tôi âu thơ bác đã đi suốt chiều dài câu đò đưa, tôi âu thơ bác đã sống suốt chiều rộng câu dân ca rồi tươi bác mau tìm đường Mình rất thích hát những bài hát về ca ngợi của Chủ tịch bằng cái âm hưởng dân ca này của người An tư hương của Hồ Chủ tịch. đêm quê hương nhớ bác lòng ta thêm ấm lòng, vườn nhà ngát hương cao mái tranh quê xôn xao mấy tình đời. Xưa theo phường đi nghe hát nay bác đã cho đời ta ơi câu ca độc lập tự do mà nay toàn dân ta hát nỗi ước mong thuở xưa đã đến rồi ơi rạng rỡ nay hát câu đò đưa thấy đời đẹp mênh mang càng nhớ bác nhớ người sâu nặng Vâng, cảm ơn Nhật Bản. Một khúc dân ca sâu lắng quê Việt Nam Cộng hòa ngày xưa đâu có những bài hát mà nó tình cảm mà nó hay như thế này đâu. đêm sông Lam giá rào sóng nước lầm than mà để lời ca nghe cũng xót xa. Tôi âu thơ bác đã đi suốt chiều dài câu đò đưa, tôi âu thơ bác đã sống suốt chiều rồng câu dân ca. Tuyệt vời, bài hát rất hay. Và mình nghe một bài hát này. Bài hát này do những người nước ngoài mình đã như này cái like ấy của mình. Người nước ngoài hát về cái bài hát của Chủ tịch. Thank you. Hồ Chủ tịch bình tịch sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Rồi, xin tổng chào tất cả các bạn, chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Vâng, thì chương trình vâng, bây giờ chúng ta bắt đầu vào chương trình chính. Thì chương trình hôm nay thì tôi đã nói với tất cả các bạn rồi, thì tôi sẽ nói về, tức là tôi lấy một cái tựa đề của một bài hát, tức là chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi. Vâng, để mà nói về cái lịch sử dân tộc Việt Nam. Vâng, như tất cả các bạn đều biết là lịch sử dân tộc ta đã trải qua biết bao những gian lao và những vất vả, vâng, và những khó khăn. Cứ tưởng chừng coi như là dân tộc ta không vượt lên nổi, nhưng mà cuối cùng coi như là với sự thông minh, cái sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì nói chung là tất cả những cái khó khăn đó thì chúng ta đều vượt qua khỏi. Vâng, một đất nước, không một đất nước, một dân tộc nào mà coi như là có những bước đường đi đến ngày hôm nay mà nó khó khăn, mà nó vất vả như cái dân tộc mình. Vâng, mà cuối cùng coi như chúng ta đều vượt qua được hết tất cả. Thì bây giờ chủ yếu trong chương trình này tôi cũng nói về cái vai trò rất là quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái sự nghiệp của coi như giải phóng dân tộc, giải phóng coi như trong cái sự nghiệp coi như thống nhất đất nước và phát triển kinh tế như ngày hôm nay. Thì là bây giờ nói chung là tôi đã nói rất nhiều lần với tất cả các bạn, tất cả những người dân ở trên thế giới này thì người ta đều mong muốn ở đất nước của người ta, tức là hai điều. Thứ nhất là làm sao đất nước phải là độc lập, thống nhất, non sông liền một dải. Vâng, với điều thứ hai nghĩa là coi như là phát triển kinh tế, và kinh tế nói chung là càng ngày càng phát triển. Thì nói chung là bây giờ mình chia thành hai phần ở cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì chia thành hai phần. Cái phần thứ nhất là phần coi như là cùng với toàn đảng, tức là toàn dân và toàn quân ta, để mà coi thống nhất đất nước non sông liền một dải như ngày hôm nay. Và cái phần thứ hai là cái phần coi như là cái phát triển kinh tế ở trong cái ngày nay. Thì như tất cả các bạn đều đã biết là coi như là bất kỳ một cái người yêu nước nào đấy, ở trong một cái dân tộc nào thì đều mong muốn coi như đất nước được coi như hòa bình, được thống nhất. Ví dụ như tôi nói với tất cả các bạn, ví dụ như một số cái đất nước ở trên thế giới này thì nói chung là ví dụ như người ta cũng giàu có, cũng giàu mạnh đấy, nhưng mà đất nước người ta chưa được toàn vẹn lãnh thổ. Đơn giản ví dụ như ở gần chúng ta có đất nước coi như là Triều Tiên đấy. Nam Triều Tiên là cũng là một đất nước giàu có, nhưng mà nỗi đau của người ta vẫn còn đó. Hai miền Nam Bắc Triều Tiên vẫn chưa được thống nhất, chưa được sum họp một nhà. Vận mệnh của cái dân tộc Triều Tiên nó oái oăm thay ở một chỗ là coi như là không phải là do những người Triều Tiên quyết định, mà do những cái kẻ coi như là ngoại bang quyết định. Ví dụ như là ở đất nước Triều Tiên thì đều do Trung Quốc và do Mỹ quyết định hết. Nếu mà bây giờ tôi nói với tất cả các bạn, nếu mà không có Trung Quốc và không có Mỹ thì nói chung là chỉ coi như là nhân dân Triều Tiên và các nhà lãnh đạo Triều Tiên, thì nói chung là đất nước Triều Tiên thì cũng được thống nhất rồi, đúng không? Đấy, thì nhưng mà nói chung là đấy, cái sự thống nhất của cái đất nước Triều Tiên cực kỳ khó. Đấy, nhiều khi là ví dụ mình thỉnh thoảng mình xem một số cái năm trước ấy, thì những ông cụ bà hoặc các cụ ông năm nay toàn trên 80 tuổi rồi, mà nói chung giờ chỉ vì cuộc chiến tranh Triều Tiên mà bây giờ người Bắc kẻ Nam, tức là hai anh em một nhà. Bây giờ ví dụ thỉnh thoảng người ta có những cái cuộc mà gặp nhau ấy, thì các cụ ông cụ bà các thứ ôm nhau khóc, sau đó là coi người về miền Bắc, người về miền Nam, thì nói chung đó là một nỗi đau mà không hiểu là từ lúc đó các cụ cũng già rồi mà không biết còn có gặp được anh em nhà mình nữa hay không. Vâng, đó cũng là một nỗi đau. Cho nên là chúng mình sống trong một cái đất nước thống nhất thì nói chung là chúng mình cũng rất là tự hào. Đấy, cứ nhìn sang đất nước Triều Tiên thì các bạn cũng thấy, tức là nỗi đau của một cái đất nước hiện nay còn chia làm đôi. Hoặc là ví dụ như đất nước Trung Quốc chẳng hạn, đúng không? Thì các bạn thấy đất nước Trung Quốc hiện nay cũng là một đất nước phát triển đấy, nhưng mà cuối cùng là hiện nay tôi nói với tất cả các bạn là Đài Loan vẫn còn đó. Vâng, đất nước vẫn còn chia cắt, vẫn chưa được thống nhất, vâng, trọn vẹn. Thì nói chung đó, đấy là cũng một cái nỗi đau của những người dân yêu nước, và đó là nỗi đau của một cái đất nước. Vâng, thì bây giờ tôi nói với tất cả các bạn, tức là chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi. Đảng Cộng sản Việt Nam của mình, tức là thành lập vào ngày 3 tháng 2 năm 1930, thì là khi mà thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập trong cái bối cảnh đất nước ta coi như là đang bị coi như đô hộ bởi bọn thực dân Pháp. Nhân dân ta thì nói chung là chỉ chịu biết bao nhiêu cái khổ cực, bao nhiêu cái lầm than, vâng, do cái bọn mà thực dân Pháp cai trị. Bất kỳ một cái đất nước nào đã làm nô lệ trong một cái đất nước kia chẳng hạn, thì nói chung là bọn thực dân Pháp nó chỉ lo cho cái gọi là cái nước gọi là mẫu quốc thôi, chứ còn người ta làm sao người ta lo cho một cái dân tộc giời hơi đất đỡ như ở Việt Nam. Coi như là chúng con lấy cái cớ là chúng nó phải sang khai hóa cho cái dân Việt Nam. Đấy, để khai hóa cái gì mà nói chung là những cái người dân Việt Nam mình lại vừa đói khổ mà lại vừa coi như là không biết chữ. Đấy, thì như tất cả các bạn đã biết là đến năm 1954 ấy, thì là khi mà ví dụ là đã giải phóng Điện Biên Phủ, thì tổng số những người biết chữ ở Việt Nam thì nó nói chung là cỡ khoảng độ 1% là số người biết chữ, còn toàn dân là mù chữ. Đấy, một cái đất nước coi như là bọn Pháp nó dùng cái kế, tức là ngu dân để mà, tức là ngu dân dễ trị. Đấy, nó thành ngu đi, thì nói chung là bảo cái gì nó cũng phải nghe mà cũng không có một cái đầu óc gì cả. Đấy, ngu dân dĩ trị. Thì là khi Đảng Cộng sản Việt Nam mình thành lập vào ngày 3 tháng 2 năm 1930, thì trong một cái hoàn cảnh như thế, thì nói chung là thì Đảng Cộng sản Việt Nam thì khi thành lập ra thì nói chung là đã lãnh đạo cùng với nhân dân ta để đứng lên, mà chủ yếu là đánh đuổi thực dân Pháp ra khỏi bờ cõi đất nước ta, để mà đất nước ta phải độc lập tự do, và những cái vận mệnh của đất nước ta phải do những người dân của Việt Nam quyết định. Nhưng mà cái thời gian đó thì cũng có rất là cái nhiều phong trào yêu nước nổi lên, thì cũng chỉ vì cái sự coi như là như cai trị dã man của bọn Pháp thôi, thì nhiều cái phong trào của những người chí sĩ yêu nước đã nổi lên, cũng để nó lật đổ cái thực dân Pháp. Ví dụ như phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục của cụ Phan Bộ Châu, cụ Phan Chu Trinh, hoặc những cái phong trào khởi nghĩa nổi lên, ví dụ như của Trương Quang Định hoặc Hoàng Hoa Thám nọ kia. Nhưng mà tất cả những cái phong trào đó đều bị thực dân Pháp nó dập tắt, hoặc là cái đường lối đi thì nó không được đúng đắn. Ví dụ của cụ Phan Chu Trinh hoặc là cụ Phan Bộ Châu, các cụ coi như sang Pháp, sang Nhật Bản chẳng hạn, thì nói chung là ví dụ như là thoát khỏi tay Pháp thì lại rơi vào tay Nhật Bản, rồi gì cũng thế thôi. Cho nên cái đường hướng của người ta đi thì nó không đúng. Thì là nói chung là cái cuộc khởi nghĩa, tất cả các cuộc khởi nghĩa đều bị coi như là thực dân Pháp đều bị bọn thực dân Pháp đàn áp dã man, và cuối cùng là thất bại. Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam có một cái đường lối đi rất là đúng đắn, thì nói chung là cùng với nhân dân nhân dân ta coi như đánh đuổi thực dân Pháp. Và nói chung là năm 1945 thì nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được thành lập, vâng, do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Thì nói chung là năm 1945 thì là khi mình cướp chính quyền từ tay của Nhật chẳng hạn, thì đất nước ta thì đúng là một chính quyền còn rất là non trẻ. Tôi nói với tất cả các bạn, rất là non trẻ, mà nói chung là thù trong giặc ngoài còn rất là nhiều, mà có rất nhiều cái đảng phái khác nhau. Và một số cái đảng phái kia thì người ta chỉ lo cho cái đảng phái của người ta thôi, và người ta cũng đòi coi như lật đổ những chính quyền coi như là còn non trẻ lúc bấy giờ. Ví dụ như tất cả các bạn ở đây đều đã biết là ví dụ như có cái vụ án coi như là vụ án ở số 7 Phan Như Hầu, tức là bọn Quốc dân đảng, vâng, cũng có một đảng gọi là Quốc dân đảng đấy, thì nó cũng định coi nó đứng lên để nó lật đổ cái chính quyền non trẻ lúc bấy giờ. Thì đấy, tôi nói với tất cả các bạn cái thời gian đấy, các bạn cứ nói là bây giờ coi như là có một đảng hay nhiều đảng. Hồi đó có rất nhiều đảng, ví dụ như Đảng Cộng sản này, rồi là Quốc dân đảng này, Đảng Vật Cách này, rồi là Đảng Xã hội, Đảng Dân chủ và rất nhiều cái đảng khác, phái khác nhau. Nhưng mà nói chung là các đảng kia người ta chỉ có lo cho những cái sự lớn mạnh của đảng người ta thôi, người ta đâu có lo cho vận mệnh của đất nước, vận mệnh của tổ quốc đâu, mà chỉ có Đảng Cộng sản thôi. Thì coi như nước mà sau khi coi như là nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa coi như được non trẻ, được thành lập, thì nước ta lại gặp thêm một cái thử thách nữa, coi như thực dân Pháp nó lại quay lại, đúng không? Lại quay lại đòi chiếm nước ta một lần nữa. Đấy, thì Hồ Chủ tịch đã sang Pháp và cùng đoàn đại biểu của mình, do cái thời gian đó thì hồi đó ông Phạm Văn Đồng làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cũng sang bên Pháp để mà ví dụ điều đình để ký một số cái hiệp định sơ bộ nào đấy. Thì mình cũng cái thời gian đấy thì nói chung là mình làm sao để mà để cho Pháp coi như là rút khỏi Việt Nam để dành cho độc lập tự chủ cho Việt Nam thôi. Đấy, kể cả mình nhượng bộ, chứ tức là Việt Nam cái thời gian đấy cũng nằm trong một cái ví dụ như là đòi Pháp có trả cái nền độc lập cho Việt Nam, mà đòi rút ra khỏi Việt Nam, mà Việt Nam nằm trong một cái khối Liên Hợp Pháp, nhưng Pháp nó không chịu, đúng không? Nó chỉ muốn cai trị đất nước Việt Nam thôi. Thì bắt buộc coi như Hồ Chủ tịch phải coi như là kêu gọi toàn thể nhân dân đứng lên chống bọn thực dân Pháp làm những cuộc, tức là 9 năm kháng chiến trường kỳ, tức là Bác Hồ có kêu gọi toàn thể nhân dân ta thà hy sinh tất cả, chứ không chịu làm nô lệ, chứ không chịu mất nước, đúng không? Chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới đấy, thà hy sinh tất cả chứ không chịu làm nô lệ, chứ không chịu mất nước. Vâng, đấy là cái lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch. Thì chúng ta đã coi như là lại coi như chiến đấu với bọn thực dân Pháp trong 9 năm trường kỳ, và kết thúc bằng cái chiến dịch Điện Biên Phủ, lừng lẫy địa cầu. Đấy là cái thử thách, vâng, thử thách của cái dân tộc Việt Nam, mà nói chung là dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã vượt qua. Nói chung là mình phải đối với cái bọn mà ngoại xâm, mình phải nói chung là cũng chẳng phải có một cái sự điều đình nào cả, mà chỉ có chiến thắng chúng nó trên chiến trường thì lúc đó bắt buộc chúng nó phải ngồi vào cái bàn đàm phán, đúng không? Mình phải đàm phán trên thế hạng, chứ không thể nào ví dụ là chúng nó trao trả cái sự độc lập tự do cho cái dân tộc mình được, đúng không? Đều phải trả giá hết. Ngọc Lai Nguyễn muốn gì? Có cho em hát không anh Bằng? Hả? Ok thôi, nhưng bạn muốn thích hát thì tôi mời bạn lên bạn hát. Bạn muốn hát, bạn hát kiểu gì? Nếu bạn thích lên hát thì bạn ok đi. Đấy, thì tôi chỉ nói qua cái phần lịch sử thôi. Thì chính ra khi Pháp mà rút vào trong cái vùng miền Nam thì cái vĩ tuyến 17 đó là vĩ tuyến cái mà gọi là cái giới tuyến quân sự tạm thời thôi, đúng không? Để mà chờ 2 năm sau thì Việt Nam có tất cả đều, tức là có cái tổng tuyển cử để mà ví dụ Việt Nam thống nhất. Nhưng ok, mời Ngọc Lai Nguyễn lên xem nào. Sao lại từ chối? Nghĩa. Chào anh Bằng. Rồi, xin chào bạn. Nghe không anh? Rồi, mình nghe rõ. Nghe không? Có, nghe rất tốt. Sao, hôm nay bạn có ý kiến gì không? Nghe không anh? Bạn thử nói nào, xem có nghe rõ. Nghe hả? Rồi, nói đi. Bạn có điều gì bạn cứ nói đi, xem tôi có khả năng, nếu mà nghe rõ hay không thì tôi chỉnh. Bên em yếu quá. Rồi, được rồi. Bạn có gì bạn nói, thử nói xem. Nói đi. Nói đi, bạn nói đi. Sao bạn lên, sao không nói gì hả? Rồi bạn muốn lên bạn ok đi. Ngọc Lai Nguyễn vào cái like của mình rất nhiều rồi. Đấy. Rồi, không, nếu mà không lên thì mình nói tiếp, hoặc là bạn nào khi mình đang nói bạn nào lên thì bạn cứ ok đi, mình sẽ mời lên. Thì là vào năm 1956 thì mình có tổng tuyển cử, và lúc đó tổng tuyển cử thì là ví dụ là cái đảng nào là nắm quyền cũng được, đúng không? Nhân dân người ta bầu lên. Đấy, thì là nói chung là lúc đấy là đất nước độc lập tự do rồi, thì nói chung là ví dụ là cái nhân dân mà ví dụ là người ta yêu quý cái đảng nào thì người ta bầu lên. Nhưng mà nói chung là bọn thực dân Pháp và sau này là Mỹ, vâng, thì nói chung người ta đã cố tình coi như chia cắt đất nước Việt Nam ra thành hai miền. Thì nói chung là nhân dân ta lại phải coi như là lại một thử thách nữa đối với dân tộc Việt Nam. Đấy, một thử thách nữa đối với dân tộc Việt Nam. Sao Văn Hùng Vũ lại lên ngứa mỏ cái gì? Này, lên ngứa mỏ nhá. Đang mời Văn Hùng Vũ. Đang thêm đấy. Đấy, thấy chưa? Rồi. Không từ chối thì thôi. Đấy thì là tức là thì mình nhân dân coi như cả nước lại đứng lên làm một cuộc chiến tranh. Thế hôm nay tưởng là Văn Hồng Vũ có một cái vấn đề gì về lịch sử hoặc là xã hội hoặc là cái gì đấy thì lên chia sẻ cùng với mình. Các Văn Hồng Vũ nói đùa thôi. Chỗ diễn đàn này ít gái lắm. Đấy. Thì nói chung là lịch sử của dân tộc mình coi như lại phải một cái thử thách nữa, coi như bọn đế quốc Mỹ lại nhảy vào coi như là xâm chiếm ở Việt Nam, bắt buộc cái nhân dân coi như cả nước Việt Nam miền Bắc coi như đứng dậy để mà coi như đánh đuổi đế quốc Mỹ ra khỏi bờ cõi đất nước Việt Nam. Cho nên là những cái đấy bọn Ngụy thì hoặc là bọn Ba Sọc thì chẳng là cái gì cả, cho nên mình mới nói là cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chứ còn bọn Ngụy chỉ là bọn tay sai, đúng không? Cho nên là khi bọn Ngụy thì bọn Ba Sọc nó có là cái gì đâu, mà khi mà ví dụ như Mỹ đã thua cái trận cuối cùng ở coi như là cái gì ở Hà Nội, tức là cái trận năm 1972, thì bắt buộc coi như thấy Mỹ thấy coi bọn Ngụy là cũng bọn coi như là ăn tàn phá hoại, đúng không? Thì nói chung là nó bỏ rơi thôi, đúng không? Bỏ rơi thôi. Đấy, cho nên là Mỹ khi mà thua cái trận cuối cùng ở Hà Nội năm 1972 thì buộc Mỹ phải coi như là ngồi vào bàn đàm phán, và Việt Nam và Mỹ ký cái hiệp định Paris để kết thúc chiến tranh. Và nói chung là bọn Ngụy thì nói chung là cái khi mà Mỹ đã bỏ đi rồi thì Ngụy mà nhào là cái chuyện dĩ nhiên. Và năm 1975 thì đất nước mình thì hoàn toàn thống nhất. Nam Bắc coi như lúc đấy gọi là Nam Bắc với liền một giải, đúng không? Nhưng mà nói chung khi tôi nói tất cả các bạn là dân tộc mình nói chung là cũng trải qua rất nhiều những cái thử thách gian nan và vất vả. Ví dụ năm 1975 khi mà thống nhất đất nước rồi thì nói chung là toàn dân ta nó rất là vui mừng, và nói chung là mình lại bắt tay vào để mà ví dụ là xây dựng đất nước. Đấy, xây dựng đất nước từ những cái đống tro tàn đổ nát, đúng không? Thì nhân dân Việt Nam là một cái dân tộc coi như yêu chuộng hòa bình, đâu có muốn chiến tranh. Nhưng mà bây giờ ví dụ là ở sau đó là khi là năm 1976, chứ bọn Pol Pot Yên đi với dưới sự coi như là giúp đỡ của coi như là bọn Trung Quốc, coi như là chúng lại gây hấn ở cái biên giới phía Tây Nam, đúng không? Thì bây giờ tôi nói với tất cả các bạn, nói chung là khi mà đất nước mình giành được độc lập rồi thì nhân dân ta mình muốn yên ổn để mà xây dựng đất nước, tức là xây dựng tổ quốc từ cái đống tro tàn gạch vụn, đúng không? Có ai không muốn chiến tranh đâu, nhưng mà ở phía biên giới phía Tây Nam bọn con Pol Pot Yên nó tràn qua biên giới giết hại những đồng bào ta ở cái vùng biên giới. Đấy, chính bản thân tôi thì chẳng hạn đã xuống cái vùng gọi như là Ba Súc hoặc tỉnh An Giang mới thấy đấy cái tội ác của bọn Pol Pot Yên Sa Li vẫn còn đó. Vâng, thì các bạn nếu mà các bạn nào có điều kiện mà xuống cái vùng Ba Súc thuộc tỉnh An Giang ấy, thì các bạn sẽ thấy coi như là bọn Pol Pot Yên Sa Li coi như chúng nó quá dã man, chúng nó giết hại những đồng bào ta ở những vùng coi như là biên giới phía Tây Nam, thì bắt buộc coi như mình lại phải như đánh đuổi cái bọn coi như là xâm lược đất nước Việt Nam ra khỏi bờ cõi. Nói chung là nhân dân ta là một dân tộc ưa chuộng hòa bình, nhưng mà bất kỳ một cái kẻ nào đã xâm phạm cái bờ cõi của đất nước ta thì nói chung là chúng ta đều phải coi như đứng lên để mà coi như đánh đuổi bọn chúng ra khỏi bờ cõi của đất nước độc lập tự do, vâng, và dân chủ. Thì nói chung là đó là cái mong muốn của cái dân tộc mình. Vâng, thì chúng mình coi như đã bị coi như áp bức từ cái thời ví dụ thời Pháp áp bức, rồi sau đó đến Nhật này, Nhật coi như cũng chỉ một thời gian thôi đã làm coi như gần 2 triệu người coi chết đói ở những cái tỉnh Hải Dương, Thái Bình, Nam Định. Rồi là bây giờ cái khi mà Mỹ lại nhảy vào coi như cùng với bọn Ngụy coi như là xâm chiếm Việt Nam, thì bắt buộc như mình cũng phải coi như là đứng lên đánh đuổi cái bọn ngoại xâm ra khỏi đất nước mình. Bây giờ con tất cả các bạn đấy, ví dụ ở biên giới Campuchia chẳng hạn, thì nói chung bọn Pol Pot Yên Sa Li chúng nó coi như tràn sang biên giới giết hại cái đồng bào mình. Nói chung là mình vừa mới trải qua một cuộc chiến tranh 20 mấy năm, lại bắt buộc coi như là phải coi đứng dậy để mà coi như đánh đuổi với bọn Pol Pot Yên Sa Li ra khỏi biên giới Tây Nam. Và nói chung là khi mà ví dụ là theo cái lời kêu gọi của nhân dân Campuchia ấy, thì là muốn coi như là quân đội Việt Nam đã giúp bạn để mà coi như khỏi giải phóng nhân dân Campuchia khỏi cái họa diệt chủng của bọn Pol Pot Yên Sa Li. Thì nói chung là bây giờ ví dụ mình giải phóng Campuchia thời gian bây giờ thì nước mình cũng vô cùng khó khăn, mà khi mà mình giúp nước bạn Campuchia thì nói chung là ví dụ mình cũng bị coi như là rất nhiều cái nước ở trên thế giới người ta không hiểu biết, người ta coi như là phản đối coi như là đất nước Việt Nam, người ta nói là coi như quân đội Việt Nam sang xâm chiếm Campuchia như này khác. Và ở cái thời gian đó thì Mỹ đã cấm vận Việt Nam rồi, mà rất nhiều nước ở trên thế giới coi như hùa trong Mỹ cấm vận Việt Nam, và một số nước Đông Nam Á người ta không hiểu Việt Nam, coi như người ta coi như là coi như Việt Nam thì bị cô lập. Đấy, cô lập trong cái chuyện mà ví dụ đối với lại với các nước mà chỉ có ví dụ như là cái thời gian đó chỉ có Nga, Liên Xô và một số cái nước mà gọi là Đông Âu người ta còn tin tưởng về Việt Nam và người ta còn giúp đỡ Việt Nam thôi. Ngọc Lai Nguyễn gửi lời mời đi, ok không có camera. Ngọc Lai Nguyễn thoát ra vào lại thì có camera, cho nên là bây giờ đến bây giờ đấy thì qua một thời gian thì người ta mới biết là coi như cái quân đội Việt Nam là những cái quân đội tình nguyện sang giúp nước bạn Campuchia thôi. Đấy, nói chung là cũng giúp nước bạn Campuchia nhưng mà cũng giúp cả mình nữa, để cho làm sao mà biên giới giữa Việt Nam và biên giới Campuchia là một biên giới nó hòa bình, đúng không? Đấy, bây giờ chỉ có thế thôi. Chứ còn bây giờ ví dụ như là nếu mà mình xét về mặt kinh tế chẳng hạn, thì mình nói chung là mình cũng đối với Campuchia thì nói chung là mình cũng về quan hệ về mức độ kinh tế thì nói chung cũng chẳng lợi lộc gì bao nhiêu, nhưng mà nói chung là bây giờ chứ chỉ là hiện nay ví dụ như là cái chính phủ nhà nước Campuchia và nhà nước Việt Nam thì nói chung là cũng là anh em với nhau thì tạo thành một cái biên giới nó hòa bình thôi, đúng không? Chứ còn bây giờ ví dụ đất nước Campuchia chia nói chung là bây giờ ví dụ cái Trung Quốc người ta đầu tư vào đấy là nhiều, đúng không? 85% đầu tư của nước ngoài vào Campuchia là Trung Quốc. Chứ còn về phía Việt Nam thì đâu có cái đầu tư nó đáng bao nhiêu ở Campuchia đâu, đúng không? Mình cạnh tranh không nổi với Trung Quốc. Đấy là tôi nói nan man qua kia tí. Thì nói chung là cái thời gian đấy chỉ Trung Quốc người ta coi như là người ta gọi coi như là Liên Xô đấy là đại bá, còn Việt Nam là tiểu bá. Vâng, tức là chuyên môn tức là đi xâm lược các nước khác. Nhưng mà đến bây giờ một số nước người ta đã hiểu ra được vấn đề rồi thì người ta càng quý trọng, đúng không? Quý trọng những cái chính phủ như Việt Nam, nhà nước Việt Nam, dù có coi như khó khăn các thứ như thế cũng coi như là giúp nước bạn Campuchia coi như là khỏi cái họa diệt chủng. Vâng, sau cái thời gian đó coi như dân tộc Việt Nam lại trải qua một cái thử thách coi như vô cùng ấy, nhưng bọn Trung Quốc coi như hồi đấy nó tấn công ở 6 tỉnh biên giới phía Bắc, coi như là mình coi như là vừa coi như là giúp nước bạn Campuchia mà quân còn đang ở Campuchia thì ở biên giới phía Bắc coi như Trung Quốc tấn công đấy 6 tỉnh biên giới. Thế cùng mình coi như là lại phải chiến tranh với Trung Quốc ở cái biên giới phía Bắc nữa, đúng không? Đúng là vào gọi là cái lịch sử dân tộc Việt Nam thật là mình nghĩ là cũng rất là nhiều cái thương đau, nhiều cái cực khổ. Nhưng mà cuối cùng cái cuộc chiến của đối với Trung Quốc như tất cả các bạn đều đã biết, có phải là nó riêng là nó xảy ra có cỡ khoảng 1 tháng vào năm 1979 đâu, đúng không? Thì khi mà 1 tháng đó thì quân Trung Quốc nó mới tức là dưới sự coi như là phản đối của dư luận quốc tế và tinh thần chiến đấu rất là anh dũng của nhân dân Việt Nam, đấy, của quân đội Việt Nam, chúng nó phải chạy coi như là rút khỏi ở 6 tỉnh biên giới phía Bắc. Nhưng mà ví dụ như ở tỉnh Hà Giang hạn cũng có rất là nhiều những cái mà điểm cao ở Hà Giang đấy, thì chúng nó vẫn còn chiếm đóng. Cho nên cái cuộc chiến của giữa Việt Nam và Trung Quốc nó còn xảy ra tức là từ năm 1979 cho đến cuối năm 1988 và đầu năm 1989, đúng không? Đấy, đầu năm 1990 thì cuộc chiến đó kết thúc. Vâng, thì nói chung cuộc chiến đấy kết thúc thì tất cả các bạn đến năm 1990 đấy thì là mình cái chỗ dựa duy nhất của mình lúc bấy giờ là các nước xã hội chủ nghĩa Liên Xô và một số nước Đông Âu, thì nó khối cộng sản đấy, ở Liên Xô và Đông Âu nó sụp đổ. Đấy, thì nói chung là bây giờ tôi nói với tất cả các bạn là cái vận mệnh đấy đất nước lúc đấy lại qua một cái thử thách rất là khó. Nó khó ở cái là bây giờ ví dụ tất cả các nước ở kia người ta ví dụ Đảng Cộng sản các thứ coi như là tan rã. Bây giờ ví dụ về cái Đảng Cộng sản đấy thì bây giờ trên thế giới mà chính ra chỉ còn Cuba, Việt Nam và Trung Quốc thôi. Đấy, thì mà Trung Quốc thì vừa chia. Mời lại Ngọc Lai Nguyễn này. Xong rồi, bình tĩnh. Có camera đây xong rồi. Sao đều không được. Không thể đưa Ngọc Lai Nguyễn lên màn ảnh được. Không được. Ngọc Lai Nguyễn muốn lên thì thử ấy. Từ cái gửi yêu cầu ấy, ấn vào cái nút xanh ấy. Đấy thì tất cả các bạn lúc đấy nói chung là cái mà suy nghĩ của các nhà lãnh đạo Việt Nam bây giờ không biết là bây giờ mình như thế nào, nhưng mà nói chung là mà các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đấy vẫn cứ kiên trì đi theo coi như là đường lối xã hội chủ nghĩa. đăng thêm ấy. Rồi, đang kết nối. Chào anh bạn. Rồi, ok, chào bạn. Chào các anh chị em trên diễn đàn nha. Rồi, mình nghe rõ. Em xin hát một bài được không bạn? Được, ok, bạn thử hát thôi. Bạn hát bài nào? Bài Vàm Cỏ Đông được không anh? Ok, bạn thử hát xem. Dạ. Yeah. Hát một đoạn thôi anh ha. Rồi, ok, bạn muốn hát kiểu gì bạn hát. Rồi, bắt đầu. Rồi. Từng sông hồng, em có biết quê hương anh cũng có dòng sông. Anh mãi ngồi với lòng tha thiết, Vàm Cỏ Đông ơi Vàm Cỏ Đông. Ơi Vàm Cỏ Đông ơi hỡi dòng sông, nước xanh biển biếc chẳng đổi thay dòng. Đuổi Pháp đi rồi nay đuổi Mỹ xâm lăng, giặc đi đời giặc sống càng xanh trong, giặc đi đời giặc sống càng xanh trong. Tiếp tục nhiều thật rồi, ok rồi, ok bạn hát rất hay. Thì bây giờ này trong cái chương trình của tôi thì bạn có, tôi thấy bạn vào những cái like của tôi rất là nhiều rồi, mà bạn comment cũng như nhiều đấy. Thì là bây giờ ví dụ là chương trình hôm nay thì bạn có nói gì về không, về cái lịch sử của đất nước Việt Nam? Thì vừa nãy tôi đã nói là nói chung là cái tiêu đề của tôi là chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi đấy, tức là Việt Nam mình trải qua rất nhiều những thử thách, rất là những cái gian lao mà để cái giành như này, ví dụ cho chúng ta những cái cuộc sống ngày hôm nay đấy. Thì tôi vừa nói sơ qua một chút, thì bạn có ý kiến gì không? Rồi, bạn nói đúng rồi. Rồi, mọi người khen bạn hát hay quá thì bạn hát nữa đi. Bạn còn một bài nào hát không? Nhiều quá em quên hết rồi này. Một khúc được. Hát một đoạn, được, hát nhiều quá không được. Được rồi, hát một đoạn được. Rồi, ok. Hát một đoạn thôi nha. Rồi, một đoạn thôi. Bạn thêm lưu, bạn chờ mình chút. Rồi, bây giờ bạn muốn hát bài nào? Rồi, hãy yên lòng mẹ ơi, được không anh? Ok, được. Rồi. Đoàn quân. Đoạn thôi nha. Em còn rồi, hết okay. Rồi. Rồi, em hát đây. Rồi, bắt đầu. Đoàn quân bước trên đường xanh, bình minh lập lánh chân trời xa. Mẹ ơi hãy yên lòng, dù bao sáng lao ngày tháng. Trường Sơn hay nơi đảo xa, đoàn chúng con xin quyết giữ gìn. Chúng con luôn bên mẹ hiền, ngày đêm vững bước trong đoàn quân. Xin thay lá bao mùa xôi, đoàn quân chiến đấu xa làng quê. Mẹ ơi hãy yên lòng, dù bao sáng lao ngày tháng. Trung Dương hay nơi đảo xa, đoàn chúng con xin quyết giữ gìn. Chúng con luôn bên mẹ hiền, ngày đêm vững bước trong đoàn quân. Thôi được rồi anh ơi, không nhớ lời với hát một đoạn. Rồi, rất hay, cảm ơn bạn. Rồi, coi như là đã lên đây rồi đã tham gia coi phục vụ các anh em coi như trong cái lúc giải lao nói chuyện chính trị nhiều khi nó cũng khô khan đúng không, thì nói chung là thôi có giải lao để bạn coi như hát tặng anh em một số bài hát rất hay. Rồi cảm ơn bạn. Rồi có bạn Văn Lưu Văn Thêm, rồi tôi mời bạn. Rồi xin chào bạn. Đang trên biển anh Bằng ơi. À rồi ok, có như bạn đang trên biển ở cái vùng Vũng Tàu đấy hả? Dạ, đúng rồi. Hồi chiều rồi. Xin chào anh Bằng, chào tất cả mọi người trên diễn đàn nha. Nói chung là mình lên đây thì nói chung là mình cũng chả phải là một cái con người đấu tranh hay là một cái người theo một cái tư duy, một cái tư tưởng chủ nghĩa nào đâu. Mình chỉ là người lao động bình thường thôi. Nói chung là như vậy, người lao động bình thường mình chỉ lo cuộc sống thôi chứ mình không có lo cái chuyện chính trị hay là mình không có lo một cái vấn đề mà chủ nghĩa, chủ tộc gì hết. Cái thẳng như vậy, mình là người dân bình thường thôi. Nói cái tư cách là một người dân thôi, chứ không phải nói về cái tư cách của cái kiểu như là của mấy cái anh cờ vàng hay là kiểu của mấy anh cờ đỏ. Mình không có theo cái tư tưởng nào hết. Nói chung là một người dân. Thì nói thẳng mà nói thì cái theo cái nhận xét của em anh Bằng thì cái đám dân chủ cội ở Việt Nam, mấy người cờ đỏ kêu bằng cái đám dân chủ cội hình như là toàn là những người không hiểu biết. Em kể cho mấy người nghe, hồi chiều em mới vô cái diễn đàn của cái thằng gì bên hải ngoại, của cái ông gì bên hải ngoại nó cho đến lịch sử chứ. Thì em mới thấy là một cái ông đó là dân chủ cụi, là tự coi như là tự xưng là tài xế lái xe, mà ông lên ông nói là Việt Nam mình Lanh, tài xế Lanh, gọi là tài xế Lanh. Nói là Việt Nam mình không phát triển bằng Campuchia, rồi thu nhập đầu người không bằng Campuchia. Thì em mới comment cho một câu, em hỏi anh cho một cái dẫn chứng là nào mà nói là thu nhập Việt Nam không bằng Campuchia, thì anh cho một cái dẫn chứng. Thì nó nói là đi qua bên đó mà coi. Thì cái đó mình không trả lời được. Cái thứ hai là nó nói thu nhập đầu người của Việt Nam mà thua Campuchia là coi cái đồng tiền đi, nó đem cái đồng tiền cho nó so sánh. Thì đó hồi em mới xin lên, cái thằng chủ diễn đàn nó cho em lên thì em mới nói với cái anh tài xế hồi nãy anh mà đem đi so sánh cái đồng tiền, cái giá trị của đồng tiền mà đi nói về thu nhập cá nhân là con người ông quá dốt đi. Ông coi bên cái thằng Trung Quốc GDP đầu người của nó là nhiêu, 10.000 đô một người đúng không? Còn GDP của thằng Nhật Bản là 40.000, còn GDP của thằng Hàn Quốc là hơn 30.000. Vậy tôi hỏi ông cái đồng tiền, cái đồng 100 đồng của Nhật với 100 đồng của Hàn Quốc nó mua được trăm tệ không? Không thể nào mua được, đúng không anh Bằng? Đúng rồi. Rồi cái vấn đề tiền nè, nói dụ như nào ở trên thế giới này, cái nước Qatar là cái nước có thu nhập đầu người là cao nhất thế giới, nhưng mà 100 đồng Qatar có mua được 100 đồng Bahrain không? Không thể nào mua được. Thì thằng Bahrain nó nghèo hơn Qatar rất là nhiều, nhưng mà cái đồng tiền thằng Bahrain nó lại có giá trị hơn cái đồng tiền của thằng Qatar. Mà một con người mà đem ra so sánh như vậy là con người dốt. Nói chung là em khẳng định là những cái thằng cụi ở trong nước, cái dân mà kêu bằng dân chủ cụi toàn những thằng thứ là không hiểu biết. Em nói nó là tôi đi biển quá, ông ở trên bờ cái xã hội đó ông tiếp cận nhiều hơn tôi đi biển chỉ có trên là trời dưới là nước. Một tháng tôi đi biển 25 ngày, có một năm ngày ở trong bờ. Mà cái thông tin mà ông cũng thua tôi nữa thì ông làm cái gì? Mình khẳng định một câu, mấy cái thằng cụi là thằng không hiểu biết nó mới là tham gia vào cái phong trào và dân chủ cũ thôi. Chứ mà những người hiểu biết nó thiệt với anh, nó chả ai mà đi nghe mấy khăn, chả ai mà đi đấu tranh đi kiểu đó cả. Đấu tranh cũng ngu dốt vì nó đòi đa đảng thì cái nền dân chủ nó cũng đúng đấy. Ở trên thế giới này có nhiều nước áp dụng cái vấn đề mà dân chủ đa đảng thì mình cho nó là cũng là đúng đấy. Tại vì đúng nó cũng hay nên mới có nhiều nước người ta áp dụng, đúng không anh? Nhưng mà đối với Việt Nam một cái thể chế đa đảng mà toàn những cái thằng đó thì dốt như vậy thì mà làm sao mà ổn định đất nước được. Cho nên là cái chuyện đa đảng nó còn xa lắm. Tại vì sao? Tại vì cái đám dân chủ cũ nó dốt, chừng nào cái đảng nó chết hết đi thì Việt Nam mình đa đảng. Đó, nói vậy được không anh Bằng? Nó muốn đa đảng không? Rồi thì nói chung là bạn nói theo cái kiểu của bạn. Đó. Thì nói chung là nói về cái vấn đề đa đảng là hiện nay ấy, thì nói chung là bây giờ này, tức là nó phải phụ thuộc vào tùy hoàn cảnh lịch sử, xã hội, đúng không? Bây giờ ví dụ như tôi vừa nói cho tất cả các bạn, ví dụ như Đảng Cộng sản Việt Nam đấy, thì người ta lãnh đạo nhân dân Việt Nam hiện nay đất nước rất ổn định, hòa bình, thống nhất, mà đời sống coi như là nhân dân càng ngày càng được nâng cao và kinh tế càng ngày càng được phát triển ở cái tốc độ mà phát triển của đất nước, đúng không? Thì những người dân mình đấy, ví dụ những người lao động như bạn chẳng hạn đấy, hoặc như tôi, thì nói chung và tất cả những người dân Việt Nam đều mong muốn là đất nước nó như thế thôi, đúng không? Chứ còn đảng thì cũng giả sử tốt đẹp mà lắm thì nó cũng là đất nước ổn định và coi kinh tế phát triển thôi, đúng không? Nhưng bây giờ ví dụ như Đảng Cộng sản Việt Nam đang lãnh đạo rất tốt thì của những người Việt Nam rất tốt, thì làm sao mình phải cần thiết phải đa đảng làm cái gì, đúng không? Đấy. Thì bây giờ thì em cũng nói theo cái kiểu của em, một người dân giả bình thường đó. Cái tụi chừng nào mà cái tụi cụi chết hết thì là lúc đó Việt Nam đa đảng, còn tụi bay sống là không có đa đảng, tại vì tụi bay có biết cái gì đâu mà tụi bay đòi đa đảng. Tụi bay đa đảng tụi bay làm loạn à. Có để cho Đảng Cộng sản người ta lãnh đạo, dù sao nó cũng là một cái nước đang phát triển, một cái nước đang uy tín trên thế giới, mà bây giờ đa đảng cho cái đám tụi bay lên lãnh đạo thì có khác nào cái bãi rác. Tại vì sao? Tại vì chứng minh rõ ràng là tụi bay dốt quá. Tụi bay nói Campuchia mà kêu đưa ra cái dẫn chứng mà tụi mày nó đem đồng tiền rồi đó, mà tụi bay so sánh thì rõ ràng là tụi bay không biết cái gì hết. Không biết cái gì hết mà đòi là lập đảng làm cái gì? Ăn cướp hả? Làm loạn hả? Đấy. Thì bây giờ này, nói chung bây giờ mình chỉ một ví dụ với tất cả các bạn trên cái mạng Facebook này nhá, đúng không? Thì tất cả theo mình nghĩ là tất cả các bạn mà tham gia vấn đề chính trị ấy, trên cái mạng Facebook này các bạn đều yêu nước hết, đúng không? Chứ cùng đều yêu nước, nhưng mà cuối cùng ra là cũng chỉ vì thế nọ thế kia, chứ các bạn cũng chia thành 5 phe 7 phái, đúng không? Thì đấy, rồi cũng loạn xị ngầu cả lên. Thì tôi nói với tất cả các bạn làm cuối cùng ví dụ như đấy, mình chỉ trong một cái phạm vi nhỏ thôi, đúng không? Còn ở bên cái bọn chống cộng cực đoan ở bên hải ngoại bên kia thì chúng nó cũng đều là có ý tưởng coi như là muốn phế bỏ cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng mà đấy là cái mục đích chung của chúng nó, nhưng mà chúng nó cũng chia thành 5 phe 7 phái, đúng không? Và bây giờ ví dụ là nước Việt Nam, mà ví dụ là con người Việt Nam, và ví dụ đất nước Việt Nam mình coi như là đa đảng chẳng hạn, đúng không? Có phải đánh nhau loạn xị ngậu, đánh nhau còn hơn ở bên Thái Lan ấy. Tôi nói với tất cả các bạn như thế. Rồi xin mời bạn xem. Người dân em cũng công nhận là một cái là cái đa đảng nó cũng có cái hay, mà cái độc đảng, cái đa đảng nó cũng có cái hay cũng có cái dở, nhưng mà độc đảng nó cũng nó dở nhưng mà cũng có nhiều cái hay, chứ không phải là cái nào cũng mà không có cái nào mà hay hết được, mà cũng không có cái nào mà dở hết được. Nói chung đất nước đang phát triển, đang bình yên là ok rồi. Sau mình sẽ mời các bạn. Cái tụi nó mà bây giờ nó đa đảng cái gì, em nhìn nó, em thường nhảy vô mấy cái diễn đàn của tụi nó lắm, chứ em ít vô mấy cái diễn đàn của anh chị em ở bên đây lắm. Nói để mình xem nó đúng. Nói chung là một đảng hay nhiều đảng, những cái yêu cầu của những người dân bình thường như mình chỉ làm sao mong đất nước độc lập này, yên bình này, và đất nước phát triển, đời sống của nhân dân càng ngày càng được nâng cao hơn thôi. Thì những cái đó thì nói chung hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam mình thôi cũng làm cho những người Việt Nam, đúng không? Làm rất tốt những cái chuyện này cho đất nước Việt Nam, đúng không? Chứ còn bây giờ về đa đảng là có gì tốt hơn đâu, đúng không? Đấy. Cho mình là người dân mình thì nói nôm na rồi thôi. Cuộc sống ở Việt Nam thì bây giờ em nói thì em đi biển thì nói chung là bây giờ thì nghề biển cũng khó khăn, nhưng mà em cũng công nhận là bây giờ một năm nhà nước người ta hỗ trợ cho chủ tàu á anh, một năm tới mấy trăm triệu tiền hỗ trợ đó. Tức là nhà nước người ta cho không mình đó, chứ không phải nhà nước người ta không cho. Cái này là mình đi biển mà mình xác nhận là người nhà nước người ta có quan tâm tới người dân, người ta hỗ trợ rất là nhiều về các thứ, chẳng hạn như về dầu này, rồi là nhiều khi báo lỗ đồ các thứ người ta miễn cho cái này miễn cho cái kia, chứ không phải người ta không lo cái đó, là mình phải công. Nhưng mà chính phủ người ta cũng thứ nhất là người ta, thứ hai là mình đi làm khó khăn rồi chính phủ người ta cũng hỗ trợ, chứ không phải là không. Ở đây mình có sao nói vậy, em chỉ là người dân đi biển thôi, chứ em không phải là một cái người làm công chức hay làm cái gì mà to lớn hay cái quyền hạn gì đó. Thì mình nói theo cái mình con mắt mình nhìn xã hội làm sao rồi. Thì mình nói vậy thôi, chứ còn xã hội Việt Nam bây giờ là nói chung là tự do. Nếu mà nói về tự do là hình như là là em thấy là nó tự do còn hơn nước ngoài nữa. Nước ngoài nó tự do hơn Việt Nam đó. Ở Việt Nam mình có thể thích thì đi làm, không thích thôi, thích nhậu tới sáng luôn, không ai nói. Ok, dừng tới sau chị Cao Hoàng Lan thì ok có sao nói vậy, cái bạn hiện nay tàu của bạn là cách Vũng Tàu, đang ở đấy là cách Vũng Tàu bao nhiêu, khoảng bao nhiêu hải lý? Còn hơn 100 hải lý. Hơn 100 hải lý về phía về phía Côn Đảo hay bạn về phía Phú Quý? À, đúng rồi, ở Côn Đảo, tôi ở đây nhìn thấy Côn Đảo, nhìn thấy đảo mà. Ở đây nhìn thấy đảo mà anh. Từ đây từ đây đi vô đảo chứ có chừng 20 hải lý thôi. Thì nó là hơn 100 hải lý, từ trong bờ chạy ra đó, từ trong bờ chạy ra đảo Côn Sơn là 92 hải lý. Còn từ cái chỗ đảo Côn Sơn chạy ra chỗ em đang làm đây khoảng 20 lý nữa, là nó khoảng 110 hải lý. Đó, nó giờ nó ở tầm đó. Thì rồi, cái quan điểm của em rồi ok, cái quan điểm của em là em không có theo cái chủ nghĩa nào hết, em chỉ là người dân thôi. Em muốn làm sao mà coi như là đất nước mình lúc nào cũng hòa bình, không có lộn xộn như kiểu Thái Lan hay kiểu Ukraine đồ, thứ Philippines rồi đó, không mê đâu. Đó, cứ hòa bình cũng được, mình chưa giàu được như người ta thì từ từ mình giàu thôi. Chứ bây giờ mình cứ đem ra mình so sánh, em không thích cái kiểu so sánh. Tại vì mỗi một đất nước nó có một cái hoàn cảnh của nó một cái hoàn cảnh, một cái bối cảnh của nó. Mình không thể đem một nước Việt Nam mình mà đi ra mà đi so sánh với châu Âu, với châu Mỹ, em ghét mấy thằng cụi. Là nó cứ đi đem Việt Nam ra. Bây giờ ví dụ Việt Nam mà đi, mình nói chung là đất nước Việt Nam mình mới phát triển kinh tế được cứ khoảng 19 năm nay, đúng không? Đấy, thì là làm sao mà bây giờ mình mang so sánh với lại kinh tế của mà Singapore với Malaysia hoặc là với Nhật Bản, với Hàn Quốc được, đúng không? Không thể so sánh được. Đất nước Việt Nam mình đấy, vừa nãy tôi nói các bạn là trải qua bao nhiêu biến cố. Thì em nói anh nghe cái vấn đề mà hai đem một cái vấn đề khác là nó nói về vấn đề an sinh xã hội. Tôi hỏi mấy ông là mấy ông mà có ông que nào ở trên đây, mấy ông que tôi nghe tôi nói nè, rồi cái sóng ở ngoài đấy hơi chập, hơi bập bõm. Người nhà giàu được, một người mới lập nghiệp, mới vô lập nghiệp chưa có tiền nhiều để mà so sánh với nhà giàu được. Ta phải thắt lưng buộc bụng nữa, ông đem ông so sánh với Mỹ với là châu Âu chi vậy? Mấy ông có khùng thì ông khùng vậy vừa thôi chứ. Mấy ông không biết cái gì hết rồi, mấy ông tối ngày mấy ông lên diễn đàn, mấy ông ra rã để chi vậy? Ví dụ như ông nói về vấn đề mấy ông ba que, mấy ông nói về đất nước Việt Nam ở bụi bặm thì tôi công nhận là Việt Nam nó có bụi bặm, nhưng mà mấy ông nghĩ thì cái nhà người ta đã xây xong rồi, còn cái nhà ông, còn cái nhà tôi nó chưa xây xong thì nó phải ngổn ngang, nó bề bộn đủ thứ chứ. Mình lớn rồi mình nói cái gì ra mình cũng phải có lý luận là làm sao cho người ta nghe, người ta thuyết phục, nên là toàn là nó càng nói bừa, nó đem đi so sánh nhà đẹp nhà xấu, đường bụi với là kẹt xe. Mẹ nó thứ thiệt, mấy ông kẹt xe mới là ngon. Tôi thấy đất nước Việt Nam mà kẹt xe mới là ngon đó, đúng không anh bạn? Chứ ông thấy Triều Tiên có khi nào kẹt xe không? Triều Tiên không bao giờ kẹt xe, đúng không? Tại vì sao kẹt xe? Tại vì người ta, cái dân người ta giàu nhanh quá, người ta giàu lên có tiền mua xe phải có tiền đổ xăng đi chơi. Nó rần hết, nó phát triển trước cái cơ sở hạ tầng ấy. Cơ sở hạ tầng làm không kịp để cái sự phát triển của nhân dân. Người ta có tiền người ta mua xe, người ta mua đổ xăng, người ta chạy đi làm, người ta chạy đi chơi, người ta có tiền người ta đi nhậu, nó mới sinh ra kẹt xe. Mẹ cái đất nước mà không phát triển như Triều Tiên mà lấy nó dán tanh dán teo, mà tiền không có mà mua xe, lấy tiền đâu mà đổ xăng mà kẹt. Cái nước nào kẹt đất nước mình mà kẹt xe mới là ngon á. Nó không kẹt xe là không ngon, không kẹt xe là thuộc cái loại là những cái nước phát triển rồi mình không nói, nhưng mà những cái nước đang phát triển mà không kẹt xe là nước không ngon. Cái nước nào mà đang phát triển như nước Việt Nam mình đó, mà kẹt xe mới là ngon. Tại vì sao? Tại vì người ta có nhiều xe quá, xe thì nó mới kẹt. Đúng rồi, đúng không? Đúng rồi, nó giàu hơn cả cái chính phủ mà còn làm đường không kịp luôn á. Ở tại quê em ở chỗ Long Hải và Địa Vũng Tàu này, làm đường quá trời làm đường luôn, mà tới chừng mà lễ hội nó vẫn kẹt bình thường. Đúng rồi. Ngoài Long Hải làm đường quá trời ấy, mình đi ra Hồ Tràm rồi mình đi trong Long Hải thấy cái khu mới làm đường rộng rãi đẹp đẽ lắm. tiền đó là tiền của nhà nước cho người ta, không có lấy phí đường gì hết trơn à. Chỉ có post thì người ta kinh doanh người ta mới lấy phí thôi, chứ còn đường đó là đường của nhà nước, người ta làm là không ai không có đóng tiền phí cộ gì hết trơn à. Bao nhiêu đường mà quá trời luôn, sẽ ngang sẽ dọc. Mà nó nói Việt Nam bụi bặm, bụi bặm mẹ, cái nhà ông xây rồi thì nó không bụi, còn nhà tôi đang xây thì nó phải bụi, thì nói cái gì ngu quá thì ngu luôn. Mà mấy ông giàu rồi thì mấy ông có tiền có cha cho mẹ lo con cái, mấy ông ăn mấy ông học đàng hoàng tử tế. Còn tôi thì chưa giàu, thì tôi có ai nói Việt Nam giàu không? Ta nói là Mỹ là châu Âu giàu, chứ có ai nói Việt Nam giàu. Việt Nam là đang phát triển thôi, mấy ông cố nội, mấy ông que nó cũng khùng, mấy ông đi chết giùm tôi cái mệt mấy ông quá. Thôi anh bà ơi, em nói như đó thôi để chứ con người khác người ta lên. Nói ông rồi, mấy ông khùng rồi, quá mấy ông bạn nhá. Rồi mấy ông cụi mà ông khùng. Rồi cảm ơn bạn cùng nghề với tôi ấy. Ngày xưa là tôi cũng đi biển, nhưng mà tôi đi tàu Vĩ Dương. Rồi xin mời Cao Hoàng Lan. Em chào xin chào, em chào cả nhà mình. Đúng mà em thấy diễn đàn đâu mà đực rửa không, nên em cũng lên góp ý một tí xíu cho có âm có dương cho nó điều hòa không khí một tí. Em chào hết cả nhà. Em chào cả nhà, cho em chia sẻ tí xíu cái chỗ cũng có một số chia sẻ anh. Cái anh Đoàn, em thứ nhất là em trả lời cái anh Đoàn Ngọc Hưởng này. Cái 749 là của mình rồi thì tự nhiên anh biểu kéo xe tăng ra ngoài đó để làm gì vậy anh? Anh rảnh quá anh ra ngoài đó đi. Cái 749 là của mình, là tự nhiên biểu kéo xe tăng ra dành là dành cái gì, đã của mình rồi mà còn dành nữa. Ông rảnh háng quá, ông qua một bên đi. Rồi em cho em chia sẻ tí xíu cái chỗ cái anh khách mời hồi nãy, cái anh đi biển á, là hồi nãy á, là anh lên cái diễn đàn của thằng Ngô Cường Nguyễn. Là cái thằng nó ở bên Pháp, nó không về Việt Nam mình nó không về Việt Nam mình ít lắm, mới có 30 năm chưa về Việt Nam mà nó ngồi nó nói về Việt Nam như đúng rồi. Nó nói Việt Nam á, là mua nhà á, là chỉ được sử dụng cái căn nhà đó chỉ được 50 là chính phủ nó lấy lại rồi. Em nói thật với anh bằng ở Việt Nam mình mà đã mua nhà là vĩnh viễn tới bao nhiêu đời con cháu, không có một người nào mà vô lấy cái nhà mình dưới một điều kiện là nhà mình hợp thức hóa giấy tờ chủ quyền đàng hoàng, là không bao giờ mất một đồng bạc thuế nào luôn. Nhà em chưa bao giờ em đóng một đồng bạc thuế nào, mà nhà em tại thành phố Hồ Chí Minh luôn nha. Em không đóng một đồng thuế nào. Mà nó nói về Việt Nam như đúng rồi. Nó nói là mua một căn nhà ở Việt Nam chỉ 55 năm thôi là nhà nước nó thu hồi lại rồi, chính phủ nó thu hồi lại rồi. Đó là nó xuyên tạc á. Là em hỏi là anh về Việt Nam được bao lâu? Nó nói nó về Việt Nam năm 1985 là đến năm nay mới 34 năm chưa về Việt Nam mà. Anh thấy như thế thì có phải là cái bọn xuyên tạc không? Nó xuyên tạc tất tần tật. Còn em nói anh á, là cái chỗ đa đảng với mấy anh chị em ở chỗ này thế này nè. Đất nước mình may á, mà tụi nó chưa về để nó đa đảng á, đơn giản nó chỉ có một nhóm người bên hải ngoại thôi. Tính đi tính lại là vài triệu người thôi. Mà em nói nó đánh nhau như chó. Mà nó về đây á, thì nếu mà gọi là đa đảng thì cái đất nước mình nó còn hơn là một cái đám rau trộn á. Em dùng cái chữ rau trộn cho lịch sự một tí á. Hiện giờ tụi nó như cái nồi cắm heo vậy đó. Nó đánh, nó tranh, nó giành, nó giật, nó làm đủ thứ. Thì anh nghĩ thử nó cứ đề đa đảng là có phải là dân của mình không? Dân của mình phải sống với cả cảnh mà gọi là màn trời chứ đất mờ, là bom rơi đạn nổ với bọn nó không? Lồi ra sáu thì cái bọn khốn nạn. Dạ. Nên em lên em chia sẻ tí xíu là cái anh khách mời hồi nãy là anh đi biển đó, hồi chiều là anh lên trên diễn đàn cái thằng tên là Ngô Cường Nguyễn, là lúc ảnh lên là có em. Nhưng mà ảnh lên ảnh chia sẻ đó, không có đúng cái ý của nó, là nó đá ảnh xuống. Sau này gần hết giờ chỉ còn có 5 phút thôi là nó đưa ảnh lên. Ảnh nói chưa hết ý á, là nó tắt diễn đàn. Là tại cái anh đi biển hồi nãy là ảnh nói không đúng cái ý của nó, nên nó không muốn đưa ảnh lên. Anh ơi, trung tung vào sợ chứ. Dạ thì em chỉ lên em chia sẻ tí xíu cho cái diễn đàn mình nó có âm có dương thôi, chứ em mà không có muốn lên đâu nha. Rồi em okay, nói xin không? Rồi xin cảm ơn Cao Hoàng Lan. Dạ em chào anh, em chào hết cả nhà mình. Rồi mình mời bạn Trung Thông Hoàng. Rất muốn mời những bạn có mới đang thêm Trung Thông Hoàng Trung Thông. Đúng rồi, xin chào anh. Đeo con gương. Chào anh bà. Có tai nghe không? Anh đeo tai nghe vào. Chào anh Bằng. Rồi, ok. Bạn cắm tai nghe vào. Chào anh Bằng. Rồi, không, cứ chia sẻ đi. Tôi nghe. Ánh sáng chưa có đủ. Tôi hôm vừa rồi tôi vào Tân Thái, nhưng mà Tân Thái tôi nói mấy câu Tân Thái đuổi tôi xuống, tôi bực mình quá. Tân Thái nói tôi là một đảng viên. Tôi đâu phải là đảng viên đâu, tôi chẳng là một đảng viên hết. Tôi là một người lao động ở đất Việt Nam này. Tôi lao động, tôi đóng góp một phần nhỏ để xây dựng đất nước. Tại vì cái công của tôi nó đây này, con gái tôi rất ít. Công đóng góp của tôi rất ít. Đúng nha, mà tôi mà làm lớn thì tôi đóng góp nhiều lắm, nhưng mà tôi đóng góp rất ít, cho nên là cái công của tôi nó rất ít thì tôi không dám nói gì hết. Tôi chỉ nói vì tôi thấy Tân Thái là ông Trột. Ông nói một cách đúng không? Ông nói quá đáng quá, nói một cách nó xuyên tạc mà nó không có đúng với đấy. Tất nhiên là đất nước Việt Nam này anh công nhận ông là có những cái thành phần tham ô hối lộ. Thì mà những thành phần đấy là đã đúng không? Chính phủ Bộ Công an đã trừng trị rồi. Đúng không? Đất nước nào chẳng có, Mỹ không có à? Mặc dù đất nước Mỹ tôi vẫn rất muốn là sống, nhưng mà dân chủ như thế nào? Dân chủ bây giờ, dân chủ để sang Mỹ mà để làm cái dân homeless là tôi không thích rồi, đúng không? Sang Mỹ phải làm cái gì đấy cho Mỹ, nó chấp nhận mình sang đấy để đóng góp cho Mỹ, giờ nó mới chấp nhận mình, chứ còn sang Mỹ mà để đu bám theo hay là để làm homeless ăn xin thì làm gì? Tôi thật sự tôi rất vinh hạnh là ở đất nước Việt Nam này rất tốt lắm. Tôi hai vợ chồng công nhân thôi, nhưng mà tôi thật sự tôi mãn nguyện đất nước Việt Nam này nó thay đổi một cách rất là nhanh chóng. Nó quá là nhanh chóng anh ạ. Rất nhanh chóng. Từ năm 75 đến năm 95, Bill Clinton bỏ cấm vận đất nước mình từ lúc đấy. Rồi sau với năm 95 thì bắt đầu cái trang giấy mới. Mà cho tới bây giờ đất nước mình như thế nào? Cái Sài Gòn hòn ngọc Viễn Đông này, theo em nghĩ lúc đấy là cái hòn dãi, bây giờ mới là hòn ngọc cái này anh ạ. Bây giờ mới là hòn ngọc. Còn các anh Việt Nam Cộng Hòa nếu mà thích về đây chứng kiến, tôi là công nhân thật đấy, tôi có thể tôi ra sân bay tôi đón các anh, tôi dắt các anh Việt Nam Cộng Hòa đi để chứng kiến. Không phải là ở Sài Gòn đâu, ở Đồng Nai, ở Vũng Tàu hay là tất cả các tỉnh lân cận nó đều phát triển hết. Bình Dương này rất là phát triển, mà tại sao là người ta cứ xuyên tạc như thế? Tôi mặc dù không phải việc của tôi thật, mà tôi thấy nó đau cái đầu thật. Tôi còn lo tôi làm kiếm cơm rồi làm đóng bảo hiểm xã hội các thứ, mà tại sao mà nó cứ xuyên tạc, nó bảo là cướp bóc rồi là hà hiếp dân, lấy đâu ra? Các ông Việt Nam Cộng Hòa ông cứ về đây đi, tôi sẽ xin nghỉ phép. Không biết là có ông nào ở Việt Nam Cộng Hòa có đang nghe không? Tôi chẳng sợ gì cả, tôi chẳng phải là đảng viên, tôi là một công nhân. Không biết ông nào Việt Nam Cộng Hòa là ông banh tay ra nghe cho rõ, vì tôi lên ông Benny Trương ông không cho tôi lên, mà ông Thái Tân Thái tôi lên nói mấy câu là ông gạt tôi xuống, bảo nghi ngờ tôi là đảng viên. Tôi không có đảng viên, tôi hai vợ chồng tôi là công nhân. Đất nước Việt Nam bây giờ là rất là dân chủ, đúng là dân chủ. Còn với dân chủ như các ông dân chủ cuội, dân chủ mà các ông dân chủ mà tại sao tôi lên mà các ông lại đuổi tôi xuống? Ông không dân chủ. Dân chủ là tất cả mọi người đều tham gia được, đều có quyền nói đúng, dù đúng hay dù sai các ông nghe, phản biện. Đúng rồi, phản biện nhau. Đúng rồi, phản biện mà. Còn bây giờ tôi chỉ nói về tốt về đất nước Việt Nam là các ông đuổi tôi xuống. Các ông bè lũ tay sai, các ông là cái chuyện là ông chống phá, chứ không phải là cái ông tốt. Jackson Bùi, bãi tư chính bị mất ở đâu? Mất đâu mà mất. Đúng không? Đúng không? Việt Nam nó vừa mới đưa cái giàn khoan 14.000 tấn ra mà anh. 14.000 tấn ra đặt cái giàn bóng đấy mà không có bị quấy rầy của Trung Quốc anh ạ. Không bị sự quấy rầy của Trung Quốc. Các ông bên kia, các ông Tân Thái với ông Benny Trương là toàn có cái đặt điều bực quá đi. Em rất bực. Không có việc của em nhưng mà em thấy nó không có đúng. Rồi, lên rồi. Diễn đàn phải họ Jackson Bùi lên hỏi Jackson Bùi mấy cái về biển đảo ấy. À cái ông Jackson lúc chiều mới nói gọi điện thoại cho em rồi. Cái nói cái này thế kia thì nếu như mà mấy người sang đấy em không có đủ để mà như ông Hoàng Kiều mà thuê tàu ra đảo để mà đấy, nhưng mà các ông về đây em có thể em xin nghỉ phép để đưa các ông đi thăm mấy cái tỉnh lân cận này thôi. Em sẵn sàng mà. Em sẵn sàng là em đưa các ông đi các tỉnh. Việt Nam nó bây giờ nó quá là sung sướng, thật sự là quá, trừ những cái thành phần nó quá lười biếng anh ạ. Nó không chịu làm mà nó toàn đi xuyên tạc thôi. Còn bây giờ những người lao động bây giờ này, nhưng bây giờ như cái kiểu lân cận này, lương tối thiểu là phải 6 triệu rồi anh ạ. Còn không là cứ 10 triệu, 15, 20 triệu. Bây giờ là người kỹ sư có trình độ là cả 1.500, 2.000 đô là bình thường, 5.000 đô là bình thường. Nhưng mà cái 5.000 đô thì ít, nhưng mà nó có. Với em thì là dân lao động thôi, bình thường thôi. Hai vợ chồng nó khoảng độ 35, 40 triệu thì lo các cháu ăn học. Thế quá tốt, quá tốt. Chứ mà người ta không có hiểu, người ta có xuyên tạc để mà chống phá. Mà giờ bây giờ còn chống cái gì nữa anh? Bây giờ không thể chống được. Sao chống được nữa? Việt Nam bây giờ nó như diều gặp gió, nó thổi lên, sao chống được nữa? Nhưng khổ quá là các ông là cứ em chỉ sợ là những cái người mà không am hiểu được cứ nghe này nghe kia. Những cái người còn là cái ông Benny Chột hoặc là ông Tân Thái cứ về đây. Ông ngon thì ông về đây, ông cầm một hai đảng ấy, hai đảng về đây, tôi ủng hộ luôn. Đi theo các ông luôn. Ông toàn cứ đi hô hào vớ vẩn, linh tinh, đúng không anh? Còn bây giờ một đảng là mình đang sống hạnh phúc này. Đất nước Việt Nam là một trong những nước là hạnh phúc, trong top hạnh phúc thế giới anh. Đấy mà sao mà cho mấy ông như vậy? Cho nên là em phải nhường cho những người khác nữa. Em thật sự là em rất bức xúc. Em muốn nói nhiều nhưng mà còn dành cho những người yêu nước nói thêm nữa. Còn em bây giờ em thấy là nếu như một đảng như mình, Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo rất tốt, đúng là dân chủ. Đúng là dân chủ. Chứ còn mà bảo là không dân chủ là không đúng. Đúng dân chủ. Còn một vài thành phần đảng viên sai sót thì nhà nước đã có biện pháp trừng trị rồi. Cái đấy là em không có ngụy biện, không có về, đúng không? Ông tham ô là có pháp luật trừng trị rồi. Nhà nước Việt Nam có hiến pháp mà anh. Đâu phải là cái dạng mà như cái kiểu như mà Thái Lan ấy, sang đấy mà đấy. Đó, áo xanh, áo đỏ sang đấy mà đấy. Ông thủ tướng ông như thế này kia là đi chốt quyền rồi đi lưu vong khổ sở. Đúng anh. Campuchia đấy. Sang đây mà sống. Ông nào mà cứ muốn đa đảng là cứ sang Campuchia, sang Thái Lan đấy mà sống. Không cần chạy xa, không cần phải sang Mỹ. Ông nào ở trong nước đây này đòi mà đấy, đa đảng nó cứ sang đấy mà sống. Chứ còn bây giờ nó cứ trong nước này mà cứ bày lũ tay sai là chẳng biết nó cho mấy gói mì tôm là cứ thế mà xuống đường. Ông nào xuống đường xuống đi, ủng hộ đấy, tôi xuống đường. Ông nào cứ xuống đường đi, tôi cho một thùng mì tôm trên đầu người. Sao dám xuống không? Vừa vào vẫn cứ gọi tới gọi lui đấy này, bảo là bon chèn đấy. Mấy cái bà già ra đấy, giờ là đưa cái mấy cái bìa cà tông lên. Nhưng mà cũng gom hết rồi, cũng gom về hết rồi. Cái chuyện mà cứ là ếch kêu đáy giếng ở đâu. Em ủng hộ là ông Benny Trương rồi là ông Tân Thái về đây. sang ra sân bay đón, có xe limousine đón hai ông đấy, với điều kiện hai ông phải là hai đảng đấy. Còn cứ ếch kiều đây riêng này kia, vơ va vơ vẩn. Tôi ủng hộ cho Đảng Cộng sản Việt Nam một đường lối chính sách rất tốt. Cái đất nước nào mà bảo là xây nhà tình nghĩa, ủng hộ người nghèo ở trên miền núi, làm gì có đất nước nào mà như đất nước Việt Nam này. Biết bao nhiêu người dân nghèo như đấy, nhà nước có chủ trương ủng hộ người nghèo có sẵn đấy. Tại sao mà không nêu những cái đấy ra, mà tôi nêu những cái mấy cái thằng mà tham ô là phần đấy rất nhỏ. Biết bao nhiêu người nghèo là đất nước đã có chủ trương đấy, biết bao nhiêu là căn nhà tình nghĩa đấy. Các ông cứ về đây mà xem. Đấy đấy, thôi em cảm ơn anh Bằng đã bớt chút thời gian cho em lên, em sẽ nhường lại cho những người yêu nước. Rồi, cảm ơn bạn. Em rất mong muốn bạn tham gia chương trình của mình. Không, em mới thật với anh chứ em ít nói. Em không phải phe nào hết đâu, em không phải đảng viên. Nhưng mà em thấy cái đúng là em theo. Rồi, ok. Mà đất nước đang yên lành thế mà sao mà cứ chọc máy đây thế ta? Em không hiểu. Rồi em chào anh nhé, chào mọi người, chào tất cả các cái người yêu nước trên diễn đàn. Rồi, anh Trung Phan mời Jackson Bùi. Hello, anh Bằng nghe em nói không? Rồi, nghe đó. Bây giờ tôi hỏi bạn bảo là khu vực bãi Tư Chính thì hiện nay có như bị tàu chiếm rồi. Chiếm chưa? Chiếm bao giờ? Ok. Bây giờ để cho em nói cho anh biết. Bây giờ nếu mà một khi mà cái bãi Tư Chính á mà nó mất. Một khi bạn bảo một khi thôi, tức là bọn Trung Quốc nó chiếm được đúng không? Một khi tức là hiện nay chưa mất đúng không? Bây giờ em nói anh á, khi mà nó chiếm được cái bãi đó rồi á thì cái quần đảo Trường Sa mình là xong luôn. Nó rất là quan trọng, em có biết không? Tại cái bãi Tư Chính thì nó, tôi nói bạn nhá, bãi Tư Chính hiện nay nó không thuộc về liên quan gì đến Trường Sa, không liên quan Trường Sa. Cái bãi Tư Chính á là nó trong cái sân nhà của mình, nó nằm là 200 đúng rồi. Cái đảo nó là thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Mà một khi mà mình mất cái đó đó, một khi mình mất cái đó đó là coi như rồi cái quần đảo Trường Sa mình là rồi đó, anh hiểu không? Nó rất là quan trọng, cho nên là người dân á phải đi xuống đường để biểu tình Trung Quốc, anh hiểu nói không? Nếu mà người dân mà cứ xuống đường mà biểu tình bây giờ chống Trung Quốc mà Trung Quốc nó sợ nó rút thì nói chung là mai tôi coi như kiến nghị nhà nước coi hô hào mọi người dân xuống đường meeting biểu tình. Chẳng cần phải tàu, chẳng cần phải tàu cảnh sát biển, chẳng phải cần những cái tàu chấp pháp của Việt Nam ra ngoài đấy làm gì. Em nói anh á, không có bao giờ mình đánh được ngoại bang mà người dân không đồng lòng hết á. Người dân đồng lòng thì mới được. Đằng sau coi như là cảnh sát biển, đứng đằng sau coi như là các tàu chấp pháp của Việt Nam. Anh không xuống đường anh cho thế giới biết là người dân không đồng ý với Trung Quốc. Rồi sao Trung Quốc nó thấy được cái lòng dân như vậy, anh hiểu mà nói không? Để cho đảng lo rồi nó nói ok bây giờ dân không phản ứng này kia rồi nó cứ làm tới hoài, từ từ nó sẽ lấy hết. Khi mà nó lấy được cái đó xong rồi cái quần đảo cái quần đảo Trường Sa mình đó là xong luôn rồi đó. Bởi vì nó bãi Tư Chính rất là quan trọng. Nhưng mà tại sao bạn cứ liên hệ với lại bãi Tư Chính với quần đảo Trường Sa? Nó không phụ thuộc với quần đảo Trường Sa. Rãnh sâu thì khổ mà nó nói chả hiểu gì cả. Cái chuyện đấy là công nhận rồi đúng không? Công nhận là công nhận thì người dân mình có hàng nữa, ok phải yêu nước đi, đừng có để cho đảng lo nữa, anh có hiểu không? Ok bây giờ tôi nói với bạn như thế này, bạn có biết là bây giờ ví dụ là những người dân xuống đường biểu tình nhá, với giả sử nhá, tức là biểu tình để chống Trung Quốc xâm lược, đó là cái tấm lòng yêu nước của những người dân. Để tôi nói. Nhưng ở Việt Nam bây giờ tôi nói bạn nhá, cái thời gian tức là người dân xuống đường biểu tình cũng là phản đối Trung Quốc ở cái vụ giàn khoan 9/1, thì bạn biết là những người dân Việt Nam bị cái bọn mà coi như chống cộng cực đoan và cái bọn không phải không biết là cái cộng cực đoan mà chính là một đảng mình không biết. Tức tôi nói với bạn đó, bạn không biết là những người dân sau đó đập phá ở cái khu công nghiệp Bình Dương không? Bạn biết là cuối cùng coi như là mình phải đền bao nhiêu không mà Việt Nam mất uy tín không? Bây giờ người ta rút kinh nghiệm lại. Tôi hỏi người dân sẽ rút kinh nghiệm lại, người ta không có đập phá nữa. Ok. Trời ơi. Này, tôi nói với bạn nhé. Hiện nay người ta chỉ xuống đường là ôn hòa bình thường thôi, mình chống đối Trung Quốc. Bình Dương Điện thì nói như thế, nhưng vừa rồi là Trung Quốc không có đi xâm lược đến Việt Nam nữa. Bây giờ tôi hỏi bạn nhá, ngày mùng 10 tháng 6 vừa rồi bạn biết là khi người dân xuống đường biểu tình đấy, đúng không? Thì bạn biết là công an người ta bắt được bao nhiêu cảnh sát giả dạng không? Bắt được bao nhiêu những bọn nó mang cái quả nổ không? Bây giờ em không có cần thiết cái đó là lúc hồi xưa, cái đó lúc người dân biểu tình. Không phải xưa mùng 10 tháng 6 năm 2018. Anh biết cái lúc chẳng ngày xưa cái người dân không có kinh nghiệm, người dân không có kinh nghiệm mà bây giờ người đang có kinh nghiệm rồi. Thì người ta chỉ xuống đường ôn hòa thôi để chống Trung Quốc xâm lược. Cái này người dân là người dân thì là yêu nước, nhưng bị bọn phản động nó lợi dụng, nó ném quả nổ vào cái đòi giữ cái bọn người biểu tình. Nếu mà bây giờ nói với anh vậy, cái đảng nhà nước không có cho người dân đi xuống đường để ủng hộ, không phải không cho mà khuyên người dân chứ cái chuyện nó không phải không cho nhá. Bây giờ nếu mà như đấy vậy thì khuyên thôi. Người dân đừng có hàng nữa. Ok, anh Bằng đã nói, đã bật đèn xanh cho mấy bạn rồi, bây giờ mấy bạn phải xuống đường phản đối Trung Quốc rồi. Thôi okay, bỏ cái chuyện đi, bỏ chuyện đi. Còn cái chuyện nào bạn hỏi tôi không tôi trả lời, chứ bạn đừng có mà ví dụ đừng có hô hào. Những người dân Việt Nam hiện nay người ta rất là tỉnh táo rồi, người ta sẽ tin tưởng vào cái kế sách của nhà nước mình đối với lại bọn Trung Quốc. Bây giờ em hỏi anh nè, bây giờ một đảng với đa đảng anh thấy cái nào có lợi? Một đảng theo em thấy là bị lạm quyền nè, tôi nói này, Dũng nè. Bây giờ tôi nói với bạn như này, hiện nay đối với tình hình ở Việt Nam, đối với lịch sử dân trí và tất cả nhiều mặt nữa, thì hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam đang làm rất tốt công việc của mình, đất nước ổn định phát triển, được chưa, với tốc độ rất là cao. Bây giờ em nói đa đảng nó sẽ tốt hơn đó. Tôi nói bạn này, hiện nay đất nước Việt Nam yên bình không? Là một trong năm nước ở trên thế giới này hiện nay yên bình nhất thế giới hiện nay, tốc độ phát triển thuộc dạng cao nhất thế giới hiện nay. Bây giờ đảng thì anh nói yên bình, bây giờ gây ra tham nhũng nè, bây giờ móc dầu tham nhũng nào cũng lỗ. Tôi nói với bây giờ tôi nói với bạn đó, xây những cái đường lên gì đó cũng lỗ nè. Ở Mỹ tham nhũng bằng chết cha. Bạn biết cái đây mấy ngày không? Một công ty năng lượng của Mỹ nhá, tham nhũng 38 tỷ đô la chứ không phải ít. Ở bên Mỹ này á, đất nước nào cũng tham nhũng á, từ người ta không có tham nhũng lẻ tẻ, mà Việt Nam á một đảng vậy trời ơi. Đây, tổng thống Hàn Quốc tham nhũng nhá, thủ tướng Thái Lan, cựu thủ tướng Malaysia vừa rồi nhá. Bạn thấy tham nhũng như nào? Khi mà tham nhũng tôi công nhận với bạn là đất nước Việt Nam. Đất nước Việt Nam thì hiện nay là một đất nước đang phát triển, thì cũng có nhiều cái sự tham nhũng ở cái vấn đề là có tiến bộ hay không. Thấy chưa? Tới bây giờ này, cái gì cũng không xong hết đó. Bây giờ á, cái môi trường thì cũng không xong nè. Rồi làm môi đâu thì, cái môi trường Việt Nam mình á thì bây giờ anh thấy không? Nước nôi rồi là cái gì nó ô nhiễm môi trường trầm trọng nè. Rồi á, làm ăn chỗ nào. Quá. Nói đùa nghe này nữa, mệt quá này, có khi gì ở mình nhìn mình thuộc dạng em tính cái chịu đựng được cái cỡ khoảng như vậy thôi, chứ còn cái này nó rốt kinh khủng. Rồi xin mời Đình tới. Rồi các bạn chờ chút, mời Đình tới, mang thêm Đình tới. Không thể cải, không phải không cải tạo đổi nhưng mà nói chung rồi. Rồi anh xin chào. Vâng ạ, chú có nghe rõ. Rồi nghe rõ. Alo, chú có nghe rõ. Nghe rõ. Sau đó mời Long Việt. Rồi nói đi. Vâng, chú có nghe rõ không ạ? Vâng ạ, chào chú và chào tất cả. Chào chú và chào tất cả mọi người trên diễn đàn. Bây giờ cháu lại phản lại lời cái ông Jackson Bùi này. Việt Nam không thể đa nguyên đa đảng được. Đa nguyên đa đảng có cần phải rất nhiều yếu tố. Cái yếu tố thứ nhất là cái yếu tố vị trí địa lý. Cái yếu tố thứ hai là cái yếu tố kinh tế. Cái yếu tố thứ ba là cái yếu tố gọi là cái yếu tố lịch sử, con người. Không, con người, vâng ạ. Tại sao Việt Nam không thể đa đảng được? Bởi vì Việt Nam mà đa đảng nhá, anh hàng xóm xấu tính anh sơi ngay. Tại vì sao ạ? Tại vì bây giờ đa nguyên đa đảng như của bên phố Litter Sài Gòn hay là phố Buôn Sa đấy, có 3 triệu mống hải ngoại thôi nhưng mà 190 cái tổ chức. Đúng không ạ? Cứ tổ chức nọ đấu đá tổ chức kia, tổ chức này tố cáo tổ chức kia là Việt Cộng, Việt Gian. Thì liệu dân người ta có tin nữa không? Có tin vào đa nguyên đa đảng không? Lúc đấy dân sẽ lấy đâu thời gian để làm ăn, lấy đâu thời gian để phát triển. Còn cái ông Jackson Bùi này, ông nói là bảo là bãi Tư Chính đã mất vào tay Trung Quốc. Cái chân giàn khoan sao vàng Đại Nguyệt đấy, Việt Nam chúng tôi cắm rồi đấy, đập thẳng vào mõm các ông mà các ông vẫn chưa tin à? Hay là các ông đọc cái tạp chí gì mà cháu quên mất rồi, viết năm ngoái đấy, nói là Việt Nam ở trên Biển Đông cũng quyết đoán không kém gì Trung Quốc. Đấy là hòn đá tảng đập thẳng vào mõm các ông. Tại sao các ông vẫn cứ phủ nhận? Đa nguyên đa đảng, đa nguyên đa đảng như là Thái Lan đấy, đảo chính như cơm bữa, đúng không ạ? Từ năm 2010 đến 2018, 4 năm cuộc đảo chính. Hãy không nhìn đâu xa và nhìn luôn cái chế độ Việt Nam Cộng hòa của các ông đấy. Từ năm 60 đến năm 65, 67 cuộc đảo chính cả hụt lẫn thành công. Rồi các cái chính phủ dựng lên được 2 tháng rồi lại xuống, dựng lên rồi lại xuống. Có cái chính phủ chỉ được có 1 tháng. Đấy, các ông thấy đa nguyên đa đảng, dân miền Nam này có khổ không? Tại sao dân miền Nam người ta thì tin vào Đảng Cộng sản? Nếu mà các ông mà đa nguyên đa đảng mà các ông mà được làm dân thì Cộng sản không bao giờ lấy nổi miền Nam. Nhưng vì sao các ông chỉ quản lý được có 21% dân số miền Nam Việt Nam thôi? Mà 21% dân số đấy là toàn là như các cái anh gì nhỉ? Anh mù làm tinh ăn, gọi là rước thích ngoại bang, rước voi xéo mả tổ thôi nhá. Mấy anh Jackson Bùi và mấy anh phản động mầm non ạ. Có muốn phản động thì hãy về học lại bài đi, học lại lịch sử và học lại thuộc bài của anh Tân Thái với cả anh Lê Trương đi nhá. Michael Nguyễn, nếu mà bạn chứng minh được ví dụ như ông Nguyễn Tân Dũng tham nhũng, ông Nguyễn Phú Trọng tham nhũng thì cả đất nước Việt Nam hiện nay mang ơn bạn. Tôi nói bạn thế. Các bạn ở ngoài nước các bạn toàn có phán bừa không? Vâng ạ, để cho cháu nói nốt ạ. Ừ. Còn mấy cái anh ba que ở bên ở bên California đây thì các anh phải nói là các anh quen. Cháu đã mò vào cái trang của anh Lê Trương và Tân Thái, bảo là nếu mà các anh bây giờ muốn đa nguyên đa đảng thì đây chúng tôi là cái gọi là thế hệ kế cận của Đảng Cộng sản đây. Ừ. Chính chúng tôi là tương lai của đất nước. Các anh muốn bị được dân và các anh muốn lừa dối được dân thì các anh phải chứng minh được. Các anh phải chứng minh được là cái chế độ đa nguyên đa đảng là tốt, nhưng mà các anh lúc nào cũng chỉ ra giả có một bài là Việt Nam không có nhân quyền, rồi Việt Nam không có dân chủ. Tôi nói với các anh, Việt Nam thừa dân chủ, thừa nhân quyền. Ở Việt Nam đấy ra ngoài đường có cảnh sát đấy. Ở Việt Nam ra ngoài đường các ông không đội mũ bảo hiểm các ông có thể năng mạ được cảnh sát. Ở bên Mỹ các ông có dám năng mạ không? Tôi thề mà các ông rằng nếu mà cảnh sát nó không đè đầu các ông xuống, nó cho các ông một viên kẹo đồng thì tôi đi đầu xuống đất nhá. Long Thủy chờ chút này, Long Thủy. Còn ở Việt Nam chúng tôi tự do là đi làm về ấy, là anh em làm 1-2 cốc bia. Đấy, tôi không thích là làm 1-2 cốc bia xong lại được 1 tiếng sau được đưa xác về nhà trên một chiếc xe của bệnh viện nhá. Tôi nói với ông Jackson Bùi thế thôi. Nếu mà Việt Nam không có dân chủ tự do thì tại sao Việt Nam lại là một trong top 10 được cái tạp chí du lịch thì khuyên đến nhiều nhất. Đấy, cho cháu xuống ạ, cháu chỉ nói thế mấy ông Jackson Bùi thế thôi. Rồi, cảm ơn cháu. Rồi, mình mời Long Việt. Rồi, đang thêm Long Việt. Rồi, sau đó mời Bình Dương, sau đó Long Thủy nhé. Thủy chào chút. Rồi, xin chào Long Việt. Anh chào anh Bằng, chào anh chị em. Thật ra thì bây giờ nói chuyện với thằng Jason giống như nói với cái đầu gối á. Chứ còn cỡ như nó mà nếu như nó muốn hiểu thì đã nhiều anh em giải thích với nó cỡ nay 2 năm rồi. Nó không muốn hiểu đâu. Nó muốn lên kích động đặng cho người dân biểu tình. Nhưng mà bạn thấy là người dân Việt Nam bây giờ thấy bản lĩnh không? Tỉnh táo không? Nên khi mà chính quyền nói thôi là hỗ trợ đồng lòng cùng chính quyền và không nên biểu tình thì không người nào biểu tình hết. Ngoại trừ một vài móng mà ăn ké theo tụi bay, nhận tiền của tụi bay cầm dài tấm bìa cà tông 5-7 thằng này không đáng kể. Nên thật ra cái người dân bây giờ họ tỉnh táo, họ đâu cần biểu tình làm gì. Tại vì họ thừa biết là biểu tình cũng không giải quyết được cái vấn đề ở tuốt ngoài biển cách 200 hải lý mà làm rối loạn an ninh quốc gia. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, tao khích Jackson Bùi cho mày tiếp tục cái like này hay là like sau có thể trả lời được một câu nha, hoặc là hai câu, trả lời hai câu. Một là vấn đề biển đảo, hai là vấn đề về các cái bãi mà Việt Nam quản lý. Nếu như mày có hiểu biết thì sau này lên nói chuyện biển đảo, còn không là cấm ẵng nha, đừng có sủa. Cả một bộ tộc ở bên đó sủa nhiều rồi, tao nghe tao bực mình rồi, kể cả thằng nhà báo Đỗ Dũng luôn. Thằng đó cũng trả ra cái đám gì hết. Cứ bám theo một cái anh mà mình cũng tương đối là mình tin cậy, mình cũng tương đối là mình thấy là có nhiệt quyết, nhiệt tâm làm báo rất là tốt. Bám theo một cái ông đó vua, hùa. Bây giờ thí dụ như Việt Nam đang quản lý là các cái bãi ở ngoài đó thì đó là bãi Phúc Tần, Quế Đường, Phúc Nguyên, Ba Kè, Quyền Trân, Tư Chính. Còn một bãi nữa, thằng Jackson Bùi mày kể tên đi, được mai mốt nói chuyện về biển đảo nha, được không? Còn nếu như mà nó không biết là nín luôn. Cái thứ hai là ngay chỗ những cái đảo mà Việt Nam đang ở ngoài đó, ta nói ở đây là đảo, không nói là đá. Tính luôn cả đảo và đá là 21 bãi, 21 điểm. Nhưng mà nói về đảo, không nói về đá. Bây giờ đảo ở ngoài đó mình có Trường Sa Đông nè, Trường Sa Lớn nè, Sông Tứ Tây, Sơn Ca, Sinh Tồn Đông, Sinh Tồn, Nam Yết, Phan Vinh, An Bang. Còn một đảo nữa mày kể tên đi, được mai mốt nó nói chuyện sao, nói về biển đảo. Vấn đề ở đây á, sau khi mà nói chuyện với anh em đó, thì mình cũng muốn nhấn mạnh với không chỉ riêng thằng Jackson Bùi mà vài người dân chủ cũ ở trong này nữa. Tôi thí dụ như bây giờ Việt Nam cần đa đảng hay không cần đa đảng không phải vì một hai lời khiêu khích của mấy thằng mà người không ra người, ngộm không ra là ngộm. Không phải vì một hai lời khiêu khích đó mà đánh đổi một cái vận mệnh của một quốc gia, cả một cái chế độ, rồi cả nhiều triệu người, người ta gắn chặt vào cái chế độ đó, người ta hy sinh đổ máu biết bao nhiêu năm, 30-40 năm, hàng triệu người ngã xuống vì cái chế độ đó. Rồi hiện tại bây giờ hàng triệu người, người ta đang phục vụ cái chế độ đó nữa, không phải chỉ là đảng viên. Tụi bây có hiểu vấn đề đó không? 1-2 triệu người ở hải ngoại chả là cái đinh gì á. Bà con họ hàng của chừng 2 triệu, của 5 triệu công chức ở tại Việt Nam đó, họ đủ phun nước miếng là tụi bay đã lẹp lép rồi. Tại vì chẳng qua người ta không thèm nói thôi. Không đáng để nói đó, chứ không phải là vấn đề gì. Còn muốn đa đảng hả? Tại sao khi mà người ta chân trần rồi như vậy tầm dông giáo mát, cái đảng người ta đứng lên đánh hết thằng Pháp, đánh luôn thằng Mỹ, đánh thằng Trung Quốc, đánh thằng Nhật, đánh luôn thằng Khmer. Đánh như vậy hy sinh bao nhiêu triệu người, người ta giành được cái độc lập. Người ta có hy sinh người ta mới làm lãnh đạo. Còn tụi bay ngồi múa môi, múa mỏ, phun ba giọt nước bọt cái là đòi lên làm ông nội người ta, ai cho phép? Bây giờ thí dụ như người ta đã xây dựng nên một cái quốc gia mà nó thịnh vượng như thế này thì người ta có quyền quản lý, người ta có quyền lãnh đạo. Nhưng mà cái đó nó đánh đổi cả một quá trình, không phải là tự nhiên mà người ta có được. Nên thấy người ta quê hương phát triển giàu có, tụi bay muốn về ăn hôi à. Thí dụ như bây giờ ở ngay chỗ ở hải ngoại, tôi nói trực tiếp hải ngoại nè, ông Hoàng Kiều ổng đổ ra biết bao nhiêu công sức tâm trạng để ổng có được một cái khối công lý, mình kết bạn công lý Việt Nam, ổng có được một cái khối tài sản lớn như vậy. Tụi bay ở đâu một thằng bá dơn nào đó ở Westminster hay là anh Ham nhảy vô kêu Hoàng Kiều ông chia cái tài sản của ông ra làm ba cho tôi gốc, Tạ Đức Trí gốc, ông Phan Kỳ Nhơn gốc. Ổng không kêu giang hồ mấy Mỹ đen đó mà bắn vô đầu tụi bay như cái nia nhưng mới sợ đó. Hiểu cái vấn đề đó không? Muốn thành lập đảng về thì Việt Nam thành lập. Rồi đó Việt Nam á, Đảng Cộng sản á, thành lập không có xin phép ai hết. Thằng Pháp nó đâu có cho. Những cái hội kín mà nhỏ nhỏ là nó diệt sạch, không cho. Nhưng mà Đảng Cộng sản người ta đấu tranh bằng cái gì? Người ta đấu tranh bằng cái sự nhiệt tình với cái mong muốn là cái giải phóng đất nước. Bao nhiêu người gì ra khỏi đất nước và giải phóng giành độc lập, giành độc lập dân tộc, cho nên khi đó bao nhiêu người dân người ta mới đồng tình, người ta đứng lên, mới có cuộc cách mạng tháng 8. Chứ không phải như tụi bay chỉ ngồi múa mỏ không thôi. Người ta sống với dân tộc, người ta đảng viên, người ta xuất thân từ ở trong dân tộc mà ra, người ta chết trước mắt nhân dân, như vậy người ta mới làm lãnh đạo. Chứ không phải là ngồi đó mà múa môi múa mỏ, kích động biểu tình, kích động đa đảng, giống như chạy lên nhà ông ngồi kêu ê, ông giỏi, ông chia tài sản ra làm ba cho tôi đi. Ông không kêu cảnh sát bắn tôi bay cái đầu bay như cái rổ nó mới sợ. Còn thấy muốn chơi đa đảng phải không? Ok, đa đảng là phải có hai trở lên đúng không? Có ba đảng trở lên đúng không? Bây giờ chỉ cho tăng cái đảng là nó có đẳng cấp thôi, người ta theo thôi. Giờ chả thấy thằng nào đẳng cấp hết, toàn là những cái đám ô hộp xíu muội gì đâu. Nổ thì cho giữ. Cái kênh SBTN thì người Việt tôi khi mà học tập làm việc ở bên đó gọi là sống bằng tiếng nổ. Kênh đó là xuất phát từ ông Đỗ Dũng bây giờ còn công tác. Nổ gì đâu mà chả hiểu cái gì. Bây giờ nói một vấn đề như thế này nè, tất cả các anh em nên ngưng và không gọi cái sự cố đó là sự cố 749. Mình nhắc lại là 749 Vũng Mây nó cách ngay chỗ cái điểm mà 5.1C, 5.1B là hơn 70 km. Không nằm ở trong 749. Do đó nên ông Nguyễn Quốc Cường khi mà trả lời trên phố Bến Sa TV, ổng chấn chỉnh ông Vũ Hoàng Lân một lần rồi. Ổng nói là chấn chỉnh ông Vũ Hoàng Lân ở cái câu hỏi là 749 lần này. 749 là không liên quan gì, mà nói thẳng luôn với mấy người ở trên diễn đàn mạng luôn đó, là hiện tại bây giờ nếu như mình nói như vậy lôi 749 vô thì nó là bất lợi cho Việt Nam sau này. Còn hiện tại á, mình đấu tranh với Trung Quốc á, là ở ngay chỗ cái phần mà nó xà quần á, ở cái lô 6.1. Nó thuộc về cái bãi Nam Côn Sơn và nó nằm ở phía xéo, ở phía mà đông nam của cái đảo, cái côn đảo của mình đó, gọi là Côn Sơn đó, thì gọi là côn đảo. Nó nằm ở phía đông nam của côn đảo. Còn cái 749 là nằm, nếu như mình tính ra thì nó nằm ở chính đông của Vũng Tàu. Cách nhau một khoảng rất là xa, không phải là gần. Cho nên mình lôi luôn cái khu vực của 49 vô để làm gì? Mà ngoài cái 49 ra thì mình ở đây, như các anh chị biết, tôi nói cho anh Jackson Bùi luôn, mình có 7 cái bãi như vậy đó. Ở hiện tại cái bãi 49 đó là mình có 5 cái nhà vàng như vậy đó. Mỗi một cái nhà vàng là một điểm đóng quân. Mà điểm đóng quân của Việt Nam đó, thì nó là mục tiêu quân sự. Thằng nào dám đụng vô? Cả khịa chơi vậy chứ thằng nào dám đem tàu quân sự vô đó. Nào, Phương Anh, có như cộng sản cướp cái gì của mày về tao xả. Cộng sản thì đúng rồi. Bây giờ những cái thằng, bây giờ nè, góp ý thêm nè, ngay chỗ thằng Jackson Bùi, ngoài 3 cái đảo, trong đó có đảo sông Tử Đông, là Việt Nam Cộng hòa tặng không cho thằng Philippines. 7 cái bãi đá Việt Nam Cộng hòa tặng không cho Mã Lai từ năm 70 tới năm 70, từ năm 69 tới năm 71. Như vậy còn từ năm 65 tới năm 69 đó, từ năm 63 tới năm 69 là 5 cái hòn mà ở tại miền Nam nha, giáp ranh vùng Kiên Giang. 5 cái hòn đó thằng Việt Nam Cộng Hòa đưa cho thằng Campuchia, trong đó hòn Keo, hòn Ngựa, hòn Kiến Vàng, còn 2 hòn nữa là hòn gì? Mày hiểu cái vấn đề đó, về nói chuyện biển đảo với tao. Trần Thắng ở bên ngay chỗ New Orleans đó, biết tao là ai nha, Jackson Bùi. Yeah. Cho nên khi mà nói chuyện biển đảo đó, là phải biết mình đang lên đây mình nói chuyện với ai. Yeah. Cho nên mình xin phép anh Bằng mình lên mình chia sẻ với anh chị em là như vậy. Chào anh. Rồi, rất cảm ơn Long Việt. Rồi, Bình Dương không? Ok cho em. Rồi, đang mời Bình Dương. Nào, có biết sử dụng não hay không thì đây không phải là cộng sản đấy, đây thì chỉ ủng hộ cho cộng sản đấy. Rồi, xin chào Bình Dương. Dạ em chào anh Bằng, chào các anh chị và các bạn. Tại em không có kịp mặc áo nên thôi em để màn hình vậy. Rồi ok. Để em lên em chỉ xin vài phút em nói với cái ông Jackson Bùi này. Nói cho ông Jackson Bùi biết nè, đừng bao giờ mượn cái luận điệu nói người dân bây giờ có kinh nghiệm rồi. Đúng, người dân có kinh nghiệm, không bao giờ tin vào những cái thành phần xỏ lá, đặc biệt giống những thành phần như Jackson Bùi. Nên người ta không bao giờ đi xuống đường hoặc làm một cái động thái nào để mà gây rối an ninh trật tự xã hội của Việt Nam cả. Hiểu rõ nghe. Rồi anh Vinh Ngoại chờ trước, xong Bình Dương mời anh Vinh Ngoại nha. Nên đừng mang cái luận điệu là đổi nói là người dân có kinh nghiệm. Đúng, chính xác. Ở đây anh nói câu này đúng, người dân có kinh nghiệm rồi, người ta không mắc mưu những cái thành phần này nên người ta không đi xuống đường để làm gì cả. Chứ đừng nói người ta hèn, người ta tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước hiện tại đang làm. Ok, nên đừng bao giờ lên đây mượn cái luận điểm này nha. Còn cái chuyện á, bản thân anh nhìn lại á, cái chuyện mà đa đảng hay không, ví dụ cái chuyện mình nói là một việc, còn cái thực tế đa đảng hay không trong một xã hội nó cũng đã có chứng minh được cho mọi người nhìn thấy hết rồi nha. Nên không cần phải lên đây và đặt hỏi đa đảng tốt hơn một đảng tốt, hiểu không? Với những cái gì hiện tại của Việt Nam cần một đảng để ổn định tình hình chính trị xã hội Việt Nam, để Việt Nam phát triển kinh tế. Đúng rồi, không cần cái chuyện đa đảng ở đây, không cần trong thời điểm này nha. Nên đừng bao giờ lên đây mượn cái luận điểm là hỏi đa đảng hay một đảng. Xin lỗi, người Việt Nam không cần những cái chuyện đó. Người Việt Nam cần nhìn thấy cái những gì thực tế. Ví dụ Đảng Cộng sản có những cán bộ sai trái, Đảng và Nhà nước đang xử lý họ, và cho những người nào người ta có được một cái kinh nghiệm, họ học hỏi, họ sửa sai để họ làm tốt nhiệm vụ họ được giao. Đó là cái nhân văn của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam. Nên không cần phải mượn những cái thành phần mà ở nửa dòng trái đất bước lên đây dạy những điều này điều kia nha Jackson Bùi. Còn Jackson Bùi á, có dạy á, ok, bên Mỹ này tôi lái Uber một ngày được bao nhiêu trăm đô nè, tiền thì tôi nhém được, tiền mặt là được bao nhiêu nè, còn bao nhiêu chuyển khoản là ok. Nếu có Việt Nam có vậy á, nên học hỏi theo cách tôi lái Uber là để mình có được tiền mặt, còn tiền nào chuyển khoản vào ngân hàng nè. Đó là cái cách mình chia sẻ cái chuyện đó người ta cần nha Jackson Bùi. Còn cái chuyện nói xin lỗi, lao động ai cũng lao động như ta nhau thôi. Anh Jackson Bùi lao động, ở đây người dân hay là Bình Dương này cũng lao động thôi nha. Nhưng cái tư duy cái này theo công lý thì như tính trong kiểu IMF đó. Nên đừng bao giờ á, đừng bao giờ mà gọi là suối dân hay là lên đây mà tối ngày ra rã chỉ có một luận điệu một duy nhất cứ là muốn đa đảng hay là. Xin lỗi nha Jackson Bùi, xem cái đa đảng bên kia người ta xem mình là thành phần gì, người ta xem, người ta tôn trọng những thành phần làm và lao động đóng góp cho ngân sách quốc gia, chứ không phải người ta tôn trọng những thành phần bị ăn bám nha. Nên nói một câu thì nó hơi gọi là nó hơi đụng chạm chút, nhưng đó là cái câu thực tế. Nên đừng bao giờ lên đây cứ gống cổ như thế nào. Còn vấn đề biển đảo, anh Viên Ngoại còn anh ok chưa? hiểu rõ về biển đảo lên nói chuyện tiếp, còn không biết thì ngưng. Đừng bao giờ lên đây cứ hỏi gì 749 hay hỏi cái gì mà trong khi mình không biết con mẹ nó nằm ở chỗ nào hết đó, thì lên nói để làm cái gì nha. Okay. Đó, nên nãy giờ ngồi ở đây đúng em không lên nó công em lại dành cái phần của mấy anh chị khác, nhưng mà nghe tay này nói mấy câu nên thôi em xin lên em chia sẻ xíu thôi. Cảm ơn bạn. Rồi, cảm ơn các anh chị và các bạn nha. Em chào Bằng Vũ và cảm ơn bạn. Rồi, xin chào Bình Dương. Anh Viên Ngoại, anh vừa nãy anh ok không? Anh anh Viên Ngoại ok đi ạ. Em mời anh lên. Vâng, em mời anh Viên Ngoại lên. Vâng, em đang thêm anh nữa. Nói chung là tôi nói với tất cả các bạn khi chờ anh Viên Ngoại lên thì bây giờ kinh tế Việt Nam phát triển với tốc độ rất nhanh, các bạn cũng đều hiểu rằng, vâng xin chào anh, tức là năm 1988 thì tức là thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam mới là 100 đô la một đầu người. Đến 2003 đấy thì thu nhập bình quân một đầu người của những người Việt Nam mới là tức là tăng lên 4 lần, đấy là 400 đô la một lần một đầu người. Thì đến năm 2018 vừa rồi theo tính toán lại của IMF thì là thu nhập bình quân của đầu người của Việt Nam là cỡ khoảng 3.000 đô la một đầu người. Nhưng mà thực tế theo các chuyên gia kinh tế, nếu mà tính đúng tính đủ thì hiện nay mà thu nhập tổng thu nhập trung bình của người Việt Nam là cỡ khoảng 4.000 đô la. Đấy, vâng xin chào anh. Em mời anh. Chào chú Bằng, chào anh chị em trên cộng đồng. Dạ. Hôm nay là nói chương trình là lại nói về ba que à? Vâng thì nói chung là chương trình của em thì dạ thì nói chung là mình cứ nói ba que dạ. Nhiều thế. Dạ. Vì là ba que xuyên tạc nhiều quá anh ạ. Vâng. Thì bao giờ mà sự ba que không xuyên tạc hay gì chúng em cũng chẳng nói là một cái gì. Vâng. Dạ. Tôi có xuyên tạc đâu, tôi có xuyên tạc đâu. Không, vâng cứ nói thật nhưng mà nói đúng, kể cả những cái hạn chế của Việt Nam thì cũng em ok thôi. Vâng. Bây giờ tớ muốn trao đổi với bằng cái này chỗ bác. Anh ơi, anh dí sát cái mic vào ấy một tí cho nó rõ. Vâng, anh nói hơi nhỏ. Vâng. À đấy à. Tưởng nói tới đây là rõ rồi mà chưa thấy rõ à? Dạ anh nói to thế. Dạ được rồi anh ạ. À. Vâng. Hôm nọ tớ nói chuyện là như vậy là vấn đề là biển đảo với vấn đề là cái quan hệ Việt Nam Trung Quốc ấy. Dạ. Mà mình có nói là như vậy là nếu mà chúng ta mà không giữ sự ổn định tình hình đất nước thì sẽ làm cái cớ để cho Trung Quốc nó tràn vào, thì bác Phương bác có phản đối là giờ không có chuyện xâm lược đúng không? Dạ. Đúng không? Bác Phương bác lên ra phản biện. Thứ hai là vấn đề là 4 tốt 16 chữ vàng. Thì tớ muốn nói thế này này. Nghị quyết ở trong cái quốc hội của Trung Quốc nó đã ra rồi là nó sẵn sàng đưa quân ra nước ngoài để bảo vệ tính hữu nghị chứ không phải nó đi xâm lược đâu, đúng không? Nếu mà Việt Nam chúng ta mà để không giữ được ổn định tình chính trị, đúng không, thì dứt khoát là không gì thằng Trung Quốc nó sẽ nhảy vào, không phải là nhảy vào nó xâm lược, nó sẽ đưa quân vào trên cái cớ là bảo vệ quyền lợi tình hữu nghị, bảo vệ tình hữu nghị, bảo vệ cái chế độ mà đang theo nó. Đúng không? Nó lấy cái cơ đấy để nó tràn vào. Nếu mà Việt Nam bị bạo loạn như kiểu như vậy là gần như kiểu Syria, nhớ không? Là Trung Quốc nó sẽ cớ nó tràn vào. Nó tràn vào là gì? Nó giữ cái chế độ của mình đấy, giữ cái chế độ của ông Cộng sản đấy này. Và khi bắt đầu nó cái cớ đấy nó vào nó giữ được rồi ấy, thì bắt đầu là nó mới thanh lọc các những người cộng sản mà chống nó lại, và nó đưa những người cộng sản như vậy là theo nó, và lúc đấy nó dắt mũi những người cộng sản bảo gì thì nghe đấy. Đấy, cái đích của nó như thế, nó không phải như là thôn tính là thành một tỉnh của Trung Quốc, nhưng nó gần như là một tỉnh của Trung Quốc. Đấy, cái âm mưu của đấy, đấy là quyền lực mềm của thằng Tàu, đó là như thế. Đấy, ủng hộ cái bác Phương, bác nói như cái quyền lực mềm của thằng Tàu đó là như thế, chứ không phải là nó hất cái lật đổ, nó xâm lược, nó lật đổ cái chế độ cộng sản đi, nó giữ cái chế độ cộng sản như chế độ cộng sản theo Tàu 100%, chứ không có tính độc lập nữa, nghe thấy chưa anh Bằng, thấy không? Cái thứ hai đấy là thực dân kiểu mới đấy, tức là nó trên cơ sở là nó sẽ thanh lọc hết những người cộng sản có tính độc lập ra, và những người cộng sản tất cả vì Tàu thì lúc đó là như vậy, là nó gần như là Việt là một tỉnh của nó còn gì nữa, không phải là một tỉnh của Trung Quốc, chứ coi như tất cả như vậy, nó bảo gì nghe thế. Đấy, cho nên cái mục đích của thằng Tàu nó thâm là như thế. Điều thứ hai về vấn đề biển đảo ấy, thì như bác Phương nói là hoàn toàn xác, là bây giờ nó cứ đưa như vậy cái lực lượng dân quân biển ra đông hàng ngàn người ra, bắt đầu nó quấy nhiễu, rồi nó gây khó khăn cho bà con mình đi biển. Thế là nhiều bà con mình đi biển nhiều khi là thấy lạ, hiểu không? Đi được bao nhiêu rồi bắt đầu nó đánh bắt cá, nó làm đứt dây rồi, hoặc nó làm rách lưới các thứ này nọ, là nhiều khi nó làm thế là tự nhiên bà con mình ngại đi biển, không muốn đi biển, thì tự nhiên là nó sẽ biến cái biển thành của nó. Đấy là cái quyền lực mềm mà như bác Phương nói là hoàn toàn chính xác. Thế còn cái 16 chữ vàng và 4 tốt như Bàng nói ấy, cái này là vấn đề ngoại giao. Cái này là cũng có vấn đề là tôi có người có trách nhiệm là cái 4 tốt là thằng Trung Quốc nó ra, khi mà các hai nước mà bình thường hóa quan hệ với nhau ấy, thì Việt Nam ra cái 16 chữ vàng, thì xong bắt đầu hai bên cũng như bác nói là hai bên là thôi ta cùng sử dụng cái đó để như vậy là thống nhất về cái quan hệ ngoại giao, thì cái đấy là chính xác. Nhưng là như vậy là tôi nghe là người có trách nhiệm nói là Việt Nam ra 16 cái chữ vàng đó, còn Trung Quốc là ra cái 4 tốt, nhưng hai bên cũng thống nhất nhau là như vậy cùng thực hiện cái đó. Thế còn nói anh là cái vai trò của Đảng Cộng sản trong cái giai đoạn lịch sử này thì không có gì phải, mặc dù tôi ba que thật, tôi cờ vàng thật, nhưng mà có lẽ là tôi cũng phải tâm phục khẩu phục. Tâm phục khẩu phục là gì? Một cái giai đoạn lịch sử, giai đoạn cận đại lịch sử mà toàn thế giới đang chìm trong cái chế độ thực dân đô hộ, mà cái những người các cái đảng phái ở Việt Nam không giành được độc lập, mà chỉ có những người cộng sản giành được. Người ta phải đổ xương đổ máu, bằng trí tuệ, bằng năng lực, người ta đã giành được độc lập, thoát khỏi chế độ thực dân, và như vậy là đánh đuổi thực dân Pháp bằng chiến thắng Điện Biên Phủ, lấy đường địa cầu, rồi như vậy là chống Mỹ, chống Trung Quốc, chống khơ me đỏ. Trước tôi đã nói với anh là cái giai đoạn lịch sử này, giai đoạn lịch sử của những người cộng sản, nó không thua kém gì giai đoạn nhà Trần mà chống ngoại xâm, đúng không? Chứ còn bây giờ nói với anh là ba que chúng tôi thua thì nó cũng phải có nguyên nhân nó thua. Mà thua là một cái, tôi nghĩ thua là, tôi xét thấy thua là một cái tất yếu. Thứ nhất là những người cộng sản rất đoàn kết, đúng không? Những người cộng sản rất đoàn kết. Anh nói anh cho em một phút nhé. Rồi. Bùi Thảo cười to thế nhỉ? Cài cắm thì không thể cài cắm Bộ Chính trị được, Bộ Chính trị không thể cài cắm được, làm sao mà có thể cài cắm được? Giai đoạn lịch sử này là Cộng sản Việt Nam là như vậy, là lãnh đạo đất nước thì cũng không phải là như vậy là Tàu nó cài cắm được vào. Ngày xưa Mỹ có cài cắm ông Hà Phan rồi cũng đã bị phát hiện kịp thời. Làm sao mà cài cắm được những người cộng sản. Để nói tiếp với anh Bằng này. Tôi đánh giá có mấy nguyên nhân mà như vậy là Việt Nam Cộng Hòa thất bại. Thứ nhất là như vậy về lãnh đạo thì lãnh đạo Cộng sản Việt Nam là rất đoàn kết. Đúng không? Đúng rồi. Mà như vậy là quân đội Việt Nam Cộng Hòa thì các đồng chí, các bạn sẽ thấy đấy là một cái giai đoạn lịch sử là ám sát nhau này, lật nhau, là sau khi Ngô Đình Diệm chết rồi bắt đầu lật nhau đến mấy chính phủ nữa này. Sau đến thời kỳ Nguyễn Văn Thiệu ổn định cái, nhưng mà Nguyễn Văn Thiệu cũng nào lơm lớp là sợ bị như vậy Ngô Đình Diệm. Đấy. Tôi nói về cái lãnh đạo đã thấy là như vậy là nó có sự như vậy, không thể như vậy là bằng những người cộng sản rồi. Điểm thứ hai là như vậy là gì? Là những người cộng sản, người ta có một cái lý tưởng, người ta đánh giặc có lý tưởng. Còn như vậy là những người Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi là đánh giặc không có lý tưởng. Đấy. Lý tưởng là gì? Độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Đó là lý tưởng. Chứ còn Việt Nam Cộng Hòa chỉ có mỗi làm một vấn đề như ngăn không cho cộng sản đỏ tràn xuống miền Nam. Không được phép. Thằng Mỹ nó cũng không cho phép Việt Nam Cộng Hòa đánh ra Bắc. Bởi vì nếu mà đánh ra Bắc thì chắc chắn rằng ông Liên Xô và Trung Quốc sẽ nhảy vào. Thế mục đích của Mỹ là chỉ có dừng ở vĩ tuyến 17 và không cho phép Việt Nam Cộng Hòa tiến ra Bắc. Cho nên người ta chỉ có mỗi cái động tác đó thôi, ngăn làn sóng đỏ thôi. Còn Việt Nam, cái tiêu chí của Việt Nam Cộng Hòa là gì? Xẻ dọc của Cộng sản Việt Nam là gì? Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, đúng không? Đấy. Vào xẻ dọc Trường Sơn đi cước là quyết tâm phải giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đó là cái lý tưởng của những người cộng sản rõ ràng. Điểm thứ ba nữa là các ông cộng sản nhà các ông ấy đánh giặc đúng kiểu con nhà nghèo, đúng không? Mỗi viên đạn là một quân thù. Rồi đi bộ từ Bắc vào Nam hàng tháng rồi. Còn những người lính Cộng Hòa thì ngoài một bước lên xe đi bốt đờ xô, đi ghẹt một bước lên xe cái bắt đầu xuống như vậy, chả nhìn thấy giặc đâu, bắt đầu vãi đạn. Đấy. Rồi là cuộc sống nó xa hoa. Một người lính Việt Nam Cộng Hòa đi lính là nuôi cả nhà. Đúng không? Đấy. Một ông thiếu úy cảnh sát Sài Gòn cái là ông ấy sống như đế vương. Thế còn những người Bắc Việt là gì? Ăn hang ở lỗ, gần như là ăn hang ở lỗ, sống rất là khổ. Không luôn. Nhưng họ vẫn chịu được. Đấy, họ vẫn chịu được được. Đấy là tôi xác định đó là có một số cái mà như vậy là giữa những Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi là không có được. Điểm thứ tư nữa là công tác tình báo của ông Bắc Việt nó quá là giỏi, vượt mặt cả CIA. Đấy, bám sát thắt lưng địch mà đánh. Bám sát thắt lưng địch gì? Bám sát cả như vậy là độc tài giỏi như là Ngô Đình Diệm mà còn bám sát cả thắt lưng của Ngô Đình Diệm, bám sát thắt lưng Nguyễn Văn Thiệu, và cuối cùng như vậy con bài cuối cùng là sử dụng Dương Văn Minh. Đấy, Dương Văn Minh, đúng không? Con bài cuối cùng là sử dụng Dương Văn Minh, phải đưa Dương Văn Minh lên. Bởi vì Dương Văn Minh có người em là tình báo của Bắc Việt rồi. Ông đi vào gặp gỡ ông anh rồi sang Pháp gặp gỡ con cháu các thứ Dương Văn Minh các thứ, là cuối cùng đưa Dương Văn Minh. Đấy là ông Dương Văn Minh gần như là trở thành như vậy là người tình báo của cộng sản rồi. Đến lúc cộng sản vào đến cửa ngõ Sài Gòn cái là ông tuyên bố như vậy là ngừng bắn. Đấy. Đúng không? Tôi thấy là các phải đấy, những các cái đấy là tôi thấy là một điểm. Cái thứ năm nữa là công tác ngoại giao, tranh thủ cộng đồng thế giới, đúng không? phong trào phản chiến các thứ nổi lên khắp thế giới về vấn đề chiến tranh Việt Nam. Đấy. Từ những cái 5 cái vấn đề đó, toàn tất nhiên là các bạn có thể là ở trong nước hoặc các bạn đọc nhiều tài liệu, nhưng mà tôi cứ gọi sơ qua như thế. Thì tôi thấy rằng như vậy là như vậy là đấy, như các cái điểm đấy đã thấy như vậy người Cộng sản đã thắng rồi, đúng không? Thì bây giờ thì cứ còn ở hải ngoại còn cứ hô hào đòi như vậy là lật đổ Cộng sản, một hơn 1 triệu quân rồi, vũ khí đầy mình, kể cả khi như vậy thằng Mỹ nó cắt một phần viện trợ, nhưng mà với cái lượng vũ khí của ông, với cái quân đội của ông hơn 1 triệu quân, thì làm sao mà công đã 2 năm mà công đã mà sụp đổ, với thằng Mỹ mới rút đi có 2-3 năm công đã sụp đổ rồi, đúng không? Đấy. Cái tinh thần của ông đã không tốt rồi, cái tinh thần của những người cộng sản đó là quyết chiến quyết thắng rồi, cái tinh thần của ông là thằng Mỹ nó vừa rời đi là các ông bắt đầu bạc nhược hết cả rồi, đúng không? Vâng. Làm sao mà các ông là thắng được? Nếu nó không có ông Mỹ thì các ông sụp từ lâu rồi. Với người cộng sản tôi nói nhá, khi mà Mỹ đưa 500.000 quân vào, tôi 500.000 quân đúng không? Hơn 500.000 quân. Mà tôi chưa nghe thấy, tôi chưa xem có cái tài liệu nào mà người cộng sản dàn quân đánh với quân đội Mỹ. Tôi chưa thấy. Bởi tôi nghe vào thông tin là ông Võ Nguyên Giáp ông nói về ông tổng thống nước Nga, nước Liên Xô thời kỳ đấy, nó bảo nếu mà tôi mà dàn quân đánh với lại Mỹ thì chúng tôi không đứng nổi trong 1 tiếng đồng hồ. Đấy. Cho nên 500.000 quân Mỹ sang mà tôi thấy không có trận nào mà Cộng sản dám dàn quân đánh với Mỹ. Nhưng cũng đã như vậy làm thịt mất 58.000 quân rồi. Đó là cái tài của người Cộng sản. Chả dàn quân trận đánh nào mà cuối cùng cũng là mẹ luộc làm thịt với 58 chú Mỹ rồi. Nên là cứ phải nói là cái cách đánh của Cộng sản. Còn tôi nói là cái mà nhiều khi bọn ở bên Bonsa nó thường nói là chúng tôi nhận viện trợ của Mỹ, nhưng mà như vậy là các ông cũng nhận viện trợ của Liên Xô, Trung Quốc, nhưng chúng tôi nhận viện trợ nó khác với viện trợ các ông, những người cộng sản nhận viện trợ khác với chúng tôi nhận viện trợ. Bây giờ chúng tôi nhận viện trợ, chúng tôi nhận viện trợ là gì? Là chúng tôi lại phụ thuộc vào cái chiến thuật chiến lược của các ông Mỹ. Chứ chúng tôi có thường quên đâu, Cao Văn Viên tổng tham mưu trưởng như một con bù nhìn, đại tướng Cao Văn Viên, trong khi tổng tham mưu trưởng 36 năm chỉ là bù nhìn, mà phát đông Cao Văn Viên phát chán đời. Nhưng những người cộng sản người ta nhận viện trợ, nhưng người ta có chiến thuật chiến lược riêng của người ta. Đấy, cái khác nhau, một bên gọi là chúng tôi gọi là bù nhìn thì hoàn toàn chính xác, đánh giặc theo coi như là đấy, như ông Nguyễn Văn Thiệu sau ông than thở đưa 300 thì đánh 300, đưa 500 thì đánh 500, có phải nó khác nhau chứ, đúng không? Tôi thấy là những người cộng sản người ta rõ ràng ở hai bên viện trợ, nhưng chúng tôi có cái quyền tự quyết của chúng tôi. Còn lúc khó khăn thì phải nhận viện trợ để đánh giặc chứ. Các ông thấy khó khăn không nhận viện trợ đánh giặc, nhưng cách đánh chúng tôi là mà quyền tự quyết của những người cộng sản, của bên chúng tôi là không có quyền tự quyết. Nó hai cái nó khác nhau. Nhiều khi nó cứ thấy mấy ông bên buôn xa cứ nói là hai bên cùng nhận viện trợ, nhưng hai cái tư tưởng, hai cái núi đánh nó khác nhau, hai cái phụ thuộc nó khác nhau, làm sao mà cứ nói là giống nhau được, đúng không? Như tôi nói anh là hơn 1 triệu quân là chả được, chả làm gì được. Bây giờ vài cái ông gõ bàn phím bên buôn xa đòi lật đổ chế độ cộng sản, bây giờ như vậy được. Nhưng ông Ba Que nghĩ rằng cũng thừa hiểu rằng không bao giờ lật được cái chế độ này, đúng không? Bây giờ chỉ có cái kích động người dân, tôi chỉ bằng cách đấy thôi, mỗi cách là kích động người dân trong nước. Đến lúc không kích động được người dân trong nước là quay ra chửi người dân trong nước, chứ mày ngu thế, chứ mày sống cái chế độ đấy, chứ mày ngu thế, chứ là nó đè nát, nó chèn ép như thế, mà như vậy chúng tao vừa lói mỏi cả mồm mà chúng mày chả chịu biểu tình biểu tiết gì cả. Đây là quay ra nó lại chửi người dân Trung Quốc, người dân trong nước. Là như vậy mà tao nói, tao hô hào ngày này biểu tình là sao chúng mày không biểu tình, sao chúng mày ngu, chúng mày chịu, sao mà chúng mày cam chịu, chúng mày mà là thấp hèn thế, đấy là quay ra nó chửi thế. Đấy. Với ông Ba Que, ông Bê đi trước rồi ông... cuối cùng nó chửi bảo là coi như chúng, những người dân trong nước này coi như là không cần dân chủ à, không cần tự do à. Đó. Chúng ta thừa tự do, thừa dân chủ. Tôi nói với ông là tôi về trong nước tôi cảm thấy tự do, tôi thích đi đâu thì tôi đi, cha ai cấm tôi đi, từ mũi Cà Mau đến tận như vậy là Cột Cờ, Lũng Cú, đi Bóng Cái, cha ai cấm tôi cả. Tôi nói gì thì tôi nói. Tôi nói ông nhá, Việt Nam còn quá dân chủ. Này, tôi uống rượu sai nhá, chán thì tôi ra đường cãi nhau với cảnh sát giao thông. Bên Mỹ có dám không? À, bên Mỹ tôi ra uống rượu say, tôi ra chỉ mặt chỉ chân chỉ tay với cảnh sát giao thông, tôi cãi nhau cho nó đỡ buồn. Đấy, các ông bên Mỹ không có dám ra chỉ mặt chỉ tay cảnh sát giao thông, nó đập cho về gãy răng. Đấy. Dân chủ tôi là về dân, thế là tôi thấy là qua dân chủ chứ còn cái gì là dân chủ nữa. Thích đi đâu thích làm, bây giờ ăn nhậu thoải, bây giờ nhìn Việt Nam xem, xe hơi, xe ô tô, xe máy đầy đường. Bây giờ tắc đường về vấn đề về ô tô, xe máy, nhà cao tầng như vậy bọc lên như là lấm. Đời sống con người, cuộc sống nó khá giả lên, bây giờ các cái điểm du lịch nó đẹp đẽ đến bao nhiêu. Vậy cứ hô hào đòi lật đổ cộng sản, ngồi bàn phím đòi lật đổ cộng sản, đòi đa đảng. Rồi có lúc là sẽ đa đảng, vấn đề đa đảng. Thì trước tôi nghe rằng tôi đi Nguyễn đây này, thằng David Lê cứ nói về đa đảng, bây giờ cái lại cái câu của thằng cái dạo Đe Ly Trương là tôi muốn đa đảng, muốn đa đảng thì về mà làm cuộc cách mạng đi, về là ăn hang ở làm rừng làm rú các thứ để làm cách mạng đi, về cứ ngồi bàn phím tôi muốn đa đảng, về như lãnh đạo về mà cũng là ở bưng ở biển đi mà lãnh đạo xong anh Vinh Ngọn gọi đối tại đi mà đòi lật đổ chế độ thì về mà làm cách mạng đi, chứ này cứ ngồi bên Mỹ và đòi đa đảng và bao giờ nó đe tới. Còn Việt Nam ấy, những người cộng sản ấy, người ta cũng hiểu rằng cái đa đảng mình không phủ nhận đó là xấu, nó cũng là có cái tốt, nhưng Việt Nam lúc này chưa thể đa đảng được. Đa đảng lúc này là tự sát, nói thế cho nó nhanh. Với thứ hai là hiện nay em nói anh là Đảng Cộng sản hiện nay đã làm rất nhiều những cái việc, tức là việc làm tốt cho dân nước, đúng không? Đất nước ổn định hòa bình và kinh tế phát triển với tốc độ chóng mặt, những cái đó là những điều mà dân mong muốn, thì cần gì phải đa đảng nữa. Vâng. Thì cứ cho là bây giờ như vậy là con đòi đa đảng thì Việt Nam tiến lên đa đảng ấy rồi cũng phải sẽ có lúc tiến lên, nhưng cái đó là sẽ hậu xét. Còn bây giờ chưa thể đa đảng được. Bây giờ đa đảng là tự sát, đa đảng là nội chiến. Xã hội bây giờ Việt Nam chưa thể đa được, cái nhận thức của con người nó có giới hạn, chưa thể đa đảng được. Chứ còn ai nói bảo đa đảng là xấu đâu. Con người Việt Nam đến lúc văn minh, tất cả đồng lòng, tất cả một cùng ngoảnh về một hướng thì lúc đấy mới đa đảng được. Còn bây giờ là mỗi người ngoảnh một hướng đòi đa đảng thì có mà thành loạn xã hội. Chứ phải Việt Nam cũng nhận thức được cái điều đó, phải có nhận thức điều đó, nhưng giai đoạn lịch sử này chưa thể đa đảng được. Thì nói đa đảng là chết, chứ không phải đâu này. Cứ đòi là dân chủ, chúng nó cứ đòi dân chủ đảng. Xã hội này ra nhân quyền Việt Nam đầy thừa ra nhân quyền, thừa dân chủ. Chẳng qua chúng nó toàn là, bây giờ chúng nó giải cha ông nó bây giờ là tụt quần rồi, tụt đu càng rồi. Cho nên bây giờ nó chỉ cay cú, cái mục đích tối thượng của nó là lật đổ chế cộng sản. Còn nó muốn thằng nào lật đổ thì không biết, nhưng cũng biết rồi. Mẹ lật đổ chế cả chế độ cộng sản này là nó vui rồi. Còn kể cả nó mượn tay cả thằng Tàu lật đổ cộng sản cũng được. Đấy, cho nên là mục đích của nó là chỉ muốn như vậy, thỏa mãn cái cay cú của nó thôi. Đúng rồi. Đấy. Tôi nói tôi là cũng qua qua đây, cũng là gờ vàng đây, nhưng mà mình có cái nhận thức nó phải cái gì nó thực tế. Đâu phải là như vậy là cứ cay mũi lên rồi cứ mà nuôi cái hận thù trong lòng để làm gì. Cuộc sống mà cứ nuôi hận thù nó khổ lắm. Khổ lắm. 44 năm rồi. Con người ta phải nhìn về thực tế. Con người ta phải nhìn về thực tế rồi cứ nuôi hận thù mãi trong lòng cho nó khổ ra. Nha. Đấy, hôm nay thì cũng ngồi nói chuyện với vâng. Bạn nói chung là anh em bạn thì Vâng, nói chung là em nói với anh là thực tế là cái cuộc chiến nó đã qua 44 năm này rồi. Cái bản thân em thì nói chung là ví dụ cái thời gian mà trước năm 1975 thì em cũng được 12, 13 tuổi rồi. Nói chung mình cũng biết sơ sơ qua một tí. Nhưng mà nói chung là cái cuộc chiến nó đã qua rồi thì nói chung mình là người Việt quả với nhau thì mình nên gọi là hòa hợp lại. Vâng. Để mà cùng nhau xây dựng đất nước, mà đất nước Việt Nam nó càng ngày càng phát triển thì nói chung là các anh sống ở bên đấy, chẳng hạn kể cả những cái anh mà ví dụ không thích Đảng Cộng sản chăng nữa thì nói chung các anh cũng phải mừng cho đất nước, đúng không? Thấy cái đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay như thế là tốt, chứ thôi bỏ cái hận thù đi. Con người, đúng là như anh nói, con người mà cứ còn giữ cái hận thù ở trong người ấy, thì sống nó khổ lắm. Em nói anh ạ. Vâng. Sống khổ lắm. Thế giọng của chú Bằng là giọng Bắc ạ. Vâng, em là gốc, em sinh ở Nam Định và em lớn lên trên ở Nam Định. Sau đó em vào trong thành phố Hồ Chí Minh em công tác thì em sống ở đây, ở trong này là 32 năm nay rồi. Vâng, em quê Nam Định. Thế mình là gốc Hà Tây. Dạ vâng. Thì anh sang Mỹ định cư lâu chưa anh? Trước năm 75. À thế ạ, vâng. Giọng anh có vẻ còn Bắc chay nhỉ, anh không like một tí gì. Vẫn còn Bắc xịn, Hà Tây quê lụa. Thì câu nói mãi rồi, có vẻ hát mấy câu Hà Tây quê lụa để cho nó gọi thay đổi không khí tí thẳng. Vâng, xin mời anh ạ. Bóng chiếc thòi đưa ánh mắt lòng lanh, trời đất Hà Tây tay em dệt lụa. Xưa trắng ba vì tóc vàng khu cháy, hồn thơ nguyện trái dệt thành vần. Sông Tích sông Đà sang lụa mênh mông. Đán Phường ơi quê hương người gái đạm, đồng hợp tác xanh tươi cái dày thẳng tắp. Anh phi công bàng hoàng ngỡ mình bay trên gấm vóc. Hà Tây cửa ngõ thủ đô, áo giáp chơ che ngàn năm bền vững. Ngân bầy giặc Mỹ vẫn đục bầu trời. Hà Tây vòng gác thủ đô, cô gái xuôi hai chàng trai cầu rẽ. Giữ đầy màu xanh biếc cho tân lụa thành thiên. Hà Tây. Ok, không phải là đã biết là thường nhiều câu hát. Dạ vâng, anh rất hay, rất yêu đời. Đấy, năm nay anh hơn 60 tuổi rồi mà em thấy là anh, đúng không? Con người ta coi như là sống thoải mái, cho nên tâm hồn như là yêu đời, cho lúc nào cũng thấy anh trẻ trung. Vâng, đấy, đúng không? Chúng mình coi như sống, coi như mình không có hận thù. Thế cơ bản như vậy là nuôi hận thù, buôn bàn giả nuôi hận thù làm cái gì cho nó khổ. Đúng. Dạ. Ta phải nhìn về quê hương đất nước, ta tự hào, ta không đóng góp được gì, nhưng mà nhìn quê hương đất nước phát triển ta có tự hào. Vâng. Ta về Việt Nam, ta đi du lịch thì thôi ta có đóng góp một phần nho nhỏ vào đấy. Nha. Vâng. Đi du lịch thật chi tiêu đấy thôi thì cũng là đóng góp một phần nho nhỏ về đấy, vừa biết được quê hương, được sự đổi mới của quê hương đất nước, vừa như vậy đóng góp một phần nho nhỏ, thế là vừa như vậy cảm thấy rất vui khi quê hương đất nước có những phát triển đổi mới rất nhiều. Vâng. Thì mình cứ nuôi hận thù cho nó khổ chứ. Dạ. Vâng, rồi rất cảm ơn anh. Chào chú Bằng nhá, chào 163 anh chị em trên. Dạ vâng. Rất là mong muốn có một ngày nào đó mà anh ở bên Mỹ anh về anh ghé thành phố Hồ Chí Minh thì anh em mình gặp nhau uống một ly cà phê rất là vui. Vâng. Dạ. Xin tạm biệt anh. Rồi. Rồi, chị Phan Thị Phi Nga chờ một tí xíu, mời nhím xong rồi mời chị Nga nhé. Rồi. Hello. Trời ơi, hôm nay chú ấy mang tên là nhím rồi mà. Anh tưởng là người mới. Rồi, mình chào luôn đi. Chào anh Bằng và chào tất cả mọi người nha, bị đánh sập hết rồi. Nập hết lịch này lịch kia, bị đánh tức bừng. Em vừa vào thì em nghe anh khách mời vừa nói chuyện, phải nói là một cái bài nói chuyện rất là hay và làm cho chúng ta cảm thấy rất là phấn khởi với lại cái tình yêu quê hương đất nước của những người Việt kiều, đúng không ạ? Anh vừa biết về lịch sử, vừa nói đầy lòng tự hào dân tộc và thể hiện một cái sự hiểu biết rất là đúng của một người đã đi ra nước ngoài. Thì em rất là cảm ơn anh và khi lên đóng góp trên những cái diễn đàn như thế này với những bài nói chuyện như vậy. Nhưng mà ở đây thì em có bổ sung với anh là thực ra thì Việt Nam chúng ta cũng đã giải quân đánh nhau với Mỹ rồi. Đánh nhau trên bộ đó là ở đường 9 Khe Xanh, đúng không ạ? Đấy là trận Khe Xanh, là chúng ta đánh cho mà Tổng thống Mỹ là phải bê gọi là cái địa hình của Khe Xanh về Nhà Trắng để hàng đêm, ngày đêm ngâm cứu. Đấy, có thể là anh chưa định vị ra cái trận Khe Xanh đó. Và đây là một trong những trận mà quân đội Mỹ cũng như là quân đội nhân dân Việt Nam chiến đấu rất ác liệt, đúng không ạ? Còn trận trên không đấy là trận Điện Biên Phủ trên không. Bộ đội phòng không của chúng ta đã chiến đấu với lại không quân của Mỹ và đánh cho Mỹ phải ôm đầu máu chạy, và chính thức là chấm dứt cái thời kỳ gọi là quân đội Mỹ chiếm đóng tại Việt Nam. Đấy là hai trận mà chúng ta có thể nói là tiêu biểu cho cái lòng dũng cảm, cái sức mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam, cũng như là tiêu biểu cho ý chí của người Việt Nam. Thì rất là cảm ơn anh. Đấy là em xin gọi là đóng góp thêm một chút cho bài nói chuyện của anh, nó thêm gọi là phần tinh thần dân tộc. Thì em cũng nghe đến Jackson Bùi, thì Jackson Bùi thì cứ mở miệng lên thì biểu tình, rồi là mở miệng lên thế này thế kia. Thì em chỉ nói với vấn đề như này. Thứ nhất, về vấn đề cá nhân thì Jackson Bùi là hậu duệ của những kẻ thua cuộc, mà người ta chỉ nghe những người thắng cuộc thôi. Xem ông trước đây ông làm được cái gì rồi thì ông mới khuyên người ta mới nghe, chứ bây giờ ông mẹ thò đâu thua đấy. Đánh Trung Quốc thì Trung Quốc thua, bắt tay với Mỹ thì cúi đầu trước Mỹ, đánh nhau với người cộng sản thì các ông cũng bỏ chạy. Thế bây giờ các ông quay lại ông bảo người Việt Nam phải làm gì để giữ nước, nghe nó buồn cười bỏ bố lên, đúng không ạ? Người thành công thì mới đi khuyên người khác nói chuyện được, còn các ông là những kẻ thất bại thì làm sao mà ai mà muốn nghe. Đấy là cái vấn đề cá nhân và vấn đề về con người. Thế còn một cái vấn đề thứ hai nữa đấy, đây là dẫn chứng lịch sử. Khi quân đội Mỹ đổ bộ vào Việt Nam, đổ bộ vào miền Nam Việt Nam đó, người ngoài Bắc họ đâu cần biểu tình đâu, họ đâu cần phải cho thế giới thấy được là sức mạnh của họ đâu. Nhưng mà họ vẫn đánh Mỹ trường kỳ 20 năm, họ vẫn đập cho Mỹ tè mỏ ra. Thì đến ngày hôm nay cần gì phải người dân phải biểu tình thì Trung Quốc nó mới sợ. Không lẽ không biểu tình thì Trung Quốc nó không biết lòng dân Việt Nam như thế nào à? Lịch sử 4.000 năm vẫn được chơi ra đó, mà lại cứ phải biểu tình. Cho nên nghe cái từ biểu tình đấy nó là sai. Và ở đây đấy, chúng ta còn thêm một cái yếu tố nữa, đó là gì? Cái lịch sử của nhân loại nó là gì? Là xã hội từ khi chưa có tổ chức dần dần có tổ chức, và càng ngày cái tổ chức nó càng cao hơn. Thì Việt Nam đang thể hiện một cái xã hội văn minh có tổ chức. Tức là gì? Người dân sống dưới sự lãnh đạo của chính phủ và nhà nước, người dân tôn trọng sự lãnh đạo của nhà nước, và nhà nước làm hết mình phục vụ quyền lợi lợi ích của nhân dân và dân tộc. Thì dân tin vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước. Đó thể hiện được là gì? Là một cái xã hội có tổ chức, và cái xã hội có tổ chức này làm cho người khác cảm thấy ghê sợ với sức mạnh của nó. Chứ còn cái thời kỳ mong muội là con người nó chưa có tổ chức, chưa có ai quản lý xã hội cả, ai thích làm gì thì làm. Nó dần dần cái xã hội nó tiến lên. Cho nên tôi nói cho các anh biết ấy, là các anh cái tư tưởng gọi là biểu tình ấy, nó thể hiện cho cái tư tưởng này là những con người lạc hậu. Một cái xã hội lạc hậu thì người ta mới biểu tình. Chứ còn một cái xã hội văn minh đấy, một cái xã hội có tổ chức đấy, là nó có tổ chức cấp trên cấp dưới, rồi là có cái sự quản lý nó rõ ràng rành mạch, chức năng nhiệm vụ từng người hoạt động tốt, thì đấy mới là một xã hội có tổ chức. Chứ trong cái xe của anh thế thôi, cái xe ô tô các anh chạy lên nó phải các chi tiết, mỗi một chi tiết nó có một cái tác dụng, mà có một cái nhiệm vụ rõ ràng chẳng hạn, nó chỉ cần làm tốt cái điều đó thôi thì cái xe nó tốt. Chứ còn không phải là xe máy thì lỗ mạnh, phanh thì bị rớt, các anh đâm đầu vào núi thì chết thôi. Thế ở Việt Nam ở đây đấy, cái mà thằng Trung Quốc nó đang sợ là người dân Việt Nam không hề bị xáo trộn. Xã hội Việt Nam, tình hình chính trị Việt Nam nó cực kỳ ổn định. Cái đấy mới là sức mạnh của người Việt Nam chứ. Tại sao các anh lại muốn phá vỡ đi? Phải chăng các anh muốn người Cộng sản thua cuộc? Vào trong ở bây giờ tất cả mọi người đều biết, điện nói như thế thì bọn này nó có thể là nó không tin, không nghe đâu. Nhưng chúng ta cứ liên hệ đến thể thao thôi. Các cầu thủ, ví dụ trong bóng đá hay là tất cả đâu, đều phải có huấn luyện viên. Và các huấn luyện viên đều muốn vận động viên của mình làm đúng theo chiến thuật, ý đồ chiến thuật. Thì như vậy mới chiến thắng được. Chứ đâu phải là huấn luyện viên chỉ đạo một kiểu, cầu thủ đá một kiểu đâu. Jackson Bùi, anh nói cho mày biết này, những người dân hiện nay người ta tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của nhà nước, cho nên là người ta không cần phải xuống đường biểu tình làm cái gì cả. Đảng và nhà nước tin tưởng vào, ngược lại Đảng và nhà nước tin tưởng vào nhân dân, đúng không? Đấy, thì người ta cũng biết là những cái tinh thần của những người dân rồi, đúng không? Chứ còn bây giờ mày xuống đường biểu tình thì được cái gì, đúng không? Mày ví không thể ví Việt Nam với họ, với Hồng Kông được. Đấy chưa? Con nói lại cho Jackson Bùi nghe này. Jackson Bùi tưởng Hồng Kông hơn Việt Nam à? Đúng, Hồng Kông hơn Việt Nam về kinh tế, đúng không? Nó có thể là dân đấy giàu hơn, nhưng về tổ chức xã hội ăn làm sao được Việt Nam. Việt Nam là một đất nước độc lập từ năm 1945, Đảng Cộng sản lãnh đạo nhân dân bắt đầu từ 1945 thông suốt cho đến ngày hôm nay. Nó là một xã hội, nó có cái quy trình phát triển cao chứ. Còn Hồng Kông nó mới được trao trả năm 97, cha lọ mẹ kia. Một cái xã hội như thế về xét về trình độ về xã hội, về trình độ về chính trị, trong cái nền chính trị trong đấy, tuổi gì so với Việt Nam. Thế cho nên bây giờ người dân Hồng Kông đấy, kẻ thì ủng hộ biểu tình, kẻ thì chống đối biểu tình đấy, làm nên một cái xã hội hỗn loạn đó. Các anh làm sao mà hiểu được điều đó, đúng không ạ? Và ở đây chúng ta đều thấy một điều, tôi lại quay trở lại cái ví dụ về thể thao ấy, các bạn thấy tất cả đấy, các đội bóng nó có kỷ luật, người ta tôn trọng, đúng không ạ? Chứ đâu phải là một cái đội bóng hay là một cái câu lạc bộ thể thao hoặc là một vận động viên nào thi đấu theo cảm hứng đâu. Rồi, ok, sau ấy thì đấy là cái mà sức mạnh của một cái đất nước, một cái xã hội có tổ chức, có quy củ và là tiến bộ của nhân loại. Thì các anh cái tư duy của các anh nó lạc hậu cách đây đến mấy chục năm rồi. Tôi thử hỏi các anh, ngày xưa khi Cộng sản đánh vào miền Nam đó, các anh là con dân của Việt Nam Cộng hòa, tại sao các anh không biểu tình đi? Tại sao các anh không tổ chức gọi là biểu dương lực lượng để nói lên tiếng nói đi? Hay là các anh lại đu càn bỏ chạy? Sau bây giờ các anh quay về, các anh nói là đất nước Việt Nam này dân hèn. Hèn hay không? Các anh nhìn cuộc chiến chống giặc Pháp, nhìn cuộc chiến chống Mỹ, nhìn cuộc chiến chống Trung Quốc năm 79, nhìn cuộc chiến đánh Campuchia, và nhìn luôn trong cái cuộc chiến đập các anh đó, là các anh sẽ biết được người dân Việt Nam có hèn hay không. Các anh mồm các anh chỉ nói theo kiểu là không bằng chứng, nói náo như thế làm sao được. Các anh cứ nhìn đi, từ trong lịch sử 4.000 năm nay người dân Việt Nam hèn không? Nhìn trong lịch sử từ năm 1945 đến ngày hôm nay khi Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, có hèn hay không? Đấy, một cái cuộc chiến như vậy, 20 năm Mỹ cấm vận Việt Nam đấy, Việt Nam đã nao lúng chưa? Cho nên tôi nói cho các anh biết, các anh là những kẻ thua cuộc. Nếu như các anh yêu cái đất nước này, các anh phải học những người Cộng sản, chứ không phải là người Cộng sản học các anh. Các anh có hiểu không? Nói mãi đi nói lại. Còn cái chuyện đa đảng, em đã nói rất nhiều lần rồi. Ở đây đấy, chính cái thời Việt Nam Cộng hòa đã là đa đảng rồi, mà các anh có giữ nổi cái nước đâu. Một khi không giữ nổi ngay cái đất nước của mình thì lấy gì ra để mà bảo là lãnh đạo kinh tế rồi lãnh đạo quốc phòng nọ kia? Có nước đâu mà giữ. Còn ở đây khi mà chúng tôi nhìn lên những cái xã hội, cái trình độ, cái phố Bolsa của anh đấy, tôi nói thật với các anh, khi mà chúng tôi chưa tiếp cận internet, chúng tôi cứ tưởng nước Mỹ là giỏi lắm. Khi mà chúng tôi chưa tiếp cận internet, tôi cứ tưởng những người Việt kiều Mỹ đấy là chúng tôi nghe nó sang lắm. Thế nhưng kể từ khi internet ra đời, kể từ khi cái mạng xã hội nó phát triển, chúng tôi mới nhìn rõ hơn về cái cộng đồng người Việt ở Mỹ của các anh. Nó làm gì đủ tuổi so với chúng tôi. Các anh ở đấy, các anh còn đang phải làm thuê, đang phải bán hàng trong những cái trung tâm thương mại của người Trung Quốc. Các anh còn đang phải đi làm làm những cái công việc rất là kém phát triển ở trong một cái nền kinh tế phát triển, trong một cái xã hội văn minh, thì lấy gì các anh chỉ bảo về Việt Nam? Cái thời mà mát Việt kiều lỗ đấy nó đã xa rồi. Cho nên tôi nói với anh, các anh tốt nhất đấy là nói thẳng một câu, câm cái mõm lại, thì chúng tôi còn có một phần nào đó coi các anh là đồng bào. Hoặc giả các anh lên tiếng như cái anh Việt kiều vừa nãy đó, chúng tôi luôn tôn trọng, bởi vì chúng ta là con nạc cháu rồng, chúng ta cùng người Việt Nam máu đỏ mà. Điều gì này, tức là nói với bọn chống cộng cực đoan hiện nay, chúng mày câm mồm lại, thì chúng ta không bao giờ lên trên cái mạng này chúng ta phản biện lại chúng mày làm gì nhỉ? Chỉ vì chúng mày xuyên tạc quá nhiều về đất nước Việt Nam, về con người Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta mới lên phản biện lại những cái điều xuyên tạc, thổi phồng quắc méo của chúng mày. Vâng, đúng rồi anh. Cái này em nói cho anh biết là cái việc là chúng mày bị gọi là ba que sỏ lá đấy, chúng mày bị cái lá cờ vàng ba sọc đỏ đấy bị trà đạp như ngày hôm nay cũng là bởi chúng mày thôi. Bởi vì trước đây nhá, tôi nói ngay một cái thằng biết về lịch sử như tao mà chả quan tâm đến gọi là cái lá cờ vàng ba sọc đỏ đấy là cái gì. Khi mà báo chí mà viết lên cái hình ảnh, viết cái vụ gọi là bằng kiều đấy cầm lá cờ ba que quấy quấy ở bên phía bên Cali đó, tao nói mày, tao không để ý đâu mà, không ai quan tâm đến cái đấy cả. Thế nhưng dần dần khi lên đây nghe chúng mày tuyên truyền bố láo xuyên tạc về Việt Nam, tất cả người dân Việt Nam người ta mới bắt đầu đẩy lại, và người ta mới nhìn tìm hiểu kỹ hơn, và chúng ta thấy được cái bản chất, cái bộ mặt của chúng mày càng ngày càng kém, càng ngày càng xấu. Đúng không? Cho nên ấy, nói rồi, hãy là một anh Việt kiều như anh Viên Ngoại vừa nãy đấy, chúng tôi luôn tôn trọng rồi. Chúng tôi sẵn sàng làm bạn rồi làm anh em rất là vui vẻ. Nhưng có một chút tư tưởng mà chống phá đất nước thì bọn mày luôn luôn là cái lũ ba que. Đó, thì em lên em chia sẻ với này diễn đàn đôi lời như vậy. Thì cho em xuống và mời khách mời khác. Chào tất cả mọi người nhá. Rồi với Cao Hoàng Lan đâu? Mời Cao Hoàng Lan nhé. Rồi đang mời Cao Hoàng Lan. Anh Hoàng Thị Linh nhá. Sau đó mời anh Hoàng Thị Linh chia sẻ em tí. Em chào lại anh, em lên ngắn lắm, em lên chỉ có 2 phút thôi là em xuống liền này, em lên trả lời danh sách 10. Rồi 5 phút đi. Đa đảng đi biểu tình đi. Em chào hết cả nhà mình nha. Không, dạ. Cho anh muốn cho như anh cho em sợ dưới chờ. Em chào hết cả nhà mình một lần nữa. Trả lời Jackson Bùi nè. Hồi nãy nó nói là hãy cho một cơ hội biểu tình nó để xuống đường này là chỉ mày Jackson Bùi nè. 2014 là giàn khoan 951 nguyên một cái Bình Dương nát bét, chỉ mày từng chập nè. 2016 Formosa chặn quốc lộ 1 đến thậm chí mà người bệnh á mà phải quỳ xuống lại cho đoàn biểu tình néo bên để đưa người dân, để đưa người đi cấp cứu. Biết bao nhiêu xe chở hải sản đông lạnh bị hư toàn bộ. Tao chỉ mày luôn nè. 2018 ngay Bình Thuận tan nát bao nhiêu, mày đủ hiểu. Dân Việt Nam mình nó có một cái bệnh như thế này nè. Nước ngoài á mà người ta thấy bom á là người ta đi trốn, nhưng mà Việt Nam mình thấy vớt bom mày đại súng lại nhìn. Mày có hiểu chưa? Mà mày biểu hãy cho một cái cơ hội để đi biểu tình, tao chắp cái tay tao lạy mày. Mày làm ơn mày đừng có đòi đi biểu tình, mày đừng có cho cơ hội giùm tao. Tao quá sợ luôn rồi. Mày nên nhớ nè, Việt Nam mình á nó thấy bom đã nhào đầu vô nó nhìn đó, mày hiểu chưa? Mày hiểu cái đứa chưa thằng Jackson Bùi. Tao nói cho mày nghe này, 2014, 2016, 2018 mày nhìn đi. Rồi mày biểu là cho cơ hội để biểu tình nha thằng khùng. Tao nói cho mày nghe, còn tao nói thêm cho mày cái chỗ đây nữa nè. Mày nên nhớ, mày có biết vĩ tuyến 17 là vĩ tuyến tạm thời, mày biết cái chữ tạm thời không? Cái vĩ tuyến 17 là tạm thời. Sông Danh nhìn qua bên kia sông Danh mà rớt nước. Tao nói cho mày nghe, cái vĩ tuyến 17 nó tạm thời, nó chỉ được 1140 ngày thôi. Mà mày biết đó là giới mình gọi là giới tuyến quân sự tạm thời. Giới tuyến quân sự tức là để Pháp rút vào từ vĩ tuyến 17 vào, sau đó 2 năm là tổng tuyển cử. Vâng. Alo anh. Rồi xin mời Cao Hoàng Lan. Rồi nghe. Dạ. Thì rồi em cứ nói anh em. Em nghe không anh? Nghe rõ. Alo. Dạ. Thì rồi anh nghe rõ rồi, em cứ nói đi. Em chỉ nói cho thằng Jackson Bùi biết là bây giờ dân của ta là Bắc Nam liền một giải rồi. Mày làm ơn mày đừng có nhảy vô mày nói một cái gì trong đất nước Việt Nam tao nữa hết á. Bởi vì mày chưa đóng một đồng thuế nào, mày chưa đóng góp gì cho Việt Nam tao, thì mày làm ơn mày im giùm tao để cho dân tao được bình yên, ok nha. Tao chỉ bị nhiều đó với mày thôi Jackson Bùi, mày làm ơn mày đừng có nói là cho cơ hội để đi biểu tình nữa đi nha, tao bị mày đó. Em chào hết cả nhà, em chào anh Bằng, cho em đi xuống nha anh. Ok đi. Em mời Thái Hồng Duyên đi. Rồi anh đang thêm Thái Hồng Duyên đi. Sau đó mời Lê Trọng Tình. Sẽ như Hoàng Thị Linh ở đây không? Em lên không? 1 phút thôi, em lên 1 phút thôi. Em chửi thằng Jackson Bùi với cái thằng Dũng Võ nè. Ơi, bây giờ 749 tụi bay muốn chống phải không? Chống Trung Quốc không? Jackson Bùi mày kéo về đây, kéo về Việt Nam, mày ra ngoài 749 đó, mày chạy chiếu rồi đó, đó mày đi chống Trung Quốc giùm cho tao, nghe chưa? Nhưng chào, quên, xin lỗi các anh chị lên gặp bao que chửi quýt quá, quên, xin lỗi, nhưng chào cả nhà. Đấy, bao que sổ lá như thằng Dũng Võ vô nè, Jackson Bùi nè, vô phải không? Chống bao que tao chỉ cho, tụi bay về Việt Nam, rồi ra kéo 749 chạy đó, chạy chiếu ra. Rồi cái đó đó nằm canh giữ Trung Quốc ở ngoài á, đánh Trung Quốc ở ngoài á nha, cái lũ bao que sổ lá nha. Thôi em chửi nhiêu được rồi, anh mời anh cái Linh Hoàng lên đi, chào cả nhà. Rồi các bạn chờ tí xíu nhá, mời anh Thế Linh Hoàng. Rồi em đang thêm anh Thế Linh Hoàng á. Anh cứ sáng cho Tân chào một chút. Chào mọi người. Chào anh Bằng. Chào tất cả anh chị em dưới diễn đàn 230 người. Hôm nay diễn đàn của chúng ta rất là vui, bởi vì chúng ta nói lên cái tiếng nói của mình và cái tinh thần đấu tranh rất là quật khởi của Đảng và nhân dân ta trong mùa hai cuộc chiến tranh lớn để giành lại được độc lập dân tộc. Đó là một cái mà gọi là cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ thế giới. Đúng rồi, chống Pháp và chống Mỹ là hai cuộc chiến tranh lớn nhất. Còn những cuộc chiến tranh nhỏ thì mình không nói đến, nhưng hai cuộc chiến tranh lớn nhất mà Đảng ta đã giành được, đó là một cái thành tựu mà chúng ta đã được thế giới và các cái dân tộc trên thế giới đều được ghi nhận cái công lao to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Như cái anh Việt Kiều gì đấy, anh ấy nói, anh Viên Ngoại, anh ấy phân tích rất chính xác. Và anh Viên Ngoại gì đấy, anh ấy phân tích rất chính xác. Mặc dù anh ấy là con em của Việt Nam Cộng hòa, nhưng anh ấy có một cái nhận thức rất là đúng đắn. Anh Hoàng Thị Linh cứ nói, em xuống em bấm cửa cho cháu. Rồi, thế thì ở đây tôi muốn nói rằng là từ khi năm 1954, khi chúng ta độc lập, tuyên bố độc lập, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố độc lập, cho đến nay chúng ta đã không ngừng phát triển và chúng ta không ngừng đấu tranh. Cho đến ngày hôm nay chúng ta mới độc lập được, thực sự là bước vào cái phát triển kinh tế khoảng được 25 năm. Như vậy là các cái thành tích đã đạt được mà từ đầu diễn đàn đến giờ tất cả các bạn đều như thế là đã nêu ra những cái con số rất là cụ thể. Đấy, trong cái công cuộc phát triển và đổi mới của chúng ta hiện nay. Thế thì hiện nay ở các cái thế lực thù địch ở nước ngoài thì họ luôn luôn là có cái âm mưu căm ghét mà cái diễn đàn và muốn đánh phá để lật đổ cái chế độ cộng sản. Thế thì ở trong diễn đàn vừa rồi anh Viên Ngoại, anh có phân tích một cái lý do rất là có lý có tình, đó là cái mà âm mưu của Trung Quốc. Cho nên tất cả các cái đời mà từ Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đến bây giờ chúng ta đều xác định cái ông bạn láng giềng này, ông ấy không bao giờ như thế nào từ bỏ cái âm mưu để thôn tính Việt Nam. Đấy. Luôn luôn có cái âm mưu như vậy. Nhưng để chúng ta biết được cái anh bạn láng giềng nó như thế nào thì chúng ta phải có cái cách đấu tranh để như thế là chống lại cái âm mưu của họ. Như anh viên ngoại ấy nói rất là đúng đấy. Nếu như chúng ta chỉ cần nổi dậy đa đảng thôi là chúng ta sẽ mất nước và không bao giờ chúng ta ấy được nữa, và sẽ xảy ra như Iraq, như Syria, như Ukraine, và như thế là sẽ sẵn sàng một tất cả các hệ thống sẽ sụp đổ. Tất nhiên xã hội chủ nghĩa sẽ còn, bởi vì Trung Quốc đang là một trong những nước đứng thứ hai trên thế giới, nhưng Trung Quốc không bao giờ như thế nào muốn Việt Nam đứng ngang hàng với Trung Quốc, mà Trung Quốc bao giờ cũng muốn là Việt Nam phải đứng sau Trung Quốc, phải được bị Trung Quốc sai khiến thì mới được. Do vậy mà chúng ta phải biết rằng là tất cả mọi người chúng ta là phải tỉnh táo trước cái âm mưu mà của những kẻ thù địch mà chúng đang gieo rắc, và chúng dắt tâm để lật đổ cái chính quyền này. Đấy. Ở đây thì em xin lỗi anh Hoàng Thế Linh, em nói anh như này: biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Mình biết được những âm mưu của Trung Quốc, cho nên là mình có cái chính sách và cái sách lược để mình đối phó. Rồi. Anh hiểu không? Chứ bây giờ ví dụ như mình không biết được âm mưu Trung Quốc, mình nghĩ lúc nào Trung Quốc cũng là bạn tốt, hoặc là lúc nào Trung Quốc cũng là cái kẻ của mình. Chờ anh một tí. Vâng. Rồi là Hạo thì Lam những cái em nói anh Hoàng Thế Linh, những điều đó thì là không được, cho nên mình biết Trung Quốc như thế để cho mình biết cách ứng xử đấy cho đối với Trung Quốc cho nó tốt. Mình vừa giữ vững chủ quyền của mình, vừa quan hệ với Trung Quốc để mà phát triển kinh tế. Em nói anh bây giờ thì giả sử, nhưng mà ví dụ như mình căng quá với Trung Quốc chẳng hạn đấy, thì bây giờ ví dụ tôi chỉ nói với tất cả các bạn, ví dụ mình với Trung Quốc có một vấn đề gì cả, vấn đề gì đó, chỉ cần cấm biên trong vòng 1 tháng thôi thì các bạn sẽ tưởng tượng sẽ như thế nào. Cho nên cái bọn chống cộng cực đoan chúng nó rất nham hiểm, lúc nào chúng nó cũng kích vào cái sự thù hận của những người Việt Nam đối với Trung Quốc. Nhưng mà Đảng Cộng sản Việt Nam rất là khôn khéo, đúng không, quan hệ với Trung Quốc, vừa quan hệ vừa đấu tranh, quan hệ để mà ví dụ để phát triển kinh tế, để đất nước Việt Nam coi như là yên bình tiến lên. Còn là đấu tranh với Trung Quốc là đấu tranh về cái chuyện biển đảo đấy. Ví dụ như vừa rồi ở cái mình cứ nói là bây giờ thôi mình nói chung là khu vực bãi tư chính đi, đúng không? Cho nên Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra một cái đối sách rất là khôn ngoan, cho nên là những người dân như chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào cái đối sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, của chính phủ và của nhà nước Việt Nam. Vâng, em xin mời. Bây giờ chúng tôi xin nói thêm một điều như thế này. Từ trước tới từ đầu diễn đàn đến bây giờ, các bạn đã phân tích rất nhiều về cái vấn đề của Trung Quốc đang xâm chiếm ở Biển Đông ấy. Thì chúng ta nên là tránh cái từ bãi tư chính, bởi vì là chúng gây sự ở cái lô 06.1 ấy, thì là cái lô đấy nó còn cách bãi tư chính 60 hải lý, tức là hơn 100 km nữa. Thế vậy thì ở đây chúng ta hãy tỉnh táo một chút, mà đừng lôi kéo dùng cái từ bãi tư chính để mà lôi kéo vào để chúng có cái cơ sở để chúng nó xuyên tạc, rồi chúng sẽ biến cái vùng không có tranh chấp thành vùng có tranh chấp. Thì cái việc đó là cái việc chúng ta nên tránh. Thế còn ở đây tôi muốn nói rằng là các cái thế lực thù địch thì chúng không một ngày nào là chúng không có từ bỏ cái ý đồ là xâm chiếm đất nước Việt Nam và muốn như thế là lật đổ cái chế độ cộng sản. Bởi vì tại sao chúng này muốn là phải lật đổ bằng được chế độ cộng sản? Bởi vì cái chế độ cộng sản ấy là một cái chế độ cực kỳ tươi đẹp theo lý thuyết của Mác Lênin, và chúng ta cũng đang thời kỳ là tiến lên xã hội chủ nghĩa, chứ chúng ta chưa được là xã hội chủ nghĩa. Đúng rồi. Nói thẳng như thế, chúng ta bây giờ mới đang tích lũy, tích lũy tư bản, mới gọi là mục tiêu. Đấy, đó là cái mục tiêu này là tiến lên cái chế độ cộng sản. Do vậy mà chúng ta lấy cái cái từ Đảng Cộng sản để làm mục tiêu để phấn đấu cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh, theo lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Do vậy ở đây chúng ta phải lên nói theo ủng hộ và hưởng ứng theo cái lời của Hồ Chủ tịch, là trong cái diễn đàn ngày hôm nay với cái tiêu đề là đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Đó là cái câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã như thế là kêu gọi toàn đất nước Việt Nam chúng ta sẽ đồng lòng thì chúng ta sẽ không một cái điều này. Tôi nói với lại Dũng Võ một điều này, ở đây chúng tôi đang tiến lên chủ nghĩa xã hội chứ còn chưa đạt được chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản đó là cái mục tiêu thôi, chứ còn đất nước Việt Nam chưa phải là chủ nghĩa xã hội nhá. Mà nói chung là bây giờ một số nước ở bên Bắc Âu chẳng hạn, người ta đang thực hiện cái chủ nghĩa xã hội theo cái kiểu của người ta đấy. Thấy chưa? Đấy. Ở đây tôi muốn nói với mọi người rằng là chúng ta phải lên rất là tỉnh táo chỗ đấy. Vâng, chị, chúng ta đang phấn đấu tiến lên chủ nghĩa xã hội, chứ chúng ta không phải là chúng ta đã đạt được chủ nghĩa xã hội đâu nhá. Đấy. Vâng. Ở đây là anh Lưu Ly, anh ấy cũng đã phân tích và nói rất nhiều về vấn đề đó. Thế trong cái diễn đàn này có Jackson Bùi, bởi vì Jackson Bùi là một trong cả những người Dũng Võ nữa, có gia đình di cư từ Bắc vào Nam trong bao nhiêu năm nay. Nếu như Jackson Bùi mà nghe cái anh Việt Kiều vừa lúc đấy anh ấy phân tích đấy, thì Jackson Bùi lên ngồi để mà nghe. Jackson Bùi lên như thế là tỉnh táo thì đến vậy. Thì ở đây tôi muốn nói là để trước khi tôi xuống, anh ấy nói là anh ấy quê Hà Tây. Do vậy mà trước khi tôi xuống tôi tặng anh ấy một cái ca khúc tôi viết về Hà Tây, thì để như thế là cho cái chương trình nó thêm vui một chút. Wow, mời mọi người sẽ nghe ca khúc là tôi viết về Hà Tây, đó là Sứ Đoài. Về Sứ Đoài tức là Hà Tây nó có một cái tục chèo cổ, đó là chèo Sứ Đoài và chèo Sứ Đông ở Thái Bình. Như vậy là tôi lấy một cái tích tức là Sứ Đoài để tôi viết, bởi vì Hà Tây bây giờ sát nhập thành Hà Nội, do vậy mà không dùng từ Hà Tây nữa, nhưng trong bài hát tôi vẫn nhắc đến từ Hà Tây. Sau đây tôi xin mọi người cùng nghe bài hát này. Dạ vâng, xin mời anh. Sứ đoài quý anh, gói chiến hoa em cũng cần hoa chiến cửa. Đây là một cái ca khúc viết tặng cho anh, hát tặng cho cái anh vừa rồi anh lên phát biểu rất là hay. Cũng là để cho diễn đàn chúng ta bớt căng thẳng một chút, để mọi người lại tiếp tục cái chương trình như thế là của ngày hôm nay cho nó thêm sinh động. Thế tôi xin cảm ơn tất cả mọi người lắng nghe và xin chúc các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn các bạn nha. Tôi xin xuống. Rồi, bạn Trần Hồng Nam chờ tí xíu. Bây giờ đây mời chị Phan Thị Phi Nga. Chị Phan Thị Phi Nga còn đây không ạ? Chào Lâm Minh. Chị Phan Thị Phi Nga không ạ? Các bạn chờ một tí xíu. Chờ một phút nữa. Rồi, sẽ mời anh Cơ Thái Sư Tân lên trước và trong khi chờ chị Phạm Thị Phi Nga nhé. Rồi đang mời chị anh Cư Xá. Hey, chào rồi, anh. Xin chào anh Cư Xá Duy Thân. Chào anh Bằng, chào mọi người, khỏe không anh? Dạ vâng, em khỏe nha. Nãy anh Bằng nói câu cũng hay, mình thích câu đó. Biết mình, biết ta, trăm trận, trăm thắng. Dạ. Cho mình thêm này nữa là biết mình một, mà biết địch một thì có trận thắng, trận thua. Mà không biết mình mà cũng không biết địch nữa thì trận nào cũng thua ấy. Cái đó là cờ vàng. Cờ vàng không bao giờ biết mình là cái gì. Trận nào cũng thua. Đến bây giờ cũng vẫn thua. Họ hoàn toàn không biết họ là gì. Thì bây giờ cho mình chia sẻ tiếp với anh Bằng hỏi mọi người. Tại sao người Cộng sản Việt Nam thắng? Không. Thì theo cái quan điểm của mình là người không có ở trong nước. Mình sống ở bên Mỹ 37 năm. Ok. Mà nếu mà nói là chống cộng thì có lẽ mình nên có lẽ là mình nên chống cộng nhiều nhất hơn các mấy người chống cộng ngồi dưới. Có mấy người chống cộng, một số người dưới. Đáng nhẽ là mình phải nên chống cộng nhiều lắm. Tại vì ông mình là thượng nghị sĩ trong chính phủ Nguyễn Văn Thiệu. Ok. Đấy. Vâng. Thì đấy là ông nội hay ông ngoại anh Cư Xá? Ông nội. À dạ, ông nội mình là cũng là thị trưởng cuối cùng của Hà Nội trước khi đất nước chia đôi. Thì đương nhiên ông nội mình là thân Pháp đúng không? Thì có lẽ cha ông mình ngày xưa họ cần phải làm cái gì họ cần phải làm. Mình không phải mình ngồi đây để mình trách cứ ông nội mình. Ông ngoại mình, bên gia đình ngoại mình thì là tiểu tư sản. Trên khi mà chia đôi đất nước thì mình mất mát, nhưng đó là quá khứ, lúc đó mình chưa sanh ra đời. Thì nếu mình tự mình cho mình cái quyền để chống cộng, chắc là mình có nhiều quyền lắm. Tại mình thấy gia đình nội, gia đình ngoại mình bị mất mát nhiều, mình đổ thừa cộng sản. Nhưng mà nếu mình hiểu lịch sử thì mình thấy rõ ràng là ông nội mình sai, ông nội mình đi thân Pháp. Nhưng mà mình không có ngồi đây để mình trách cứ cha ông mình. Đấy, mình mới nói rồi, có lẽ họ có những lý do để họ làm như thế. Ok. Yeah. Thì đó là ý kiến riêng của mình. Những gì mình nói ra thì nó cũng không có phải là bị cộng sản nhồi sọ đâu. Các anh cờ vàng chống cộng ngồi dưới đừng có đổ, đừng có chụp mũ. Cái này cái hiểu biết của mình mà tất cả là Mỹ nói. Thì tại sao người cộng sản họ thắng? Thì theo điều thứ nhất là theo Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói là người Cộng sản Việt Nam họ thắng là tại vì họ không đánh theo cái kiểu của Mỹ. Mỹ muốn Cộng sản Việt Nam đánh theo kiểu Mỹ, nhưng mà họ không đánh theo kiểu Mỹ, mà họ muốn Mỹ đánh theo kiểu của họ. Đó. Anh Bằng nói không? Dạ. Họ ngu gì đánh theo kiểu của Mỹ. Mỹ là nó dàn trận ra rồi nó dùng vũ khí tối ưu của nó để nó đánh. Mình đâu có đánh kiểu đó được. Điều thứ hai là họ đánh Mỹ trên 3 phương diện, và họ đã thành công trên 3 phương diện đó. Phương diện thứ nhất là họ đánh bằng chiến tranh tuyên truyền. Thì họ tuyên truyền là như thế nào? Họ tuyên truyền là họ đưa cái sự thật đến cho người dân, để họ giáo dục người dân hiểu cái chính nghĩa của họ. Còn Việt Nam Cộng Hòa cũng có chiến tranh tuyên truyền, nhưng mà toàn nói phét, nói láo. Ví dụ Mỹ rồi, Dũng Võ, siêu anh cứ sáng duy thân, Dũng Võ đã lên diễn đàn của tôi rồi, đúng không? Chứ bây giờ nên mình coi như tranh luận, không có vấn đề gì cả, nhưng không dám mời tôi. Dũng Võ là cái gì mà tôi dám hay không dám? Rồi, xin mời anh cứ sáng. Về phương diện tuyên truyền thì ngay từ cha ông của Việt Nam Cộng Hòa đã nói láo rồi. Cha ông của Việt Nam Cộng Hòa là Mỹ đó, là tuyên truyền để gây ra cái làn sóng di cư. Đó là cái sự tuyên truyền láo. Xong rồi tiếp tục tuyên truyền, rồi tuyên truyền về mẫu thân, láo về mẫu thân, rồi tiếp tục, rồi tới qua tới bên đây hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa là chuyên môn nói láo. Thành ra cái người Việt Nam mình ở Mỹ 80% là họ đều chống cộng. Có người họ chống cộng tích cực, nhưng mà đại đa số là chống cộng không tích cực thôi. Nhưng mà trong đầu họ là tự động họ chống cộng, mà họ không biết họ chống cái gì. Đó là cái tuyên truyền sai của Việt Nam Cộng Hòa. Thì cái người Cộng sản họ thắng, cái điều thứ nhất là họ thắng trên chiến tranh tuyên truyền. Điều thứ hai là chiến tranh võ trang. Thì nãy mình có nói rồi, họ không đánh theo kiểu Mỹ, nhưng mà họ đánh như thế nào để họ có thể chống được cái vũ khí tối ưu của Mỹ. Thì mình coi tài liệu thì họ nói, giải thích là họ đánh bằng cách họ nắm lưng quần của Mỹ họ đánh. Bằng chắc hiểu ý mà nói phải không? Có nghĩa là họ không có, họ đánh càng sát càng tốt. Khi mà họ đánh càng sát tiếp cận Mỹ thì họ làm vô hiệu hóa đại bác với lại máy bay của Mỹ. Máy bay của Mỹ lại đại bác của Mỹ không thể pháo vào được, tại vì nếu pháo vào thì chết luôn Mỹ. Cho nên nếu vậy thì mà Mỹ thì đánh thì anh biết rồi, mấy thằng Mỹ nó đánh nó mỗi lần nó đi đánh nhau nó khiêng trên người nó cả 20-30 ký đồ, nó không có gọn lẹ như là người Cộng sản. Rồi cái chiến tranh thứ ba là chiến tranh trên phương diện quốc tế. Thì người Cộng sản họ thắng luôn, là mình phải coi những cái tài liệu mà bà Nguyễn Thị Bình bà nói thì rất là hay vô cùng. Là bà ngồi chung quanh bà là toàn là những diều hâu cú vọ, không bà chiến thắng tụi nó, tại vì bà đưa ra những chính nghĩa. Và cứ cuối cùng nữa, tại sao mà người Cộng sản thắng? Theo mình ấy, kết luận ấy, cái cuối cùng ấy, mà quan trọng nhất là mình muốn nói ấy, tại sao họ thắng là tại vì họ có chính nghĩa. Có chính nghĩa thì cuối cùng mình phải thắng thôi. Và cái chính nghĩa chờ sau nhé, mình mời Trần Hạo Nam. Và cái chính nghĩa này nó chính nghĩa bằng gì anh? Chính nghĩa là rất là đơn giản, là tại vì mình là mình bảo vệ đất nước mình, với lại mình muốn dành cái sự độc lập cho mình. Đúng rồi, cho nên đó muốn... là cái chính nghĩa mà cái chính nhân dân Mỹ hồi đó người ta đứng lên, người ta phản kháng nhiều, anh công nhận không? Đúng rồi. Thì đó, cái chính nghĩa, định nghĩa chính nghĩa là gì? Chính nghĩa là giành độc lập, bảo vệ, thứ nhất là bảo vệ cho đất nước mình, thứ hai là giành độc lập cho đất nước mình, thứ ba là thống nhất đất nước mình. Ba cái đó dạ, nó đều bị cái thế lực ngoại bang nó phá vỡ. Ok, vậy thôi, vậy okay. Thôi để mình giải thích dạ, vậy vâng, cho những người chống cộng dạ, họ hiểu. Ok, mình xuống dạ, vâng, cho người khác dạ, lên vâng. Em rất cảm ơn anh Cư Xã. Ok, chào. Rồi, Trần Hạo Nam đây. Rồi, xin mời Trần Hậu Nam. Rồi, đang thêm Trần Hậu Nam. Rồi, chào. Xin chào Trần Hậu Nam. Chào tất cả các bạn trên diễn đàn của anh Phan Nguyễn. Có Jackson Bùi. Rồi, Trần, đúng rồi, nói lớn một tí nữa thì hay. Okay. Em đồng ý với cái chính nghĩa của anh cư sĩ Duy Tân, nhưng cái thắng đây không phải là Cộng sản thắng, mà là cả dân tộc Việt Nam thắng, mà người lãnh đạo là Đảng Cộng sản Việt Nam. Anh nên xác định như vậy. Nếu Đảng Cộng sản lãnh đạo Việt Nam mà dân tộc Việt Nam không theo thì Việt Nam sẽ không thắng. Mà đây là toàn dân tộc Việt Nam đều thắng. Đó, cái thắng này là thắng lợi chung của toàn dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam được sự lựa chọn của toàn dân tộc Việt Nam suốt gần 90 năm qua? Qua quá trình lịch sử thì các bạn đã thấy năm 2020 sẽ là kỷ niệm 89 năm hoặc là 90 năm gì mình không biết, mình là tài xế mình cũng không rành, nhưng mà cũng gần 90 năm lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo dân tộc Việt Nam từ một cái nước nô lệ thuộc địa thành một cái quốc gia mà trở thành là 192 phiếu trên 193 phiếu ủy viên không thường trực của Liên Hiệp Quốc, thì các bạn phải nhìn nhận như thế nào? Đó là một thành công không riêng gì của dân tộc Việt Nam mà cả ASEAN, mà cả châu Á. Tại Việt Nam mình là đại diện duy nhất của châu Á nằm trong ủy viên không thường trực Liên Hợp Quốc. Cho nên Jackson Bùi, bạn nên hiểu rằng bạn hãy bỏ qua cái quá khứ đi, gạt bỏ những cái hận thù cá nhân của bạn đi, mà nhìn tới cái lợi ích dân tộc. Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn dắt dân tộc mình đi đến thành công như ngày hôm nay? Thì bạn phải nhìn nhận ra đó là vì lợi ích dân tộc, không phải lợi ích cá nhân của một phe phái nào hết, không phải vì hận thù cá nhân. Nếu mà hận thù cá nhân thì người Cộng sản sẽ hận thù các bạn rất nhiều, hận thù chế độ Việt Nam Cộng hòa rất nhiều các bạn. Tại vì thời Pháp, miền Nam là một cái nơi mà đứng lên chống giặc Pháp đầu tiên, chứ không phải miền Bắc. Cho nên người Việt Nam có câu miền Nam đi trước về sau là như vậy. Tại vì những cái phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ngày xưa chỉ là nhỏ lẻ, cho nên dễ bị đàn áp. Và Bác Hồ đã tìm ra được cái con đường cứu nước, đó là đoàn kết được dân tộc Việt Nam lại. Nếu không đoàn kết được dân tộc Việt Nam thì chúng ta không thể chống Pháp được. Cho nên năm 1954, ông Bảo Lại, ông đã di cư vào Nam rồi, ông đã nhường cái vị trí lãnh đạo đất nước cho Bác Hồ, Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta. Thì các bạn nên nói, đó là bước ngoặt đầu tiên và sự thành công đầu tiên của dân tộc Việt Nam chúng ta. Từ một nước nô lệ thuộc địa, mà đứng lên làm chủ một đất nước. Các bạn cứ xuyên tạc, nói cái này, nói cái kia để chủ yếu là gì? Thỏa mãn sự hận thù cá nhân của các bạn thôi. Nhưng thực tế Việt Nam không phải như vậy. Các bạn cứ nhìn đi, các bạn cứ như Jackson Bùi, Dũng Võ mày nói đi. Bây giờ mày càng nói, người ta càng nhìn vào, người ta càng đánh giá cái con người mày, không bao giờ đánh giá của người Việt Nam cả. Việt Nam chúng ta 4.000 năm dựng nước và giữ nước, đánh bao nhiêu trận rồi, đánh nhiều rồi, bây giờ có 20 mấy năm để xây dựng đất nước thôi. Thì các bạn nên nghĩ rằng kinh nghiệm đánh giặc còn nhiều hơn là kinh nghiệm xây dựng đất nước, xây dựng kinh tế. Cho nên các bạn không đủ tư cách, không đủ trình độ để mà dạy Việt Nam để bảo vệ tổ quốc nha. Bây giờ Việt Nam chủ yếu là gìn giữ hòa bình để phát triển kinh tế. Phát triển kinh tế này không phải phát triển kinh tế đất nước, phát triển kinh tế tư nhân. Mỗi một gia đình đều phát triển kinh tế của gia đình mình. Dân giàu thì nước mới mạnh. Bạn nên hiểu, Cộng sản thường thường phải nói câu đấy mà, đúng không? Các bạn mới nói chúng ta đây là phát triển kinh tế cá thể, không phát triển kinh tế tư nhân. Và mỗi một cá nhân chúng ta phải tự phát triển kinh tế gia đình. Mình gọi là phát triển kinh tế nhiều thành phần. Đấy. Cho nên Jackson Bùi nên hiểu rằng bây giờ Việt Nam không còn cái hộ đói nữa. Cách đây khoảng 5 năm là không còn hộ đói nữa. Mà hộ nghèo cả thế giới bây giờ, Ngân hàng Thế giới người ta đánh giá Việt Nam bây giờ 15%, chỉ còn 15% là hộ nghèo thôi. Và các chính sách để mà giải quyết không còn hộ nghèo nữa thì các ngân hàng kinh tế thế giới để cho nó ngồi đây nó ẩm, nó vui nhà phải có, đã tư vấn cho chính phủ Việt Nam rất nhiều. Bằng chứng là gì? Việt Nam mở ra 3 đặc khu, rất nhiều khu công nghiệp để kêu gọi đầu tư nước ngoài, để tạo công ăn việc làm cho người dân Việt Nam, không phải đi lao động nước ngoài nữa mà phải lao động ở nước Việt Nam mình. Các bạn nên hiểu như vậy. Và cái này nó còn một cái chính sách lâu dài. Chúng ta không phải là một ngày một giờ mà chúng ta phải lo được hết, dục tốc bất đạt. Tại vì trong những cái chính sách đó nó còn có sự ràng buộc về những cái luật quốc tế nữa. Các bạn nên nói Việt Nam luôn làm theo hiến chương Liên Hợp Quốc. Tại vì Việt Nam mình là cái nằm trong cái ủy ban Liên Hợp Quốc mà, nên là phải thực hiện đúng. Nếu các bạn thực hiện đúng thì không bao giờ ai mà phản bác các bạn được, đúng không? Nếu các bạn chống cộng đúng, theo đúng pháp luật, Cộng sản cũng chả làm gì được các bạn, cũng để cho các bạn nói thôi. Còn các bạn làm vi phạm pháp luật thì Cộng sản bắt thôi, đúng không? Chứng tỏ là tôi chứng minh cho này. Cô giáo Thủy ở Nha Trang có ai bắt không? Ông Nguyễn Văn Thanh ở đâu ngoài Bắc có ai bắt ổng không? Ngoài Hải Dương. Ông có quyền, ông lên nói tiếng nói, miễn sao ông không vi phạm pháp luật thì Việt Nam cũng phải làm như vậy. Đã nằm trong Liên Hợp Quốc không bao giờ vi phạm hiến pháp, hiến chương Liên Hợp Quốc. Cho nên cái việc mà em nói rộng ra tới 7 tiêu chính là thằng Trung Quốc nó đang khiêu khích Việt Nam để mà vi phạm pháp luật. Bạn thử nghĩ đi, nó thảy một con gà vô cái vườn nhà bạn thôi. Không, bây giờ bạn bắt bằng thịt hay là bạn kêu nó bắt về? Hả? Đúng không? Bạn hãy tưởng tượng đi. Bây giờ mình có một cái sân vườn như vậy, thằng Trung Quốc nó thảy con gà vào cái vườn nhà bạn đấy. Bây giờ bạn bắt con gà đó bằng thịt hay bạn thả nó về, hay là bạn kêu thằng Trung Quốc qua bắt con gà về? Bạn hãy nhìn vào đó mà hãy thực hiện. Nếu bạn thịt con gà đó, thằng Trung Quốc nó sẽ kiếm cớ. Sao mà thịt con gà của tao? Tất nhiên, một cái vùng không tranh chấp thành một cái vùng tranh chấp. Đó là cái mục đích của Trung Quốc. Cho bạn hiểu, cái đầu của bạn còn rất nhỏ lắm. Cho nên 4.000 năm dựng nước và giữ nước, nếu bạn không có tinh thần dân tộc thì bạn không có đủ khả năng và trình độ dạy chúng tôi bảo vệ Tổ quốc. Chúng tôi tất nhiên phải bảo vệ Tổ quốc bằng mọi giá, nhưng trước tiên phải đúng hiến chương Liên Hợp Quốc, phải đúng pháp luật, phải được cả thế giới ủng hộ. Chứ không phải là chúng tôi thấy con gà nó nhảy vào sân chúng tôi là chúng tôi bắt thịt. Nha, bạn nên nhớ như vậy. Rồi. Rất cảm ơn Trần Hạo Nam đã lên tham gia chương trình của mình. Vâng. Ok, rồi, em rất là vâng, em cảm ơn anh. Rồi, ok, còn ở đây còn có Hoàng Phan. Ok. Vâng. Rồi, cảm ơn Trần Hạo Nam. Rồi Hoàng Phan đâu? Và Lê Trọng Tình. Rồi mời Lê Trọng Tình trước, xong Hoàng Phan sau nhé. Rồi đang thêm Lê Trọng Tình nữa. Rồi xin chào em. Chào anh Văn, chào tất cả mọi người trên diễn đàn. Nay vào diễn đàn lại gặp Jackson Bùi. Lại gặp anh Jackson Bùi. Trước chỉ được nghe anh ấy nói, nghe anh em phản biện thôi. Hôm nay có dịp nói chuyện với anh ấy. Thôi thì trước tiên Jackson Bùi lên thì cũng coi như tôn trọng anh ấy. Cũng không, thôi tạm thời không dám gọi anh ấy là ba que đi. Coi anh ấy là một người Việt yêu nước, tạm thời hiểu như vậy. Nhưng mà anh yêu không đúng cách, không hiểu gì nhiều. Anh ấy đi tất cả các diễn đàn, anh ấy được nói vấn đề là tham nhũng, đa đảng này, rồi chơi với Mỹ này. Rồi hôm nay thì có tiện thể thì có dịp lần lượt nói với anh từng vấn đề một. Thứ nhất là cái vấn đề tham nhũng, anh chả hiểu gì về tham nhũng. Anh ấy tìm hiểu về lịch sử về tham nhũng đi. Tham nhũng xảy ra khi ở những nơi mà người ta có quyền lực và con người có lòng tham. Cho nên tôi khẳng định với anh một điều rằng là trên thế giới này không có nơi nào nó không có tham nhũng. Tôi so sánh hẳn với cái nước Mỹ của anh đi. Như anh Bằng đầu tiên đã nói về tham nhũng, cái vụ gì mà mấy chục tỷ USD đấy. Okay. Một công ty năng lượng tham nhũng 38 tỷ đô la. Đúng bà đấy không? Đúng. So sánh hẳn với nước Mỹ của anh đi. Tôi nói cho anh biết cái nước Mỹ của anh với lại các nước Tây Âu ấy, nó có một cái dạng tham nhũng gọi là tham nhũng chính sách. Ở Mỹ gọi là cái luật lobby ấy. Cái này em nói thôi, còn các anh chị mà ở bên Mỹ có hiểu rõ thì có thể chỉ điểm thêm nha. Cái luật lobby người ta gọi là vận động hành lang đấy. Vận động hành lang đấy. Cái này thường thì trong các cuộc bầu cử, các nghị viện, rồi tổng thống, người ta hay dùng cái chính sách này. Mà xin thưa với anh Jackson Bùi, như cái kiểu vận động hành lang này là Việt Nam tuyệt đối cấm nha. Khác hẳn với nước Mỹ của anh nha. Vận động hành lang là một dạng kiểu bỏ tiền ra để kêu gọi ủng hộ hoặc là đi quyên góp ủng hộ cho một đối tượng hoặc là một nhóm đối tượng nào đó để lên tham gia chính trường, để hoạt là tranh giành quyền lực đi. Đó là một cái dạng vận động hành lang, đó là gọi là vận động hành lang mà tổ chức minh bạch quốc tế nó gọi đang rất là quan ngại về cái vấn đề này và gọi cho đó là một dạng tham nhũng chính sách. Tôi lấy ví dụ đơn cử cho anh thế này này. Lịch sử ngày xưa xa xa đấy chút thôi, thời mà nghị sĩ Richard Nixon ấy, vận động tranh cử thì hãng Pepsi ấy, đã ủng hộ ông ta rất là nhiều. Nhưng khi ông ta vào được Nhà Trắng ấy, ông ta đã bỏ toàn bộ máy bán nước tự động của Coca-Cola thay bằng Pepsi hết. Anh biết cái điều này không? Thứ hai, rồi đến cái lượt nghị sĩ Jimmy Carter cũng vậy, được Coca-Cola ủng hộ rất là nhiều. Đến khi ông ta vào được Nhà Trắng thì ông ta đã thay toàn bộ máy bán nước tự động của Pepsi thành Coca-Cola. Cái đó gọi là cái gì? Có phải là một dạng tham nhũng không? Gần đây nhất là năm 2010, mà cái gì thảm họa tràn dầu vịnh Mexico ấy, của thằng hãng BP ấy, gây ra một thảm họa cực kỳ lớn tràn dầu ở vịnh Mexico ấy. Đúng rồi. Các nghị sĩ dân chủ của Đảng Dân Chủ đã lên kế hoạch là đổi trừng phạt rồi bồi thường của thằng BP này. Nhưng mà thằng BP này nó đã bỏ ra hơn 8 triệu đô la để vận động các nhà làm luật giảm bớt cái thiệt hại, giảm bớt cái tội danh và giảm bớt cái sự trừng phạt đi, giảm bớt cái trừng phạt đi đó. Sau đó đến thời ông Barack Obama, nó cũng dùng cái kiểu chính sách vận động hành lang như thế này đấy, luật lobby đấy. Dùng cái chính sách đó để được lợi trong một vụ thầu rất là lớn cũng tại cái vịnh Mexico này. Lý ra những nếu mà như trong những nước phát triển hiện đại như vậy á, công ty mà để gây ra thảm họa lớn như vậy thì chắc chắn cái điều kiện để đấu thầu, lợi thầu trong những cái công việc làm ăn này rất là khó. Nhưng mà thằng BB nó đã thời ông Obama đó. Anh hiểu không, anh Jackson, anh tìm hiểu kỹ cho vấn đề này. Đấy, tôi chỉ so sánh cái việc tham nhũng với lại giữa Mỹ và Việt Nam. Tôi nói lại với anh một điều nữa. Chính cái vận động hành lang này là Việt Nam tuyệt đối cấm, không cho phép. Nhưng mà ở bên Mỹ của các anh và cả một số nước phương Tây đó cho phép một cách hợp pháp. Đấy là cái gì? Đấy có phải là một dạng tham nhũng không? Quá lớn, tham nhũng quá lớn. Tôi nói với anh, các nghị sĩ rồi tổng thống của các anh lên làm tổng thống không có kiểu vận động bầu cử như vậy thì làm sao mà lên được? Tiền ở đâu? Tiền các nhà tài phiệt đầu tư vào cho các tổng thống của các anh, chứ còn ai nó đầu tư vào, nó phải kiếm được cái lợi, cái gì nó phải có cái lợi gì nó mới đầu tư chứ. Cái này riêng cái luật lobby này các anh chị em ở bên Mỹ đấy, có hiểu nhiều thì xin chỉ giúp thêm như thế này, em chỉ biết sơ sơ vậy thôi. Xong cái phần đó đây, thôi tạm thời so sánh cái việc tham nhũng giữa Việt Nam và Mỹ đi. Thì thôi phải công nhận rằng là ở Việt Nam cái chỉ số tham nhũng phạt cũng nhiều. Xếp hạng hiện nay là... Vâng, thực tế là hiện nay Việt Nam là một, thì mình cũng là đúng là một đất nước đang phát triển. Thánh cùng là nói chung cái tình trạng tham nhũng cao chúng tôi công nhận mà. Đúng rồi. Những năm gần đây được nóng bỏng trên thế giới, được nhiều người biết tin thì chẳng qua là vì Việt Nam đang đánh rất mạnh vào tham nhũng nên nó mới lòi ra những cái vụ tham nhũng lớn. Từ đó cũng thể hiểu ra một điều rằng là nhà nước Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt Nam đang quyết tâm đấu tranh với tham nhũng, đúng không anh? Chúng ta còn yếu kém, chúng ta sai, chúng ta đang sửa, đúng không? Rồi, ok, xong cái vấn đề tham nhũng đi. Rồi sang cái vấn đề không phải mình nói với các bạn như thế này. Việt Nam là đất nước đang phát triển cho nên cái tồn tại trong xã hội và vấn đề tham nhũng là cũng rất là nhiều, nhưng mà mình đang sửa những cái vấn đề tham nhũng đó và những tồn tại đó. Mà các bạn thấy không, một số năm gần đây thì những cái đó nó có tiến bộ rất nhiều, cái vấn đề là nó có tiến bộ hay không thôi. Đấy, đúng. Chứ còn bây giờ ví dụ cái đấy nó càng ngày càng nhiều lên thì cái xã hội nó lại thôi lát đi, hiểu không? Cho nên những cái chuyện mà tồn tại trong xã hội mà những cái tham nhũng đã được bớt đi rất nhiều trong thời gian gần đây do Đảng, do chính phủ và do nhà nước mình đã nhận ra được cái vấn đề này rồi và hiện nay đang làm rất tích cực. Đấy, các bạn sẽ thấy những cái điều đó. Rồi, đây tổng tịch. Sang cái vấn đề đa đảng cũng nói luôn cho anh Jackson Bùi này. Cái đảng mà là đảng lên cầm quyền luôn luôn đại diện cho tầng lớp, giai cấp. Đảng cầm quyền, đảng thống trị luôn luôn đại diện cho một cái tầng lớp, một giai cấp nhất định. Tôi nói tư bản đi. Lê Trọng Tình nói ngắn gọn vào một chút. Còn Hoàng Phan, còn mấy bạn em muốn lên. Vâng. Tôi lâu có dịp nói chuyện với Jackson Bùi anh ạ. Ở các nước tư bản ấy, thì các đảng cho các đảng lãnh đạo đi, nhưng mà họ lại theo ý thức hệ là tư bản, cho nên họ phục vụ cho giai cấp tư bản. Còn ở Việt Nam, Đảng Cộng sản đại diện cho giai cấp công nhân và nông dân. Đây là hình cờ bỏ búa liềm đấy, anh Jackson Bùi ạ. Đây là hai giai cấp chủ yếu đa số trong đất nước Việt Nam, thì cũng có thể nói thẳng luôn là đại diện cho nhân dân Việt Nam. Khổ quá, Jackson Bùi ngày xưa ví dụ lính thủy chẳng hạn, đúng không? Trước khi mà về làm lính thủy thì đi nhiều nước trên thế giới, là còn tôi là còn đi nhiều nước hơn Jackson Bùi, vì tôi là thủy thủ tàu Vĩnh Dương, đúng không? Thì tôi đi nhiều nước hơn Jackson Bùi là cái chắc. Cho nên đừng có nói là đi mình phải sống ở đấy. Thì tất nhiên mình đi nhiều thì mình cũng biết nhiều, nhưng mà biết nhiều ấy, mình phải mở mang cái đầu óc ra. Chứ còn mình thấy là nếu mà mình chưa nói là Jackson Bùi có là chống cộng hay không thì tôi chưa nói, nhưng mà tôi thấy cái trình độ lý luận về chính trị và nhận biết về xã hội của Jackson Bùi rất là yếu. Đấy, tôi nói rất cực lòng. Đấy. Thôi chúng ta cứ tôn trọng ấy, là không coi nó là kẻ ba que trong cộng này, nhưng mà nói cho anh để hiểu thì anh ấy ta quá thiếu kiến thức về những cái vấn đề này. Đúng rồi, chứ bây giờ cứ nói cộng sản nhá, mình cứ nói ví dụ như Trung Quốc là, đúng không, là một nước rất đông dân, cỡ khoảng gần 1,6 dân, mà người ta phát triển kinh tế nhá, người ta thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 1949, đúng không, thì coi lúc đấy là đất nước độc lập đi, thì người ta lãnh đạo một đất nước lớn như thế, đông dân như thế, mà người ta hiện nay có tốc độ phát triển rất là mạnh, thì nói chung đấy là cái chế độ cộng sản, cái chế độ nào người ta xấu xa thì mình công nhận, người ta bành trướng thì mình công nhận, nhưng cái vấn đề phát triển kinh tế của người ta thì mình cũng phải đáng học hỏi. Đấy là một nước cộng sản. Đúng. Đúng. Rồi tiếp vấn đề đa đảng. Đa đảng, nếu mà đa đảng thì phải khác nhau về ý thức hệ chứ. Đằng này ví dụ như nước Mỹ của anh có cô cũng được coi là đa đảng đi, nhưng mà chung một ý thức hệ thì khác gì cùng một đảng, một đảng mà chia làm hai phái đâu. Suốt ngày bầu cử là cãi chửi nhau để tranh giành phiếu thôi. Đấy, trong thời kỳ lãnh đạo thì cứ tìm cách chọc ngoáy nhau để chiếm lợi thế thôi, đúng không? Phần thứ hai nữa là nước Mỹ có đảng cộng sản không? Anh có biết nước Mỹ có đảng cộng sản không? Nó có, nhưng mà luật pháp của nước Mỹ có cho đảng cộng sản ra tranh cử không? Đấy, Lợi Minh xin lỗi các bạn nhé, tiết lộ một cái vấn đề, coi như là Lợi Minh đã nói rồi. Lợi Minh là đảng viên đảng Cộng sản Mỹ. Ồ, quá hay đó. Đấy. Vậy có cho đảng cộng sản của nước Mỹ ra tranh cử không, lãnh đạo không? Thế mà các anh cứ đòi, cứ chê Việt Nam là độc tài với lại gì, độc tài với lại độc đoán. Xin lỗi đi, Việt Nam đi, đảng cộng sản nó không độc tài đâu. Nó độc tài nó chết từ lâu rồi. Tôi nói cho anh biết, nó độc tài nó chết từ lâu, nó hại dân hại nước nó chết từ lâu. Bây giờ thực tế là cứ nói là nếu mà coi như đảng cộng sản Việt Nam độc tài với ác nọ kia tất cả các thứ thì không có Jackson Bùi ngồi ở đây bên Mỹ bây giờ nói về năm 1975 nhá, giải phóng, coi như giải phóng Sài Gòn sẽ có tắm máu hết đấy, tắm máu như cái lời của coi như cái bọn Việt Nam Cộng Hòa coi như là tuyên truyền, sẽ không có Jackson Bùi ngồi đây mà nói phét nhá, mà ngồi đây mà qua Mỹ nó phép. Chính xác, nó chết từ lâu, tại vì đến bây giờ thôi, đảng viên cộng sản chỉ có khoảng 4 triệu thôi, mà trong khi dân Việt Nam nó 96 triệu rồi. 96 triệu cứ cho đến 92 triệu chẳng nghĩa thua 4 triệu à? Nó phải làm sao, thì nó mới còn tồn tại đến bây giờ. Sắp 90 năm đến nơi rồi này, 90 năm lãnh đạo đến nơi rồi này. Cho nên nhé, không nên bàn đến cái chuyện đa đảng ở Việt Nam nữa nha. Anh chả hiểu gì về cái đất nước Việt Nam cả. Anh ngon anh về nước Việt Nam anh sống rồi. Anh xem đi. Ok, cảm ơn Lê Trọng Tịch. Ở đây có Hoàng Phan. Để cho em nói thêm cái vấn đề này nữa mà đi đâu cũng thấy Jackson Bùi nói này. Cái vấn đề mà vĩ tuyến 17 đấy, anh ta đi đâu diễn đàn nào anh ta cũng nói là vĩ tuyến 17 đã chia đôi đất nước thành hai quốc gia. Nhưng mà thực chất anh ta chả biết cái quái gì cả. Trong cái điều 6 của hiệp định Geneva có một câu như thế này, điều 6 nó nói gì đó là vĩ tuyến 17 không được hiểu bằng bất cứ cách nào rằng nó là giới tuyến của quân sự tạm thời. Giới không, nó đúng là điều 1 điều 2 nó đúng là giới tuyến quân sự tạm thời thôi, nhưng mà điều 6 của nó là nó nói là không được hiểu bằng bất cứ hình cách nào rằng đó là biên giới quân sự, biên giới quốc gia hay chính trị. Đấy, trong cái điều 6 của nó, tức là nó tuyệt nhiên khẳng định rằng đó chỉ là giới tuyến tạm thời thôi. Giới tuyến tạm thời để chờ tổng tuyển cử. Để vấn đề này nữa thì phải nói thêm là cái ông Diệm của ông đó, phải nói là một tội đồ của dân tộc. Nếu như không có ông ta, nếu như Mỹ không dựng lên ông ta thì Việt Nam đã được tổng tuyển cử rồi, đã thống nhất từ lâu rồi. Có lẽ nếu mà điều đó xảy ra thì anh Jackson Bùi không phải, gia đình của anh không phải chạy sang Mỹ mà sống đâu. Mà thời điểm đó chắc chắn là Việt Nam nó đã đa đảng từ thời đó rồi. Anh hiểu không? Đúng. Rồi, thêm một cái điều nữa là anh ta hay nói đến vấn đề này này. Chơi với Mỹ thì, chơi thân với Mỹ thì để chống Trung Quốc. Tôi nói thẳng với anh ấy, Việt Nam bây giờ kể cả Mỹ hay bất kể các nước nào trên thế giới cũng vậy thôi. Việt Nam muốn chơi với tất cả các nước trên ở cái mức là trên hợp tác hữu nghị toàn diện và dưới đồng minh, tức là cực kỳ thông thiết, thân thiết nhưng mà không phải là đồng minh. Cho nên anh không phải dạy người Cộng sản Việt Nam chơi với phải làm như thế nào để xử lý vấn đề ngoài Biển Đông cả. Rồi, hiểu kỹ một chút đi và thông minh một chút đi. Rồi. Xin lỗi okay, anh Vàng nha, xin lỗi mọi người nói hơi nhiều. Rồi. Không thì nói chung lắm có gì nói chuyện với gặp với Jackson Bùi. Rồi ok. Rồi xin cảm ơn Lê Trọng Tình. Rồi Hoàng Phan đâu? Hoàng Phan nhanh tay bấm ok hoặc gửi lên mời đấy. Nói chung là Jackson Bùi cái nhận thức về chính trị xã hội kém lắm. Nói chung là phải học đi, phải nói chung mình phải có cái đầu óc mình phân tích. Bây giờ thực tế bên Mỹ thì cũng đúng như Lê Trọng Tình nói, chủ yếu là hai đảng thôi, Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ. Thì nói chung hai đảng đó thay nhau nhưng cầm quyền, nhưng mà người ta cũng cùng một cái ý thức hệ cả. Đâu rồi? Đây Hoàng Phan đây rồi, ok, mời Hoàng Phan. Rồi, đang thêm Hoàng Phan. Rồi, xin chào em. Em chào. Dạ, em chào anh Bằng. Em chào tất cả các anh chị em trên diễn đàn. Các anh chị em và anh Bằng có nghe em nói rõ không ạ? Rồi, nghe rất rõ. Dạ vâng, thì em lên đây là cái theo như quy định luôn á, là của tất cả các diễn đàn thì em chỉ xin 5 phút thôi. Thì em cũng trong 5 phút này thì em nói có 5 cái vấn đề chính, 4 cái vấn đề thì về anh Jackson Bùi và 1 cái vấn đề thì về đấy. Trước hết thì em nói về anh vấn đề của anh Jackson đi. Anh Jackson ạ, vấn đề thứ nhất em nói anh này và ngôn ra làm sao đấy để cho những người em như chúng em đúng không, để không gọi anh là bằng thằng. Em nhắc lại là anh hãy phát ngôn và phát biểu bằng những lời nói như thế nào đó để những người em như chúng em đây không gọi anh bằng thằng. Em biết anh là sinh năm 1973. Nếu như nói về Việt Nam Cộng hòa thì anh cũng chẳng biết mẹ gì cả. Anh hiểu chưa? 2 năm trời, 2 năm đó anh biết nói chưa? Anh biết đi, anh biết suy nghĩ cái gì chưa? ABC gì chưa? Cho nên anh đừng có nói Việt Nam Cộng hòa. Cho nên là sau này anh mới nói là nhồi sọ. Chính anh mới bị nhồi sọ. Chính anh mới bị cái đám, cái chống cộng cực đoan bên kia. Anh mới nghĩ ra là đất nước Việt Nam thế này thế nọ, hiểu chưa? Xong rồi anh mới là suy diễn theo một cái logic của anh, cái logic mà của cái não trạng nô lệ bữa chú Bình Phương chú đã nói rồi. Xong rồi anh cứ nói thế này thế kia, phát biểu linh tinh. Đó là vấn đề thứ nhất. Là sao? Là anh hãy thể hiện mình là một con người trưởng thành, đừng có để cho những cái người em như em đây này, như tụi em đây này. Em thua anh 10 tuổi đấy. Nhưng mà đừng có để cho em là kêu anh bằng thằng. Hôm qua tối qua bên diễn đàn của Duy Nguyễn rồi đúng không? Duy Nguyễn nói thẳng luôn, chửi thẳng anh này, AQ này, rồi Sơn Tây Color này, là những thằng chó. Tại sao nhục vậy? Mà Duy Nguyễn còn ít tuổi hơn em luôn á. Cho nên là anh phải xem lại. Đó vấn đề thứ nhất, ok. Có thể 1 phút rồi. Vấn đề thứ hai, anh nói đa đảng cái gì? Rồi ok. Em tôn trọng cái ý kiến của anh là anh muốn đa đảng, nhưng mà em không đồng tình cái ý kiến của anh. Tôn trọng với đồng tình là khác anh Jackson nhé. Tôn trọng đó là thể hiện cái gì? Thể hiện ở một cái xã hội có văn minh và dân chủ. Nhưng mà đồng tình thì em không đồng tình, đúng không? Đỉnh cao của một cái sự ấy á, là chúng ta tập hợp được tất cả mọi cái chính kiến trái ngược chiều nhau về một mối. Ví dụ như anh có 5 đứa con, 5 đứa con anh nó 5 ý kiến. Thế cái lúc mà anh viết di chúc ấy, 5 đứa con anh nó xâu xé cái di chúc của anh chết mẹ anh luôn. Em nói thật như này, Việt Nam mình có 54 dân tộc. Bây giờ cho đa đảng đi, hiến pháp mà cho đa đảng đi, nó trở thành 54 đảng. Đúng không? Trung Quốc nó chơi vài ba đảng. Myanmar nó bơm tiền nó chơi vài ba đảng. Đúng không? Mỹ bơm tiền vô chơi vài ba đảng. Campuchia thì đấy, thì Nhật, Nhiếc gì, Singapore, Thái gì đấy, bơm tiền vô chơi vài ba đảng. Nát bét không? Nét bét không? Rồi, cái ví dụ gần nhất đây là Ukraine, đúng không? Đa đảng đấy, đa đảng của anh đấy. Đúng chưa? Theo Mỹ đấy, định theo Mỹ đấy, theo coi như là các nước EU ấy, đúng không? Tách rời khỏi Nga đấy, thì xem là Ukraine là từ một đất nước giàu mạnh, có thịnh vượng như thế, có cảng Odessa, có cái khu công nghiệp Kharkov nổi tiếng trên thế giới. Nhưng bây giờ các bạn thấy này, bé bé. Bây giờ nát như bướm. Bây giờ Ukraine là một cái chỗ mà cánh đồng giàu trù phú nhất Đông Âu, trù phú nhất châu Âu, và một cái công xưởng quân sự lớn nhất gọi là châu Âu. Cuối cùng bây giờ nát như bướm, đúng không? Muốn tách khỏi Nga gì? Nga lấy mẹ Crimea. Nói được câu nào không? Ẳng được câu nào không? Bây giờ muốn vào EU có được vào không? Muốn vào Liên minh châu Âu có được vào không? Còn bây giờ có nhận được đồng viện trợ của Mỹ, được cái đồng gì không? Sau cái sự vụ là gì? Maidan hả? Anh Jackson, anh thấy đa đảng đấy. Bây giờ Crimea có về được Ukraine nữa không? Bây giờ 3 tỉnh miền đông của Ukraine có về với Ukraine không? Lugan, Cộng hòa tự xưng Lugan hả? Anh có hiểu cái vấn đề không? Anh cái lý luận chính trị anh rất là kém. Mà anh lên đây anh nói rất nhiều về vấn đề chính trị. Anh nghĩ là em nghĩ là anh nên bổ túc lại trước khi mà lên các diễn đàn anh phát biểu cái lời nói. Như vậy thì nó sẽ hợp lý hơn. Ok, đó là kết thúc vấn đề thứ hai của vấn đề đảng. Tất nhiên em nói thì em nói không cụ thể được, tại vì mỗi vấn đề em chỉ nói trong 1 phút, cho nên là chúng ta hãy mình nói qua thì không thể nói kỹ được, đúng không? Nói kỹ được. Rồi vấn đề thứ ba là vấn đề là Trung Quốc với Mỹ. Bây giờ anh luôn khuyên là chúng ta hãy theo Mỹ và hãy bài Trung Quốc. Lý do tại sao vậy? Em cần một lý do để bài Trung Quốc. Ok, anh có thể lý do là Trung Quốc bây giờ nó đang là nó đô hộ Việt Nam, nó đâm va tàu Việt Nam. Ủa, bây giờ nó mới đô hộ à? Bây giờ nó mới đâm va à? Việt Nam mà này mình có 4.000 năm rồi anh ạ. Từ hồi là gì? Hùng Vương cơ mà. 18 đời vua Hùng cơ mà. Và anh nghĩ là từ hồi đó nó không đâm va mình, nó không có ý nghĩa là thôn tính mình à? Vậy thì cái kiến thức lịch sử của anh nó lại quá kém luôn. Sau cái thời Hùng Vương là chỉ thời Bà Trưng, Bà Triệu, đúng không? Sau thời Bà Trưng, Bà Triệu mình nhảy một bước nữa là thời gì? Tây Sơn, Nguyễn Huệ, đúng không? Bao nhiêu đời? 4.000 năm, anh hiểu chưa? Và anh có sống được 100 năm không? 100 năm mà so với 4.000 năm thì tỷ lệ bao nhiêu phần trăm? Anh hiểu không? Và chúng ta không thể là rời cái đất nước Việt Nam qua bên Nam Mỹ được, qua bên châu Phi được. Và Mỹ nó cách mình nửa vòng trái đất, còn Trung Quốc nó cách mình chỉ một cái hàng rào thôi. Anh biết cái dậu không? Người miền Nam gọi là cái dậu, người miền Bắc gọi là cái bờ rào. Anh có hiểu cái vấn đề đó không? Hả? Philippines á, quỳ lụy Trung Quốc chỉ cái vấn đề là Trung Quốc nó kiểm tra từng nải chuối thôi. Và Việt Nam mình vẫn là một cái đất nước nông nghiệp, hiện nay vẫn là 67% là nông nghiệp. Anh nói là anh yêu nước thì anh vẫn muốn là những người bà con nông dân là gì? Không bán được chuối à? Không bán được thanh long à? Không bán được sầu riêng à? Ok, cho nên em nói là cái náo trạng của anh mà nói Việt Nam nên là tôn Mỹ thành làm đại ca, đó là não trạng của thằng nô lệ. Cái này là em nhắc lại của câu nói của chú Bình Phương. Chú Bình Phương, em biết là hiện nay chú Bình Phương đang ở trong trong diễn đàn. Anh Jackson ạ. Vậy em ở cái chủ đề thứ ba thì em lại nhắc lại câu chủ đề thứ nhất. Anh hãy suy nghĩ và phát ngôn những câu nào mà để cho những thằng em như em không gọi anh bằng thằng, vẫn gọi anh bằng anh. A Quy đây nhá. A Quy là em đã hẹn. A Quy là ở Nghĩa Trang Bình An. Anh ở bên đó anh biết là Nghĩa Trang Bình An là vấn đề như thế nào. Và ngay bữa trước đấy, hôm qua đây thì Vũ Hoàng Lân phỏng vấn. Ok, sau đó mình mời ở đây có John. Dạ anh John, anh John Backright. Ok. Đó, ok em sẽ đi sang vấn đề thứ tư, hình như cũng đến phút thứ tư rồi. Để đám anh chờ tí xíu để xong ấy mình sẽ mời. Vấn đề thứ tư là gì? Vấn đề thứ tư là anh hãy đổi mới cái kiến thức của mình đi. Tại vì anh Jason anh đi rất nhiều diễn đàn, từ bên diễn đàn chị Thanh Quốc, từ bên diễn đàn chị Hà My, từ bên diễn đàn của anh Bằng, từ bên diễn đàn của anh Bình Dương, từ bên diễn đàn của Duy Nguyễn, rất nhiều. Tôi cũng là một người thường tham gia những cái diễn đàn đấy, và tôi gặp anh ở trên đấy thì tôi thấy anh như thế này, anh không có cái gì đổi mới. Anh nhai đi nhai lại một vấn đề như chó nhai dẻ rách. Anh có biết con chó nhai dẻ rách không? Con chó là nó thuộc một cái loài gọi là động vật gặm nhấm. Nó lai giữa cái loài động vật gặm nhấm như là chuột với là thỏ, với là một cái loài động vật ăn thịt như là mèo với là hổ báo sư tử. Nó có cái tính chất gặm nhấm và nó có tính chất là ăn thịt. Thì anh nhai đi nhai lại rất nhiều lần cũng một cái chủ đề, cho nên là em khẳng định với anh là một cái loài giống như cái loại chó nhai dẻ rách, đúng không? Như chó nhai dẻ rách thôi chứ không vấn đề gì cả. Quay đi quay lại vẫn chỉ là đa đa, vẫn chỉ là cướp đất cướp ấy của dân, hết chấm hết, chả có cái gì tư duy mới. Và 2 năm nay vẫn như vậy, 2 năm nay vẫn như vậy, cho nên là anh phải đổi mới tư duy. Tại vì sao? Tại vì theo cái quy luật ấy, tất cả mọi cái vật chất đều vận động và thay đổi theo thời gian. Mà anh 2 năm nay, để hơn 2 năm nay anh chả có vận động, anh chả có thay đổi gì cả, thì anh chỉ đáng cái loại như là chó nhai dẻ rách. Tại vì con chó nó không thể ăn cái rẻ đi được, cục xương nó có thể gặm được, hút tủy được, nhai được cái miếng thịt thừa, nhưng mà cái rẻ rách ấy, tất cả anh em mình ở đây đều biết cái cảnh con chó nhai rẻ rách. Nó nhai, con chó nó nhai đi nhai lại mà nó không nuốt vào được. Con chó nó không nuốt vào được. Anh chơi sơn nhá. Đó là 4 cái vấn đề em đam anh. Rồi, em okay. Em có thể là nhận lại cái lời phản biện, cái lời đam của anh. Em bất chấp luôn. Còn ok, có một cái điều em góp ý với tất cả các anh chị trên diễn đàn của mình thế này này. Tất cả các cái luận điều của cái bọn ba que á, AQ, Tân Thái, Benny Trương, rồi Lisa Phạm, rồi tất cả như kiểu vấn đề Sơn Tây Con Lo, rồi cái gì nhỉ, ấy á, Jackson Bùi, Jackson Nguyễn gì, người ta thuộc về một cái não đó rồi, người ta trở thành cái nếp nhăn rồi. Cái nếp nhăn nó não đó chúng ta không thể thay đổi được, cho nên chúng ta lên đây là để đam thôi. Chúng ta không thể bằng cái lý lẽ, không thể giải thích cho người ta hiểu được đâu. Em nói thật với các anh chị. Và có thể là khi người ta hiểu, nhưng mà vì người ta những cái vấn đề về tài chính, đúng không? Có thể là người ta nói cái câu chuyện đó người ta được 5-3 nghìn đô la. Có thể thôi, đây là cái ý, cái ánh nhìn của em. Có thể người ta được 5-3 nghìn đô la, người ta nói theo cái đó để được thêm tiền, chứ người ta không phải là nói theo chính kiến sự thật. John ở đây đâu rồi? Ok đi, ok lại đi, xong Hoàng mình sẽ mời lên. Rồi, sẽ okay. Anh cảm ơn Phan Hoàng nhiều nhá. Rồi ok, anh sẽ cảm ơn. Ok rồi, em chào anh Bằng, em chào tất cả anh chị em trên diễn đàn. Hẹn gặp lại anh chị em và anh Bằng trong một buổi nói chuyện tiếp theo. Hôm nay thì rồi, em okay. Phải ra ngoài cái hiên. Bố em rồi. Thì đang ngủ ở trong nhà. Rồi, hôm nay okay, em có nói rồi, với rồi. Anh đó. Không, dạ, rồi, chào okay. Anh ơi. Dạ. Rồi, xin mời Jun. Rồi, đang thêm Jun đây. Chào anh Bằng, chào anh bạn, lâu quá không gặp. Trời, cái thằng bé kia nó nói câu Jackson Bùi mình nghe tao nói nè. Cái thằng bé kia nó nói là chó nhà dẻ rách là tiếng Mỹ mà tiếng Việt, bây giờ tiếng Việt, tao dịch qua tiếng Việt là ý là nó nói là đụ chó ăn cứt á. À mày, sao mày kỳ quá, mày nói cái thằng bé là kỳ quá nha. Dù sao thằng kia nó cũng lớn hơn ngoài mà biểu thằng Jackson Bùi nó đi ăn cứt. Mày, sao mà thằng này, thằng bé này nó... Tao dịch qua cho mày nghe đó, Jackson Bùi mày nghe chưa? Nó biểu là mày đi ăn cứt đi á. Có mấy câu đa đảng gì tối ngày mấy ông nội đa đảng đó giống như Liên Xô đó. Bây giờ tôi hỏi là đa đảng là giống như thằng Liên Xô đó. Liên Xô nó cũng đa đảng thấy không? Rốt cuộc bây giờ không? Kinh tế của nó tới đâu? Kinh tế của Liên Xô có đâu? Trong trên thế giới đó không? Liên Xô là có những cái khoáng sản và những cái mỏ là lớn nhất trên thế giới. Mà bây giờ thử nói lại coi đa đảng đó. Bác sĩ bên Liên Xô một tháng biết làm được bao nhiêu tiền không? Biết anh có biết bác sĩ bên Liên Xô hiện giờ tháng làm được bao nhiêu tiền không? Chỉ có 680 đô la. Y tá làm được có 444 đồng. Bởi vì anh so sánh giữa cái đồng lương của thằng ở bên Việt Nam, cái thằng mà nó làm cho những công ty tốt ở Việt Nam một tháng nó kiếm hơn 1.000 đô. Nó là hơn lương bác sĩ bên Liên Xô chưa? Vậy giờ đòi so sánh đa đảng hay là bây giờ muốn đòi đa đảng nữa không? Lương công nhân Việt Nam bây giờ càng ngày càng lên. Một người công nhân có thể làm thêm giờ cho những cái cho công ty riêng ở Việt Nam á. Bây giờ có một tháng có thể người ta kiếm trên 20 triệu công nhân đó. Trên 20 triệu. Mà ngó lại những nước mà ngày xưa gọi là cường quốc trên thế giới giống như Nga, gọi là cường quốc Nga, gọi là Royal á, là những nước đó là những nước mà trước Đệ nhị Thế chiến á, Đệ nhất Thế chiến là một trong những nước lớn nhất trên thế giới mà gọi là Nga Hoàng, cái thời Nga Hoàng á. Giàu mạnh tới như vậy, bây giờ đa đảng nó rốt cuộc bây giờ được cái gì? Anh ngó anh Jackson Bùi có cần phải giải thích được không anh Jackson Bùi? Chỉ có như vậy thôi. Việt Nam mình bây giờ anh Jackson Bùi, bây giờ tao gọi mày bằng anh, tao gọi mày anh. Vài bữa tao quỳ xuống lại mày làm ơn Phước đừng để cho chúng chửi nữa. Dù sao với tao với mày cũng cùng xứ với nhau nữa mà tao thấy nhục cho mày quá anh. Mày dẹp cái kiểu đó đi nhá. Đủ má tối nghe cứ để cho chúng chửi hoài. Thằng nhóc nó hồi nãy nó nói mày đi ăn cứt đi, đụng mẹ kỳ khôi. Cái thằng bé nãy tên gì vậy? Đừng nói vậy nha. Phan Hoàng. Ừ, Phan Hoàng, em vừa phải thôi Phan Hoàng. Dù sao anh dành Jackson Bùi cũng lớn hơn em mà anh biểu đi anh nhẹ nhai dẻ lắm, có nghĩa là đi ăn cứt đi. Cái đó không được, em đừng nói vậy. Bất lịch sự quá em. Thôi nha. Còn á, bây giờ cái đa đảng với bốn đảng hoài, Việt Nam người ta không có cần. Tối ngày cái đụng mà đa đảng để làm gì? Đó, tao chỉ nói cho mày hiểu vậy thôi, mày xử mày so sánh đi. Cái thằng Liên Xô hồi xưa nó giàu như vậy mà bây giờ đa đảng á, nó nghèo như con mẹ vậy đó. Chỉ có vậy thôi. Vậy là mày tự hiểu rồi, khỏi cần đi. Còn mình đang ở Mỹ thì cái của Mỹ nó khác với Việt Nam. Như vậy thôi. Mỗi cái nước nó có một cái chính quyền khác nhau. Thôi mình chỉ chia sẻ với anh chị vậy thôi. Thôi mình cảm ơn. Thôi bye. Rồi xin chào Dũng. Thôi bây giờ cũng gần hết 4 tiếng rồi. Cũng khuya rồi thì mình cũng xin kết thúc chương trình ở đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình cùng với mình. Và chúc các bạn ngủ ngon. Chúc các bạn ở bên hải ngoại coi như một ngày làm việc rất vui vẻ. Vâng, xin tạm biệt tất cả các bạn và cảm ơn tất cả các bạn.